Chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện Ngữ ý xuyên thành nữ chủ, toàn văn tổng cộng 800.000 chữ, 700.000 chữ nàng bị tra tấn, còn lại 100.000 chữ là nữ chủ hóa giải quá khứ chân ái không hối hận, nam chủ he, ngự ý sẽ không bao giờ bị lợi dụng bởi điều này, để tránh âm mưu chính, cô tuân thủ nguyên tắc cơ bản có anh mà không có tôi, có tôi mà không có anh, ở lại môn phái và tránh mọi cơ hội gặp gỡ nam chủ. 5 năm sau, cuối cùng cô cũng cắt đứt mối quan hệ này, nam chủ cưới người khác, ngự ý cười điên cuồng bước ra khỏi sơn môn, vui vẻ chạy ra thế giới muôn màu muôn vẻ bên ngoài, không ngờ cô vô tình vui mừng quá độ mà đụng phải hiện trường giết người của kẻ thủ ác ngự ý nấp sau bụi cây nhìn tiếc trầm cảnh toàn thân áo trắng nhún máu chậm rãi nghiền nát đầu lâu người sợ đến không thở nổi trong tĩnh lặng chết chóc một giọng nói ồn ào vang lên chủ nhân ngài nhìn xem là vợ của ngài vợ ngài cuối cùng cũng online trốn trong bụi cây trông thật đáng yêu ngự ý sửng sốt chẳng lẽ là ta cô ấy vẫn mặc váy đỏ là đồ đôi với anh Ngự ý siết chặt vạt áo màu hạt lựu, nhìn vạt áo của Tiết Trầm Cảnh, đó là một bộ trang phục yêu quái, máu của hắn không phải nhuộm đỏ sao? Tiết Trầm Cảnh lắc đầu ngón tay cầm máu, ánh mắt quét về phía bụi cây, ngơ ngác hỏi, vợ của ai? Hệ thống lấy ra một tác phẩm, vỗ vỗ bìa sách, kiên định nói, vợ của ngươi. Tiêu đề lấp lánh của bài báo lơ lửng trong không khí, sau khi xuyên qua cuốn sách, tôi và nhân vật phản diện ở he, ngự ý, hệ thống, chủ nhân, dũng cảm tiến lên bắt đầu ngọt ngào đến ngất xỉu đường tình, ngự ý đứng lên một giây, đây là ngọc văn, nếu là ngọc văn, vậy ta liền không khách khí, hệ thống, vốn nên trói nữ chủ lại trói nhầm nhân vật phản diện thì phải làm thế nào? Khẩn cấp, chờ online, trả lời, thì bạn chỉ có thể gửi các nhiệm vụ chiến lược do nữ chủ gửi cho bọn phản diện, tóm lại, ngu ý xuyên thư, trở thành một bản ngược luyến tiên hiệp văn nữ chủ quyết định tỷ thế 5 năm chặt Đức cùng nguyên nam chủ nghiệp duyên. Nào biết 5 năm sau, nàng bước ra sơn môn, một khi cùng trong sách nhân vật phản diện gặp nhau, mới biết được mình cũng không phải là xuyên thư, mà là bản này xuyên thư sau ta cùng nhân vật phản diện he bên trong nhân vật nữ chính, mà vốn nên khóa lại tại nữ chủ trên người hệ thống, sai lầm khóa lại tại nhân vật phản diện trên thân, hệ thống đành phải đem tuyên bố cho nữ chủ công lược nhiệm vụ, toàn bộ tuyên bố cho nhân vật phản diện, khiến cho nhân vật phản diện công lược nữ chủ, soát lấy ngu ý độ thiện cảm bài này trái ngược truyền thống nữ chủ công lược cứu rỗi nhân vật phản diện sáo lộ, nhân thiết mới lạ, tình tiết trôi chảy, văn phong khôi hài, đáng giá vừa đọc, chương một liễu ám hoa minh, một, ngày hội chợ lớn, thiên tài mông lung, cửa huyện thành còn chưa mở, ngoài thành xếp hàng dài, trong đội ngũ phần lớn đều đẩy xe tay ga gánh vác hàng hóa, là tiểu thương vào thành buôn bán, trên bãi đất trống hai bên cửa thành, có hai lạng quầy hàng sáng, hơi nóng bốc lên sương mù hấp lờ lờ leo lên người vào thành đều là từ mười dặm tám xã phụ cận chạy tới đi nửa đêm chính là lúc đói bụng hơn nửa một đạo cửa thành cách nhau giá cả trong thành so với ăn ở quầy hàng bên ngoài đắt hơn một hai văn cho nên người xếp hàng chờ vào thành ở cửa thành phần lớn đều sẽ lựa chọn mua chút đồ ăn ở quầy hàng thức ăn sáng ngoài thành ứng phó hai miếng ngu ý cũng như thế nàng vừa đến cửa huyện thành liền quen thuộc đến trước một quầy ăn sáng bỏ mười văn tiền mua mười cái bánh bao thịt lớn cô tự mình ăn hai cái cho hạt đầu đàn đi theo phía sau cô ăn tám cái, con hạt đầu đàn này lớn lên thon dài cao ngất, đủ có người cao, lông trắng như tuyết đầu, lông đen như mực, trên đỉnh đầu một chút đỏ tươi như chu sa, vừa nhìn đã biết không phải phàm điểu. Cô nương đứng bên cạnh nó cũng là váy trắng phiêu phiêu, da tuyết tóc đen, đôi mắt linh động đen nhánh trong suốt, thần quan trạm trạm, một người một hạt đứng cùng một chỗ, quả thật giống như tiên cơ trong tranh cổ không ăn pháo hoa nhân gian vậy, nếu như xem nhẹ bánh bao thịt lớn trong tay cô trong mắt dân chúng bình thường tiên hạt thuộc về tọa kỵ tiên gia từ trước đến nay đều chỉ lui tới tiên sơn phúc địa ngẫu nhiên nghe được tiếng hạt minh cũng chỉ có thể nhìn từ xa một cái tư thế oai hùng của tiên hạt lăng không bay qua rất ít khi có tiên hạt đáp xuống một tiểu huyện thành bình thường như vậy tuy nhiên con hạt tiên này là một ngoại lệ mọi người đã không nhớ rõ tiên hạt này cùng tiểu tiên cô nuôi nó từ khi nào đã xuất hiện ở huyện nhu nam dù sao cũng phải nhiều năm rồi lúc đầu mọi người còn tò mò về bọn họ, hiện tại đã quen không trách nữa, bởi vì mỗi lần tập một mười lăm, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy bọn họ ở cửa thành. Tiểu tiên cô mỗi khi chợ lớn sẽ mang theo tiên hạt đến huyện thành bày sạp, bán một ít tịch tà trấn trạch, giúp dân chúng phụ cận giải quyết một ít tai họa yêu mị mà người bình thường không giải quyết được. Nàng thu giá không cao, nếu như tiền bạc không đủ, cũng có thể dùng dưa hấu lương nhục đổi, đều là rõ ràng niêm ít giá cũng không công lấy đồ của người khác, hoàn toàn không giống như tu sĩ khác hiện tại không có bụi, cao không thể chạm tới. Mọi người ở huyện Nhu Nam đều có hảo cảm với vị tiểu tiên cô này, mỗi khi nàng đến, chợ đều náo nhiệt vài phần, có người đặc biệt muốn đến thăm nàng, cũng có việc muốn mời nàng hỗ trợ. Ngu ý sau khi cửa thành mở ra vào thành, người cùng vào thành đều nhiệt tình chào hỏi nàng, từng ngụm từng chữ tiểu tiên cô kêu lên, hỏi nàng hôm nay sẽ chi nhánh địa điểm nào trong thành ta trước tiên mang theo hạt sư huynh đi dạo chung quanh, đi tới nơi nào thì tính là chỗ đó, cái này phải nghe hạt sư huynh. Ngu ý cười đáp, con người đen nhánh tràn đầy ánh mặt trời ấm áp, ngọt ngào như caramel hòa tan, dung mạo nàng vốn đã tốt, má hồng, môi hồng răng trắng, người tu tiên trong mắt dân chúng bình thường luôn mang theo vài phần khí chất xa cách phàm trần, làm cho người ta không dám thân cận, nhưng chỉ cần nàng cười, vài phần xa cách này tất cả đều hòa tan trong nụ cười của nàng, làm cho người ta nhìn liền sinh ra vui mừng. Hạt đầu đang ở bên cạnh nàng gật đầu, thật sự có chút vi nghiêm của sư huynh. Tất cả mọi người đều biết quy củ này của nàng, không có tiếp tục truy vấn. Sau khi vào thành, mọi người đều phân tán chạy tới các đường phố khác nhau trong thành bận rộn sinh kế. Ngu ý thì cùng hạt sư huynh đi dạo trong thành, mua thêm một ít gia dụng. Huyện Nhu Nam chỉ là một tòa huyện thành nhỏ, quy mô không lớn, nàng đi dạo trong huyện thành này 5 năm, chỗ nào có cửa hàng gì cũng trong lòng rõ ràng, rất nhanh liền đem đồ nên mua xong, nhét vào trong túi đựng đồ. Cuộc sống nhàn nhã như vậy là rất nhàn nhã, nhưng thực sự là một chút nhàm chán. Ngu ý ngửa đầu nhìn bầu trời mênh rộng trên đỉnh đầu, nhàm chán thở dài một hơi. Không có điện thoại di động không có internet, ngay cả chợ cũng không thể đi dạo trong những ngày mới, thực sự là quá khó khăn. Nếu sớm biết bình luận một câu sẽ xuyên qua, lúc cô đọc văn thì nên trói hai tay mình lại ngu ý mỗi lần nhớ tới đều nhịn không được đánh tay mình, gọi ngươi tay đê tiện gọi là ngươi tiện tay, đọc văn liền xem văn, vì sao nhất định phải lưu lại một câu, nữ chủ cũng quá thảm đi, ta còn cùng tên với nữ chủ, sẽ không xuyên qua chứ, kết quả một câu thành lời, phát xong bình luận này, cô đã bị một trận dòng điện đánh qua, thật sự xuyên vào trong một quyển văn bản cẩu huyết ngược đãi hận hải tình thiên như vậy, trở thành tiểu bạch hoa nữ chủ bên trong bị ngược thân ngược tâm. Phải biết rằng, cả quyển sách cộng thêm phiên ngoại, tổng cộng đều mới 80 vạn chữ, nàng đã bị nam chủ cùng các lộ nam phối nữ phụ cùng ngược 70 vạn chữ, còn lại 10 vạn chữ nữ chủ hòa giải với quá khứ, tình yêu đích thực không hối hận, cùng nam chủ he, he, nam chính bùi kinh triều, tên sách kinh triều, từ tên sách này nàng nên đoán được tác giả căn bản không yêu nàng. Ngu ý đến nay vẫn còn nhớ rõ kết cục ban đầu, trên đó giấy trắng mực đen, rõ ràng viết, nàng cười nhìn lại, nhưng trong mắt không còn thần quan trong trẻn khiến hắn kinh diễm khi mới gặp nữa. Cậu nam nhân này, chính là hắn đem nữ chủ bị thương sâu nhất, đến cuối cùng còn ghét bỏ trong mắt nàng không còn sạch. Lúc ngu ý xuyên vào trong sách, vừa lúc tiểu bạch hoa nữ chủ lần đầu gặp trọng thương hôn mê, dùng cây đằng đang thành một chiếc bè nhỏ lót dưới thân hắn, mệt chết mệt sống kéo hắn về nhà, mắt thấy đã kéo đến cửa nhà rồi. Ngu ý vừa nghĩ đến cứu nam chủ, sắp tới 70 vạn chữ ngược thân ngược tâm tình tiết lúc này liền hung hăng rùng mình một cái mặc dù bùi kinh triều là người lớn tuổi mà tác giả yêu thích nhất sinh ra là ngọc thụ lâm phong mày kiếm tinh mục cho dù chật vật đến cả người nhiễm máu hôn mê bất tỉnh cũng có vài phần tư sắc ngu ý đều đối với hắn sinh không ra nửa phần hảo cảm nàng cân nhắc trái phải từ trong viện tìm tới một thanh củi đao khoa tay múa chân trên cổ hắn nửa ngày chung quy cũng không dám xuống tay cuối cùng kéo bè gỗ nhỏ quay đầu kéo hắn vào trong rừng cây bên cạnh đào hố chôn. Sau khi chôn xong còn dùng sức dậm hai cước lên trên đống đổ nền, ngu ý vọt về nhà nguyên chủ, thu thập mềm mại, hôm đó liền một ngọn lửa thiêu rụi nhà gỗ nhỏ, lựa chọn chuyển nhà. Trước khi nữ chủ vào đạo tu hành, vẫn sống nương tựa lẫn nhau với Gia Gia, Gia Gia là thợ săn, trước khi qua đời đã dạy nàng một chút công phu quyền cước phòng thân, ngu ý xuyên vào trong thân thể này, cũng kế thừa điểm kỹ năng của nguyên chủ, cẩn thận thông minh một chút, cũng không sợ trên đường sẽ gặp phải bọn cướp nàng một lòng muốn rời khỏi tông môn nam chủ quản lý, không muốn cùng nam chủ có nửa phần giao nhau, vội vàng chậm rãi đuổi đi hơn một tháng, đi tới địa giới huyện Nhu Nam, nhân duyên sẽ xông vào một động phủ tu luyện tán tu, tán tu thọ nguyên kia tương tận, đang tiếp núi kiếp này không thể tiếp được một đồ đệ, môn hạ không có người kế thừa y cồng của hắn, ngay cả tiên hạt nuôi bên người cũng không có người chăm sóc, nhìn thấy ngu ý đầu óc choáng váng xông vào, quả thực mừng rỡ quá đổi tại chỗ liền uy bức lợi dụ nàng bái sư, ngu ý một triều xuyên vào một thế giới tiên hiệp, trong lòng cũng thập phần hướng tới đạo pháp tiên thuật lên trời xuống đất, nàng ở trong nguyên bản không phát hiện danh hào tán tu này, nghĩ thầm hắn hẳn là người qua đường không liên quan đến cốt truyện ban đầu, liền sản khoái đáp ứng, tán tu sau khi thu nhận nàng, liền vì nàng quán linh tẩy tủy, đem tu vi cả đời đánh vào trong cơ thể nàng, đặt linh cơ cho nàng. Sau đó lại đem công pháp tịch tích góp trong động phủ, Pháp bảo phù lục cùng với một con tiên hạt vẫn luôn làm bạn với hắn đều giao phó cho ngu ý. Ngu ý còn chưa kịp hiểu rõ sư phụ mới này của nàng, tán tu lại tiếc núi ngày hôm sau, liền thọ nguyên hao hết, ngồi hóa mà chết. Sau đó, nàng liền ở trong động phủ an ổn lại, một bên dưỡng tiên hạt, một bên nghiên cứu tán tu để lại công pháp tu luyện, ẩn cư này, chính là 5 năm, không khỏi không cẩn thận bị cuốn vào trong cốt truyện ban đầu, trong 5 năm ngu ý rất ít khi ra ngoài, một tháng chỉ ra ngoài hai chuyến, dựa vào kiếm thuật cùng đạo Pháp tự học kiếm được một chút chi phí ăn mặc của mình và tiên hạt, thuận tiện cũng hỏi thăm một chút tin tức bên ngoài, nhất là hướng đi của Bùi Kinh Triều. Nàng đương nhiên không cảm thấy mình lúc trước đem Bùi Kinh Triều chôn sống, là có thể giết hắn, hắn chính là nam chủ, mạng rất lớn, Bùi Kinh Triều cũng quả thật chưa chết, hắn là đệ tử thủ tịch của Ly Sơn kiếm phái trưởng giáo, không chỉ có danh tiếng hiển hách trong tu sĩ mà ngay cả dân chúng bình thường trong phàm trần cũng đối với đại danh của hắn như sấm bên tai. Ngu ý ở một huyện thành nhỏ như huyện Nhu Nam, đều thường xuyên nghe được tin tức về hắn, cho dù không có nữ chủ đi theo bên cạnh hắn, cũng không ảnh hưởng chút nào đến tình tiết bùi kinh triều đi theo, hắn vẫn như cũ dựa theo nguyên bản viết như vậy, đầu tiên là ở trong đại hội tông môn nổi bật, sau đó lại ở trong bí cảnh đạt được tuyệt thế thần binh, tại cửu châu Pháp hội, càng là lực ác quần hùng, lấy được khôi thủ, trở thành người đứng đầu tu sĩ trẻ tuổi một đời trong tiên môn bùi kinh triều danh vọng càng ngày càng cao đương nhiên cũng giống như nguyên thủy trung bình ái mộ hắn nữ tu là hết lần này đến người khác trong cốt truyện ban đầu nữ chính là cô gái duy nhất sẽ bị bùi kinh triều đối đãi với nhau cô giống như một mục tiêu sống động trong sáng và tối bị những người hâm mộ của anh dày vò không nhẹ các nữ phụ ái mộ bùi kinh triều ghen ghét nữ chủ nhóm nam phụ truy đuổi bùi kinh triều cảm thấy thiên phú bình thường tiểu bạch hoa nữ chủ không xứng với đại ca bọn họ, ngay cả bản thân nữ chủ cũng không ngừng bị hạ thấp tình cảnh bắt đầu tự hoài nghi, trở nên tự ti nhát gan, hèn mọn đến bụi bặm. Hiện tại, ngu ý bỏ chạy, vị trí nữ chủ bên cạnh bùi kinh triều trống rỗng, nhóm nữ phụ vì trở thành người bên cạnh hắn, dùng toàn thân giải số, ngu ý mỗi lần đi ra, đều có thể nghe được lời đồn hắn cùng hồng nhan tri kỷ bất đồng, chẳng qua, đều là một ít tin đồn mập mờ không rõ không có ai là xác định chính xác điều này cũng khiến ngô ý chỉ có thể tiếp tục ở nơi nhỏ này cũng không dám đi xa sợ hào quang nữ chủ còn treo ở trên trán nàng vừa đi ra ngoài liền đụng phải nhân vật kịch tính gì đó từ đó mở ra tiểu bạch hoa nữ chủ bị ghét bỏ cả đời cạc cạc tiếng kêu của hạt sư huynh gọi lại suy nghĩ của ngô ý nàng theo hướng hạt đầu đang duỗi cổ ra hiệu nhìn qua nhìn thấy tiểu tửu lâu quen thuộc hạt sư huynh rất thích ăn cá hấp trong tửu lâu này ngu ý liền thuận theo ý của nó, dẫn nó đi vào tửu lâu. Hai người bọn họ là khách quen của tửu lâu này, đều không cần ngu ý mở miệng gọi đồ ăn, tiểu nhị đã thuần thục hướng hậu trù quát, hạt sư huynh tới rồi, năm đĩa cá hấp, nửa đời ít muối, con xéo đầu đàn vui mừng cạm rầm hai tiếng, ngu ý phúc cười nhạo, có lao tiểu ca, một người một hạt dưới sự quan sát của thực khách, ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, tầm mắt tụ tập trên người bọn họ rất nhanh chuyển ra, ngu ý bưng trà lên chậm rãi uống, nghe được mấy người ăn mặc ở bàn khác nói chuyện với nhau lấy chân linh mã kia từ nơi này còn có mấy ngày mới có thể đến chân núi cũng chỉ có hai ba ngày muộn nhất không quá ba ngày ngài mặc dù yên tâm chính là hai con ngựa này của ta cũng không phải ngựa bình thường bảo quản có thể đưa các ngươi đến ly sơn trước đại hôn đạo quân nghe được hai chữ ly sơn lỗ tai ngu ý dựng thẳng lên nàng từ bên cửa sổ nhìn ra quả nhiên thấy trên bãi đất trống phía sau tửu lâu buộc hai con hát mã hai con hắc mã kia cao lớn cường tráng, gân cốt cường tráng, cả người linh khí khí chuyển, vừa nhìn đã biết là dùng linh thảo linh đang nuôi ra, cùng phẩm tướng bình thường hoàn toàn bất đồng, cùng với ngựa đen đậu trên bãi đất trống, còn có hai xe lớn hàng hóa, đựng trong thùng gỗ sơn đỏ niêm phong, tốt nhất là càng nhanh càng tốt, chúng ta làm ăn nhỏ chính là muốn thừa dịp nhiều người náo nhiệt, làm thêm vài giao dịch, nếu chậm hơn một chút, có thể không kịp thời điểm tốt, đó là đó, tôi tiết kiệm được. Người nói chuyện là chủ nhân của Linh Mã, chỉ dựa vào Linh Mã kéo hàng ăn cơm cho người ta, hắn mở ra một bàn tay lớn, nói, cách bùi đạo quân cùng dục tú tiên tử đại hôn còn có năm ngày, chờ chúng ta đến ly Sơn Thành thời điểm, người đến góc vui phỏng chừng cũng không sai biệt lắm, ngày lão hai chiếc xe này hàng hóa không lo bán không được, muốn ta nói, một trận trọng đại như vậy, tu sĩ Tứ Hải Cửu Châu đều tề tụ rời Sơn Thành, ngày lúc này mới kéo hai xe hàng hóa đi, coi như là ít đi thương nhân nói, ngươi là không biết có bao nhiêu thương nhân đang chạy tới nơi đó, đều muốn chia một chén canh, chúng ta những tiểu thương nhân này đều là ở trong ngón tay thương nghiệp tiết thị nhặt được ăn, nếu quá tham lam, hàng hóa đập vào trong tay, vậy thì được nhiều hơn mất, tay ngu ý cầm chén rung lên, hô hấp hưng phấn đều trở nên nặng nề, cô ấy nghe thấy gì? Bùi đạo quân cùng dục tú tiên tử đại hôn, dục tú tiên tử không phải là nữ phụ độc ác trong nguyên văn bởi vì ái mộ bùi kinh triều, mà điên cùng ghen ghét nữ chủ sao xin chúc mừng cô ấy cuối cùng đã được như mong muốn bùi kinh triều cùng người khác thành thân có phải cũng có nghĩa là nghiệp duyên giữa bọn họ đã hết hay không Ngu ý hoảng hốt đều có thể nghe được thanh âm hào quang nữ chủ trên đầu mình vỡ vụn đặc biệt dễ nghe chỉ có năm ngày nữa chờ bùi kinh triều đại hôn sau đó hết thảy bụi bặm lắng xuống nàng có thể muốn đi đâu liền đi nơi đó chương hai liễu ám hoa minh hai Ngu ý cao hứng nhào tới ôm lấy con hạt đầu đang dùng sức vỗ vỗ lưng nó, vui vẻ nói, thật tốt quá, hạt sư huynh, thế giới lớn như vậy, chúng ta rốt cục có thể đi ra ngoài xem một chút. Hạt sư huynh đang ngửa đầu ngửa một con cá nuốt vào trong bụng, bị nàng ôm như vậy, cả con cá mắc kẹt ở giữa cổ dài nhỏ, thiếu chút nữa nghẹn chết nó. Ngu ý vội vàng buông nó ra, hai tay cầm cổ nó, giúp nó thuận theo con cá bị kẹt xuống. Hạt sư huynh nuốt cá, phẫn độ mổ nàng một mụn. Ngậm con cá cuối cùng trên bàn, đôi chân thon dài nhẹ nhàng nhảy lên, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, sau vài lần trở giúp chạy, mở cánh bay đi, ngu ý vương tay, vô ích giữ lại bóng lưng nó, ai, hạt sư huynh, ta sai rồi, ngươi đừng tức giận a. À, hạt sư huynh tức giận bay đi, ngu ý cũng không vội vàng đi tìm nó. Nàng ở lại trong thành lại hỏi thăm một ít tin tức về đại hôn của Bùi Kim Triều, ly sơn kiếm phái trưởng giáo thiên kim cùng thủ đồ hắn đại hôn tin tức này kỳ thật đã sớm truyền khắp tu chân giới, chỉ là huyện Nhu Nam hẻo lánh, tin tức hơi chậm lại một chút, nếu không phải vừa vặn có một đội thương nhân này đi ngang qua, khả năng còn phải chờ mấy ngày mới có thể truyền đến nơi này, tâm tình ngu ý rất tốt, giúp một thương hộ trong thành giải quyết tiểu quỷ trộm cắp tài sản, liền sớm thu dọn ra khỏi thành, tính toán trở về kiểm kê gia sản trong động phủ một chút, chuẩn bị tốt chạy ra thế giới hoa hoa bên ngoài vị tán tu sư phụ kia để lại cho nàng động phủ gọi là trúc lý quán, chính là một mảnh trúc lâm bí cảnh sâu trong khe núi. Trong thanh trúc vần quanh xây dựng có một tòa trúc lâu hai tầng, phía trước trúc lâu là một dòng hồ sâu thẳm yên tĩnh, trên hồ có cầu gỗ, phía trên còn có dụng cụ câu cá. Trong sân trước lầu trồng rất nhiều hoa cỏ, phía sau viện còn nuôi nhốt gà vịt và hai con heo con trắng nõn. Nơi này nhìn qua không giống tu sĩ tu luyện động phủ, ngược lại giống như là nông hộ sơn giả bình thường, tràn ngập trong phàm trần mới có sinh hoạt khí tức. Ngu ý sống trong bí cảnh này 5 năm, tích góp được không ít đồ đạc, mất cả ba ngày mới đem tất cả gia sản kiểm kê rõ ràng. Những thứ nàng sắp mang đi đều bỏ vào trong túi đựng đồ, còn lại đều bị niêm phong trong bí cảnh. Trước khi sư tôn qua đời, chuyên môn dạy nàng cách phong tỏa bí cảnh, sau khi bí cảnh bị phong, thời gian nơi này sẽ tỉnh lại, cho đến sau này lại bị mở ra. Ngu ý thu thập dừng lại, lại đợi thêm hai ngày nữa, còn không thấy hạt sư huynh trở về hạt sư huynh nhàn vân giả hạt quen rồi trước kia cũng thường xuyên ba năm ngày không về nhà ngu ý cũng không ước thúc nó nhưng lần này bất đồng từ khi nghe được tin tức bùi kinh triều đại hôn kia bắt đầu trái tim ngu ý đã sớm bay đi ra bên ngoài thế giới hoa hoa nàng cơ hồ là bóp ngón tay đếm ngược chờ đợi ngày bùi kinh triều đại hôn thời gian đã qua bên ngoài mặt trời trầm tây sơn trăng trăng đông thiên nghĩ đến bùi kinh triều hẳn là đang hưởng thụ động phòng hoa chúc dạ hội của mình. Ngu ý chung quy ngồi không yên trong bí cảnh, nàng phong ấn tốt bí cảnh, ra ngoài đi tìm hạt sư huynh, bởi vì tự do ở ngay trước mắt, tâm tình ngu ý thoải mái hơn bao giờ hết, dáng người ngự kiếm bay lên không so với ngày thường còn nhẹ nhàng tiêu sái hơn, dùng thanh kiếm bí cảnh nàng năm trúc gọt ra mang theo nàng, vẽ ra một đạo thanh quan, trốn vào sâu trong núi rừng, ngu ý đi theo nơi mà hạt sư huynh có thể sẽ đi, từng nơi một tìm qua từ huyệt động tàn ngư của hạt sư huynh đi ra ngoài, nàng bỗng nhiên thoáng nhìn thấy hơn 10 đạo lưu quang ở chân trời rơi xuống, xem ra thế chính là bãi cạn trước người nàng, tinh thần ngu ý căng thẳng, lập tức lui vào bụi cây ẩn mình ở cửa động, hai tay nàng nhanh chóng véo ra một dấu tay, linh lực quanh thân dao động, thân hình cùng bụi cây hoàng mỹ dung hợp thành một thể, sau một khắc, lưu quang vội vàng rơi vào bãi cạn này, đập ra tiếng nước ào ào, một cái bóng đen rơi vào trong nước bãi cạn, ngay sau đó lại có hơn 10 tên tu sĩ hạ xuống, phân vây ở bốn phương tám hướng của hắn, có người hét lớn một tiếng, khởi kiếm trận, hơn 10 thanh trường kiếm bay lên không trung, kết trận thành hình, kiếm quang dày đặc đan xen cùng một chỗ, đem bóng đen ở giữa vây khốn, bóng đen nhìn xung quanh một cái, phát ra một tiếng trống giận phi nhân loại, bỗng nhiên trở tay móc vào ngực mình, dùng sức kéo ra hai bên, nhất thời từ trên người lột ra một tấm da người máu chảy đầm đìa bên trong da người rõ ràng là một đầu ma vật diện mạo kỳ lạ, ma vật kia cả người đỏ như máu, giống người mà không phải người, tứ chi phủ phục trên mặt đất, trên mặt không có da người, ánh mắt cùng răng đều lạnh lẽo lộ ra bên ngoài, trong mắt nhục nhằn chuyển động, răng nanh bén nhọn, thân thể nó chấn động mạnh, trướng to gấp mấy lần, cùng lúc đó, 24 xương sườn dưới nấp từ trên lưng nó xuyên thấu ra, mạnh mẽ kéo dài, hóa thành cốt đao. Hướng bốn phía kiếm trận đâm tới xương cốt cùng linh kiếm va chạm, lại đụng ra tiếng kim thạch duệ vang lên, đâm đến trong lỗ tai ngu ý ong ong, nàng nghe được bên ngoài có người hoảng sợ kêu to một tiếng, là cốt ma, lời còn chưa dứt, kiếm trận bị phá, xương sườn cốt ma linh hoạt giống như nhện bước chân, cốt đao xuyên thủng thân thể vài tên tu sĩ, đem bọn họ ném lên không trung, một thứ mang theo máu tươi bắn tung tóe, nện xuống trước bụi cây ngu ý đang trốn, nàng nhìn kỹ, là một cái tu sĩ cả người máu tươi, còn có khí, dưới ánh trăng sáng ngời, tay áo tu sĩ này bày lên màu bạc lá trúc văn ấn hết sức nổi bật, hoa văn lá tre tơ bạc, ngu ý nhận ra văn ấn kia, thầm nghĩ một tiếng xui xẻo. Một đám tu sĩ này dĩ nhiên là đệ tử Ly Sơn, hôm nay là ngày đại hỷ của Ly Sơn kiếm phái, tông môn bọn họ dĩ nhiên còn có người ở bên ngoài hàng yêu trừ ma, thật không hổ là một trong 12 tiên môn chính đạo đương thời, ngu ý phân thần một lát như vậy, đánh nhau trên bãi cạn đã phân ra thắng bại cốt ma thuộc về ma vật cao cấp, cho dù là những đệ tử ly sơn này phần lớn đều là tu vi kim đan, nhưng cũng khó có thể ở dưới tay nó lấy được chỗ tốt. Đệ tử ly sơn truy kích mà đến nằm ngổn ngang trên bãi cạn, máu chảy róc ria, chỉ còn lại một đệ tử ly sơn còn có thể toàn bộ râu ria đứng ở nơi đó, là một thiếu niên nhìn qua tuổi còn trẻ, ngu ý xuyên thấu qua bụi cây cành lá, ngạc nhiên đánh giá đối phương, tu vi người nọ rõ ràng cũng không cao chẳng qua khó khăn lắm mới có thể xây dựng cơ sở so với tất cả mọi người ở đây thấp hơn một đại cảnh giới lại sống như kỳ tích đến bây giờ ở trước người hắn cách đó không xa một gã tu sĩ bị xương cốt trường cốt đinh xuyên qua mặt đất ngẩng đầu lên hàng giọng hô với hắn sư đệ mau đi đi tìm bùi sư huynh báo tin thiếu niên nghiêng mắt nhìn về phía hắn biểu tình lạnh lùng trong đồng tử không mang theo một tia tình cảm thuộc về người nghe vậy cười một tiếng ngữ khí tựa như ngày thường hướng sư huynh đùa dẫn nói, báo tin. Tôi sẽ không đi đâu, nam tu kia lo lắng nói, ngươi đang nói cái gì, mau đi à, thẳng đến khi nhìn thấy cốt ma tứ chi tàn bạo kia cũng dùng đất bò tới bên cạnh thiếu niên, cuối người, ngoan ngoãn khu ở bên chân hắn, nam tu mới chợt mở to hai mắt, tỉnh ngộ lại, miệng mũi hắn tràn ra máu tươi, sụp đổ trên mặt đất. Trong con ngươi cứng ngắc vĩnh viễn dừng lại ở kinh nộ bị phản bội, cốt ma trường đao rút ra, Tu sĩ Kim Đan theo máu tươi cùng nhau bắn tung tóe, thiếu niên đưa tay tiếp được, ngón tay hắn thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, dính máu tươi đầm đìa, có thứ gì đó từ trong tay áo hắn kéo dài ra, cuốn lấy Kim Đan, hấp thu linh lực bên trong, mặt trăng tạm thời ẩn vào trong vân nhụy, làm cho ngu ý không thể nhìn thấy những chi tiết này, nàng chỉ nhìn thấy Kim Đan ở trong tay thiếu niên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy. Sau khi vân nhụy phiêu tán, ánh trăng một lần nữa chiếu xuống hắn liếm môi dưới, nheo mắt lại, cốt ma lúc trước còn hung ác tàn bạo, lúc này nhu thuận giống như một, co rụt toàn thân xương cốt, nằm sắp đến bên chân thiếu niên, thiếu niên nhấc chân, một cước dẫm lên đầu nó, dùng sức nghiền nát, nghiền đến xương ma đầu xương rắc rắc vang lên, nói, như vậy đều sẽ bị phát hiện, thật sự là phế vật, răng cốt ma va chạm, phát ra một loạt tiếng va chạm răng có tiết tấu, còn dám ngụy biện. Thiếu niên nói xong dưới chân dùng sức, đem nửa cái đầu của nó đều dẫm vào trong bãi đá vụn. Ngu ý nghe được vị ly sơn lão huynh bên cạnh kia kịch liệt thở dốc, hắn trừng mắt nhìn chầm chầm một màn phát sinh trên bãi cạn, trợn mắt muốn nứt ra, hiển nhiên đã sắp tức giận. Hắn bất chấp nín thở tự bảo vệ mình, chống cánh tay, tức giận mắng, tiếc trầm cảnh, ngươi một tiểu tạp chủng do cẩu nương nuôi, ngươi lại dám cấu kết ma vật, phản bội ly sơn, tiếc trầm cảnh. Ngu ý nghe đến cái tên này, tim đập không khỏi chậm lại, nàng đối với cái tên này không cần quá quen thuộc, dù sao hắn cũng coi như là một nhân vật nam quan trọng trong nguyên nhân, vừa là nam nhị ôm nhu săn sóc, vừa là đại bốt đứng sau màn lãnh huyết tàn nhẫn. Trước khi hắc hóa, hắn thiếu chút nữa liền đem nữ chủ từ bên người bùi kinh triều bắt cóc. Sau khi hắc hóa, hắn thiếu chút nữa liền đưa bùi kinh triều đi gặp Diêm Vương, đương nhiên, nam phụ thủy chung vẫn là nam phụ, hắn bất luận muốn làm cái gì, đều sẽ kém một chút cuối cùng dưới sự chủ đạo của Ly Sơn kiếm phái, bị 12 đại tiên môn liên thủ bao vây ti gia súc, chết dưới phong ma đại trận, thành tựu Mỹ danh thiên hạ đệ nhất nhân của Bùi Kinh Triều. Dưới ánh trăng, thiếu niên áo trắng theo tiếng quay đầu, từ trên người cốt ma thu hồi chân, dẫm lên huyết thủy róc cốt trên bãi cạn, hướng nơi này đi tới, hắn mặc trang phục tông môn giống như đệ tử Ly Sơn, chẳng qua trên cổ áo kẹp một tầng nhung mềm. Nhìn qua so với người khác mặt dày hơn một chút, trên bạch y theo hoa văn bằng tơ bạc lá trúc theo hắn đi lại ở dưới ánh trăng phím ra ánh sáng như sóng nước thiếu niên thân thể thon dài còn chưa tới vương miệng tóc dài dùng một sợi dây tóc màu vàng xích buộc lên cao đuôi tóc mang theo độ cong xoăn như trong biển theo gió đêm bay lên ánh trăng chiếu rọi trên mặt hắn chiếu ra gương mặt tinh xảo cùng sống mũi anh tuấn của hắn nếu không phải trên áo trắng bị phun tung tóe điểm máu hắn nhìn qua vốn nên cực kỳ vui mắt tiếc trầm cảnh đi tới gần dừng ở cách sơn kiếm tu một bước xa, có chút ngoan ngoãn hô, thì ra là Lý Sư Huynh, kiếm họ Lý kia tu sửa ra một ngụm nước bọc huyết sắc, tay bóp kiếm quyết, muốn triệu hoán linh kiếm thanh lý môn hộ, theo hắn triệu, linh kiếm gào thét bắn tới, còn chưa tới trước người tiết trầm cảnh, đã bị cốt đao sau lưng cốt ma bắn ra chém đứt, hắn điên cùng nôn ra một ngụm máu tươi, tức giận mắng. Ngươi bất quá chính là một phàm thương đê tiện con trai, nếu không phải ngươi cha khúng núng quỳ gối khắp nơi đánh một chút, ngươi căn bản là không vào được ly sơn kiếm phái, ngươi làm sao dám, tiết trầm cảnh không lưng, đưa tay bóp cẳng chân hắn, ta đương nhiên không dám, gió đêm thổi qua, mái tóc vỡ trước trán hắn nhẹ nhàng lay động, những giọt máu dính trên ngọn tóc rơi xuống, trượt xuống đuôi mắt, xé mở biểu hiện ôn hòa của hắn, lộ ra bản chất dữ tợn, ông nháy mắt và nói một cách hợp lý, vì vậy, tất cả các bạn đã chết tối nay, không ai biết, phải không, tiết trầm cảnh dùng sức, sạch sẽ lưu loát chấm dứt tính mạng hắn xoay người đi tới thượng nguồn rửa tay, cốt ma còn nằm sấp tại chỗ, đầu bị dẫm nửa chìm vào trong đá bãi cạn, ông lấy thân thể cổ quái mà khủng bố không dám nhúc nhích, trên bãi cạn hoàn toàn yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng nước chảy rạch, máu tươi đem đoạn suối này nhụn thành màu đỏ, ngu ý rụt trong bụi cây, nhìn chầm chầm một màn quỷ dị trên bãi cạn, thủ pháp giết người của tiết trầm cảnh thật sự tàn nhẫn. Lại phối hợp với ý cười tự đắc vui vẻ khi giết người trên mặt hắn, quả thực khiến người ta sợn tóc gáy chẳng lẽ, bởi vì nữ chủ nàng bỏ trốn, tiếp trầm cảnh cũng không có phân cảnh nam nhị, cho nên sớm hắc hóa, bởi vì nhất thời quá mức kinh hãi, thủ thuật che mắt có một tia ba động, ngu ý lập tức nhận ra, ép buộc mình tỉnh táo lại vội vàng kết ấn, một lần nữa thi triển thủ pháp chứng mắt, bóng dáng của nàng chỉ hiện ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trong bụi cây. Lại một lần nữa hoàng mỹ dung nhập vào cành lá xung quanh, ngu ý thấp thỏm bất an nhìn về phía bãi cạn, nơi này của nàng kề sát vách núi, cành cây nghiêng nghiêng trên vách đá che khuất ánh trăng, bụi cây nàng ẩn thân đen đến mức đưa tay không thấy năm ngón tay, nghĩ đến hẳn là sẽ không bị phát hiện chứ. Trong lòng nàng tồn tại một tia may mắn, đúng lúc này, trong một mảnh tĩnh mịch, bỗng nhiên vang lên một thanh âm ồn ào, trời ơi, chủ nhân mau xem nhanh. Là ngươi vợ EA. Cuối cùng cô ấy cũng online. Bộ dáng nàng núp trong bụi cây co lại thành một đoàn cũng quá đáng yêu đi, thanh âm này cắm vào thật sự đột ngột, ngữ khí vui mừng nhảy nhót, không hợp với cảnh tượng trước mắt, trái tim ngu ý vừa mới hạ xuống lại lần nữa treo lên, kinh nghi bất định nghĩ, bụi cây gì, cứu mạng, không phải là đang nói nàng chứ, không riêng gì ngu ý, ngay cả tiếp trầm cảnh cũng bị thanh âm đột ngột này hoảng sợ, động tác xoa xoa ngón tay dừng lại, nhất thời không kịp phản ứng, lão bà ai, tất nhiên là ngươi. Chủ nhân, nàng chính là ngươi tìm vợ 5 năm A. Thanh âm kia càng lúc càng cao, nghe có vẻ chói tai, hưng phấn nói ngươi nhìn xem nàng còn mặc váy đỏ cùng ngươi là trang phục tình nhân ngu ý siết chặt váy lựu của mình lần này xem như có thể kết luận thanh âm kia nói chính là mình nàng liếc mắt nhìn vạt áo tiết trầm cảnh một cái là trang phục tình nhân quỷ quái hắn không phải là bị máu nhuộm đỏ sao tiết trầm cảnh bị máu tươi thấm nhuộm vạt áo khiến người ta giật mình nàng không rời trong nháy mắt nhìn chằm chằm tiết trầm cảnh khẩn trương chú ý nhất cử nhất động của hắn tay đưa vào trong tay áo sờ truyền tống phù cái gì vợ không có vợ nàng tuyệt đối không muốn trở thành lão bà phản diện ngay khi nàng tính toán điều khiển truyền tống phù chạy trốn bỗng nhiên thoáng nhìn thấy trong hư không hiện ra vần sáng mông lung ngưng tụ thành một quyển sách phía trên quyển sách toát ra một quan đoàn trong quan đoàn vươn ra một móng vuốt dùng sức vỗ vỗ phong thư ngữ khí kiên định chủ nhân qua hệ thống này nhiều lần xác nhận nàng chính là nữ chủ quyển sách này là ngươi như giả bao đổi thân lão bà quả nhiên duyên phận của các ngươi là ông trời định trước, mặc kệ bỏ qua như thế nào, chung quy đều sẽ gặp nhau. Động tác điều khiển truyền tống phù của ngu ý dừng lại, khiếp sợ nhìn vào quyển sách lơ lửng trong vần sáng, chỉ thấy trên phong bì trang trí tinh xảo, dùng kỹ thuật vàng bỏng rơi xuống một dòng chữ lớn kim quang lấp lánh, sau khi xuyên sách ta cùng nhân vật phản diện he, cái gì vậy? Đây là cuốn sách gì? Cô ấy không mặc một cuốn tiểu thuyết được gọi là Thủy Triều, còn nữa, quan đoàn kia nói mình là hệ thống, nhân vật phản diện thế nhưng ràng buộc có hệ thống. Hệ thống loại ngón tay vàng này không phải là tiêu chuẩn mà loại người xuyên Việt như cô mới nên có sao. Hệ thống phối hợp phản diện, vậy còn không thể giết điên rồi sao? Đầu ngu ý đầy đều bị dấu chấm hỏi lấp đầy, trực giác nhận thức trước kia của nàng chỉ sợ xảy ra sai lầm, động tác muốn chạy trốn liền chậm lại một chút, tiết trầm cảnh lắc lắc đầu ngón tay máu, ánh mắt lơ đã nhìn về phía bụi cây này một cái, giống như rốt cục nhớ tới, bừng tỉnh đại ngộ nói, a, à, là nàng, sách lơ lửng giữa không trung biến mất, hệ thống phát ra một tiếng đinh đinh, ngữ khí chợt trở nên chính thức, đinh, chúc mừng chủ nhà, mục tiêu nhiệm vụ xuất hiện, nhiệm vụ chính chính thức mở ra, thỉnh chủ túc chủ hướng dẫn ngu ý, dùng tình yêu và sự dịu dàng của ngài chữa lành nội tâm ngàn vạn vết thương của nàng, lấy độ hảo cảm, đạt được kết cục 100% he, cứu thế giới, ngươi tôi đồng hành. Hệ thống này sẽ được hạnh phúc để cung cấp hướng dẫn và giúp đỡ cho ngài, ngu ý với tình yêu và sự dịu dàng của ai. Trong nguyên bản như vậy giết người sờ sát không ác không làm, giấy trắng mực đen viết muốn hủy diệt thế giới ma chủng, trên người hắn thật sự có hai loại thứ này sao, còn có trái tim nàng từ khi nào đã vỡ vụn, chính nàng sao lại không biết, chương ba mây và sương mù, một, hệ thống 073 cũng biết một phen nhiệm vụ vừa rồi của mình ra tuyên truyền thái quá đến mức nào, nhưng nó cũng thật sự không có biện pháp, ai bảo 5 năm trước khi mở nhiệm vụ ra khỏi ách, vốn nên ở thời khắc nữ chủ xuyên qua bắt đầu ràng buộc nó trên người nữ chủ, bị nhầm lẫn ràng buộc lên người nhân vật phản diện, nó cũng cố gắng báo cáo lỗi cho hệ thống chính, và câu trả lời của hệ thống chính cho nó là, nhiệm vụ đã bắt đầu, không cách nào sửa chữa, 073 ngươi A, là hệ thống phụ trợ ác chủ bài chư thiên vạn giới, khi biết ứng biến ngẫu nhiên, chút vấn đề nhỏ này, ngươi liền cố gắng khắc phục một chút, đối với hệ thống chúng ta mà nói, đây cũng là một loại tu hành, sau đó, hệ thống chính không bao giờ quan tâm đến nó nữa. 073 đành phải cố gắng vượt qua, ngẫu nhiên nên thay đổi, quyết định đem nhiệm vụ vốn nên ban cho nữ chính, đều phát hành cho nhân vật phản diện, dù sao chỉ cần đạt được kết cục he cuối cùng, để thế giới có thể thoát ly cốt truyện độc lập vận chuyển là được, vậy ai tiến hành nhiệm vụ hướng dẫn thì có gì khác biệt đây? Tuy nhiên, về phương diện từ ngữ, nó cảm thấy mình vẫn cần phải che giấu một chút, nhiệm vụ này dùng từ ngữ là mẫu hệ thống thường dùng, ta còn chưa kịp sửa đổi, chủ nhân không cần để ý, tóm lại nhiệm vụ chính có thể tóm tắt thành, hướng dẫn ngu ý, đạt được kết cục he, đối với nội dung nhiệm vụ thái quá như vậy, vị diệt thế đại ma chủng kia nhìn qua lại không có phản ứng gì, thiếu niên ngồi sổn bên mép nước, tản ra buộc tóc, thần sắc lạnh nhạt cuối người xuống, cút nước rửa sạch vết máu dính trên tóc, hoàn toàn nhìn không ra hắn đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Ngu ý nắm chặt truyền tống phù trong tay, nhanh chóng ở trong lòng chảy chuốt tin tức mình nghe được một lần. Lúc đầu, cô nghĩ rằng cô đã mặc một cuốn tiểu thuyết được gọi là Thủy Triều Kinh Hoàng, và không nghĩ rằng cô chỉ mặc một cuốn sách trong cuốn sách. Theo hệ thống nói, cô ấy là nữ chính trong quyển sau khi mặc sách tôi và nhân vật phản diện he, từ tên sách này không khó để nghĩ đến. Cô vẫn cho rằng sau khi bị điện giật sẽ xuyên vào trong sách, kỳ thật chỉ là cốt truyện trong cuốn tiểu thuyết sau khi mặc sách tôi và nhân vật phản diện he, làm nửa ngày bản thân cô cũng là một người làm giấy, nếu là lúc mới mặc sách, để ngu ý biết chân tướng này, nàng đại khái sẽ sụp đổ, nhưng bây giờ cô đã sống trong thế giới này trong 5 năm. Trong 5 năm, tất cả mọi người nàng gặp được, bất luận là hạt sư huynh cũng tốt, hay là thương nhân trong tiểu huyện thành cũng tốt, cho dù là người qua đường không có danh tính trong sách, đều là người có máu có thịt, trong mắt cô, thế giới này là một thế giới thực sự, cho nên, ngu ý một giây liền tiếp nhận sự thật mình vốn là nữ chủ người giấy. Nghe ý tứ của hệ thống, nàng trở thành đối tượng hướng dẫn của tiết trầm cảnh, cuối cùng còn phải cùng hắn he, cái mạng nhỏ kia hẳn là có bảo đảm. Ngu ý muốn từ trong thanh âm hệ thống ồn ốc của đối phương dò xét thêm chút tin tức, nhất thời cũng không vội vàng chạy trốn. Dù sao tiết trầm cảnh nhìn qua cũng không có ý muốn động thủ, địch bất động ta bất động, trước quan sát xem một chút, ngu ý hạ quyết tâm, tay cầm truyền tống phù, tiếp tục lẳng lặng ngồi xổm trong bụi cây. Hệ thống thấy tiết trầm cảnh bất động, nhịn không được lo lắng thúc giục nói, chủ nhân, nữ chủ mai danh ẩn tích 5 năm, tiến độ đường tình cảm của ngài đã tụt lại phía sau 5 năm, hiện tại thật vất vả mới cùng nữ chủ gặp được, thừa dịp nàng còn chưa bị dọa chạy, mau dũng cảm tiến lên trăm triệu bước, mở ra đường tình cảm mật ngọt ngài đi, ngu ý nhíu chặt mày hơi buông ra một chút, quyển sách này là điềm văn A, là lời của điềm văn, nàng nhìn lướt qua thi thể thê thảm bên cạnh, may mắn trong lòng nhất thời tan thành mây khói, cho dù tiết trầm cảnh có đẹp đến đâu, cho dù quyển sách này là một quyển ngọt, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng cùng thủ đoạn tàn nhẫn như he, tình yêu của nam nhân là không đáng tin cậy, nếu sau này cãi nhau với hắn, hắn còn không thể giận dữ bóp nát não bộ của mình, hệ thống, đinh hiện tại phát hành nhiệm vụ chủ tuyến, mời chủ túc chủ trong vòng 30 ngày hoàn thành nhiệm vụ quen biết quân sơ. Nâng độ hảo cảm của đối tượng hướng dẫn lên 10% nhiệm vụ chủ tuyến chưa hoàn thành tình tiết phụ tuyến sẽ tạm thời đóng băng tiết trầm cảnh đã rửa sạch máu trên tóc hai tay cắm vào tóc đen khép dây buộc tóc nghe vậy dừng một chút hỏi tình tiết phụ là có ý gì hệ thống giải thích nếu chủ nhân không hoàn thành nhiệm vụ chính ngài không thể mở ra kiếm thạch ly sơn trấn còn có thần khí tiếp theo cũng sẽ không tiếp tục hiện thế trong sách dòng cốt truyện và đường tình cảm bổ sung cho nhau thúc đẩy lẫn nhau trong năm năm qua bởi vì dòng cảm xúc của nam nữ chính vẫn bị đình trệ, cho nên nội dung phim cũng tiến triển rất khó khăn. Chỉ riêng một viên trấn kiếm thạch này, đã hao phí tiết trầm cảnh rất nhiều công phu mới lấy được. Lúc này hắn mới nhíu mày, có chút nóng nảy bóc nát tảng đá bên bờ sông, ngươi không sớm nói, khó trách nhiều năm như vậy hắn tìm kiếm chung quanh, đều chỉ phát hiện ra một cái ly sơn trấn kiếm thạch, hoàn toàn tìm không thấy tung tích thần khí khác. Tiết trầm cảnh đột nhiên đứng lên, trong lòng ngu ý cả kinh, khi hắn nghiêng đầu về phía mình linh lực lao ra đầu ngón tay, điều khiển truyền tống phù vẫn nắm trong tay, phù quan đem nàng lồng lại, một khắc trước khi bị truyền tống phù mang đi, nàng nhìn thấy tiếc trầm cảnh thuấn di đến thân ảnh, ngũ quan anh tuấn của thiếu niên trong nháy mắt tới gần, trong mắt ngu ý lại giống như ác quỷ đoạt mạng, bàn tay còn mang theo nước suối ẩm ướt kia cắm vào trong truyền tống phù quan của nàng, đem truyền tống phù văn mở ra một lỗ hổng, ngu ý ngẩng đầu, tầm mắt va chạm với hắn ở cự ly gần đôi mắt âm trầm của tiết trầm cảnh nhìn chầm chầm nàng, đồng tử ở trong mắt nàng từng tất kéo dài thành kim dài bén nhọn, mống mắt bao bọc nó đen kịp, con ngươi dựng thẳng kia lại là màu trắng bạc, lộ ra cảm giác khiến người ta hít thở không thông, ngu ý không khống chế được nhìn thẳng vào mắt nàng. Tựa như từ trong đôi mắt bạc trắng thẳng tắp kia vương ra vô số sợi tơ trong suốt mà sền sệt, từng sợi tơ nhỏ bò vào trong mắt nàng, xúc cảm lạnh như băng trơn nhẵn lưu lại ở chấp mắt nàng, từ trong hai mắt nàng thẩm thấu vào, vững vàng bóp chặt thần kinh của nàng. Ngu ý nghe được trong đầu mình toát ra một thanh âm, dụ dỗ, ngoan ngoãn, không cần chạy, thanh âm này ở trong đầu nàng phân liệt, tăng sinh, một biến hai hai biến ba, càng ngày càng nhiều, cuối cùng phản phất có mấy vạn người ở trong đầu nàng lẩm bẩm, sạch sẽ, trùng điệp, một sóng tiếp một sóng, muốn bao phủ nàng, ngoan ngoãn không cần chạy nghe lời nghe lời, thích tôi thích tôi thích tôi, ngu ý duy trì tư thế ngửa đầu, mở to hai mắt, vẻ mặt dần dần ngốc trệ. Đúng lúc này, một thanh âm bén nhọn khác đột nhiên đâm vào tai cô, đau đớn kêu to, A à, An ngươi không thể đối xử với nàng như vậy. Nàng là nữ chính, không phải ma vật ngươi muốn thuần hóa, cái loại cảm giác đầu dây thần kinh này đều bị người nắm trong tay chợt biến mất, thanh âm trong đầu ngu ý như thủy triều lui đi, nàng hung hăng run rẩy, một chưởng hướng tiếp trầm cảnh bổ tới, tiết trầm cảnh nghi người né tránh, nhưng vẫn bị chưởng phong mang theo kiếm khí của nàng cắt cổ, một đường máu đỏ chảy ra thấm vào trong cổ áo hắn truyền tống phù cuối cùng vẫn có hiệu lực đem thân ảnh ngu ý mang đi từ trong bụi cây chật tiết trầm cảnh che cổ không cao hứng chật âm đồng tử dựng thẳng thu nhỏ lại thành chấm tròn lại biến thành con ngươi bình thường hệ thống tuyệt vọng nói thật vất vả mới gặp được nữ chủ ngươi lại dọa nàng chạy mất lần này biển người mênh mông mò kim đáy biển lại muốn đi đâu tìm nàng sau khi hệ thống sai lầm ràng buộc nam chủ liền thúc giục tiết trầm cảnh đi tìm ngu ý nhưng Tiết Trầm Cảnh đối với thứ đột nhiên xuất hiện của nó cũng không có hứng thú, cũng đối với đề nghị của nó điếc tai ngơ ngác. Thẳng đến khi hệ thống kịch liệt với hắn trước, Tiên Tri kiếm Thạch Ly Sơn Trấn sẽ xuất hiện khi nào? Hơn nữa sau khi Tiên Tri thực hiện, Tiết Trầm Cảnh mới đối với nó một chút tâm điểm, chỉ là đợi đến khi Tiết Trầm Cảnh chiếu theo lời nó nói, tìm đến một tòa túp lều trong núi rừng kia, nơi đó sớm đã người đi lầu trống, ngay cả phòng ốc cũng bị đốt đuốc không lưu lại một chút đồ đạc để cho bọn họ theo dõi nữ chủ đi đâu. Tiết trầm cảnh rốt cuộc là đại phản diện trong sách, tung tích của hắn còn có dấu vết để theo, hệ thống nếu ràng buộc là ngu ý, còn có thể căn cứ tung tích tiết trầm cảnh hướng ngu ý tuyên bố nhiệm vụ, chỉ thị phương hướng, nhưng bây giờ nó ràng buộc chính là tiết trầm cảnh, ngu ý không có hệ thống ước thúc, tung tích của nàng liền trở nên không thể khống chế, năm năm qua, ngay cả bùi kinh triều cũng không có chút manh mối nào của nàng, hảo hảo một nữ chủ. Sau khi xuyên qua liền triệt để biến mất, ngay cả một tia động tĩnh cũng không có. Hiện tại thật vất vả mới đụng được nàng, lại để cho nàng chạy thoát, hệ thống nhịn không được khóc lên. Nó coi như là hệ thống, đó cũng là hệ thống mà các lão tổ chư thiên vạn giới sáng tạo ra bảo vệ thế giới ổn định, là thần khí khí linh đỉnh cấp, nó cũng là có tình cảm. Tiếc trầm cảnh bị nó gào đến đau đầu, không kiên nhẫn nói, tâm miệng. Truyền tống phù của nàng bị ta xé nát, truyền tống không được bao xa, còn ở trong ngọn núi này, vết thương trên cổ hắn khép lại, rồi lại từ trên mặt đất nhặt lên một thanh đoạn kiếm, giơ tay vén tay áo lên, từ trên cánh tay gọt xuống một khối thịt to bằng bàn tay. Hệ thống, Triết, chủ nhà vẫn phải tiết kiệm một chút a, à, ngươi thân thể này cũng không phải là ngươi một người, mặc kệ xem bao nhiêu lần, nó cũng không quen với hành động chủ động không nhúc nhích liền gọt máu thịt bản thân nuôi ma vật. Tuy rằng giá trị vũ lực của hắn hiện tại đích xác có chút thấp không dựa vào ma vật hình như ai cũng đánh không lại, nhưng mà giống như hắn không kiên nể gì mà gọp xuống, đến cuối cùng còn không phải chỉ lưu lại một cái giá bội lâu cho nữ chủ. Làm thế nào điều đó có thể được? Tiết Trầm Cảnh đau đến hít thở không khí, không rảnh để ý tới nó. Cốt ma ngửi thấy mùi máu thịt của Tiết Trầm Cảnh, hộp sọ đột nhiên từ mặt đất nâng lên, trong mắt đột nhiên trên gò má đỏ như máu nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, nước chảy xuống từ kẻ răng, tiếng răng va chạm bày tỏ nguyện vọng cấp bách mà nó cũng muốn ăn một miếng hành sự không đủ bại sự có thừa ngươi ăn cái rắm tiết trầm cảnh liếc xéo nó một cái viết nhúng trên mặt đất vẽ ra một trận pháp vết thương trên cánh tay hắn giống như vật sống nhúc nhích mọc ra một ít trâu thịt hai bên trâu thịt tương liên dung hợp vào nhau rất nhanh liền đem vết thương này khép lại trận văn ba động trên mặt đất từ trung tâm pháp trận bò ra một đoàn nước tương màu trắng sền sệt bột trắng giống như một khối mũ mềm thỉnh thoảng bốc lên một bong bóng khí bong bóng vỡ ra một ít sương mù trắng như tuyết sau khi nó đi ra liền hưng phấn nhúc nhích đến trước mặt tiết trầm cảnh từ trong thân thể lộ ra hai xúc tu cùng nhau bao lấy tay phải hắn đang cầm thịt bột trắng bao lấy tay hắn treo trên cổ tay hắn dính dính lắc lư trong chốc lát nuốt thịt trong tay hắn sạch sẽ thỏa mãn trượt xuống đất giống như nước sôi ùn ụt sủi bọt sương mù phun ra trong bong bóng rất nhanh kết nối với sương mù lạnh lẹt trong rừng rậm bao phủ hoàn toàn bãi cạn này tiết trầm cảnh liếc mắt nhìn màn trời đen kịp, đi đi, bạch tương chìm xuống lòng đất, không đến một khắc nửa khắc, sương mù trong núi càng ngày càng dày đặc, che khuất bầu trời, đem cả tòa sơn mạch khổng lồ đều nuốt vào trong sương mù dày đặc. Bên kia, ngu ý từ trong truyền tống phù quan ngã ra, một quả truyền tống phù này là định hướng truyền tống phù, hẳn là truyền tống nàng trở về trúc lâm bí cảnh, cho dù trúc lâm bí cảnh phong bế, cũng có thể xuất hiện ở cửa vào bí cảnh, thế nhưng... Khi truyền tống phù có hiệu lực, bị tiết trầm cảnh xé rách. Hiệu quả truyền tống phù giảm đi rất nhiều, ngu ý rơi vào trong một mảnh rừng rậm, cũng không biết bị truyền tống đến nơi nào, đầu của nàng còn đang nhảy dựng lên đau đớn, đôi mắt thẳng đứng của tiết trầm cảnh thật sự làm cho người ta phát hoảng, trong đầu từng câu lại một câu thích tôi làm cho da đầu cô tê dại, quả thực chính là ô nhiễm tinh thần, may mắn thay, cô đã không bị tẩy não. Ngu ý móc ra một mảnh lá bạc hà chế tạo từ pháo ngậm vào đầu lưỡi, hơi thở mát lạnh kích thích thẳng đến ót. Nàng khoanh chân ngồi thiền, đem pháp quyết thanh tâm tỉnh thần vận chuyển trong cơ thể một ngày chu thiên, mới triệt để làm sạch ô nhiễm trong đầu, thần tư thanh minh. Sương đêm trong rừng càng ngày càng nặng, đến cuối cùng cơ hồ đưa tay không thấy năm ngón tay, nhưng trong rừng lại không tối, phản phất ánh trăng có thể xuyên thấu sương mù chiếu vào núi rừng. Sương mù dày đặc màu trắng sữa dính vào làn da của cô, trong sương mù dày đặc phân ra một chút chất giống như bột sáng, hấp thu vào da cô. Ngu ý đối với việc này không hề cảm giác. Nàng lại lấy ra một quả định hướng truyền tống phù, ngu ý tán tu sư phụ là kiếm phù song tu, nàng kế thừa sư chí, tu cũng là hai đạo này, chẳng qua, so với phù thuật, nàng tự hồ ở trên kiếm đạo có thiên phú hơn một chút, truyền tống phù trong tay là một vài tấm trung cấp phù chú thành công của nàng, dùng một tấm liền thiếu một tấm, ngu ý đau lòng đến nhỏ máu, nàng rối rắm một lát, vẫn là điều khiển truyền tống phù trong tay, ý đồ truyền tống trở về trúc lâm bí cảnh, dù sao mệnh cùng tự do quan trọng hơn bùa chú sau này có thể luyện lại. Phù quan bao lấy thân ảnh của nàng, biến mất trong chớp mắt, một lát sau, nàng lại xuất hiện tại chỗ. Ngu ý mê mang nhìn lướt qua bốn phía, nội tâm một trận tê dại, truyền tống phù dĩ nhiên không có hiệu quả. Nàng lại thử dẫm lên thanh trúc kiếm, ngự không bay lên trời, bay một đoạn thời gian rất dài, bốn phía đều là một mảnh trắng xóa, mê chướng. Ngu ý trong lòng suy đoán, thật cẩn thận đè thanh kiếm xuống, rơi xuống mặt đất nàng rõ ràng ngự kiếm vọt lên trên thật lâu lúc rơi xuống lại chỉ chưa tới nửa khắc đã đụng phải tán cây mặt đất có thể thấy được trong sương mù này quả thật có cổ quái mê chướng che khuất tầm nhìn cũng mê hoặc thần thức ở trong rừng ngự kiếm xuyên qua rất dễ xảy ra tai nạn ngu ý đành phải mò mẫm bụi cây đi về phía trước nàng đi không bao lâu tìm được một tòa sơn thần miếu rách nát trong rừng nhìn thấy tòa miếu này ngu ý mới xem như làm rõ vị trí của mình cô vẫn còn ở trong ngọn núi này khoảng cách từ bãi cạn vừa rồi cũng không xa, cách đây không lâu khi nàng thật sự nhàm chán, còn cùng hạt sư huynh đến sơn thần miếu này chơi qua, chuyên môn từ trên trấn mua một ít sắc tố, một lần nữa vẽ tượng đá đột quỵ hóa ảm đạm của miếu, ngu ý còn chưa tới gần sơn thần miếu, đã nghe được bên trong có thanh âm đánh nhau, phụ cận mấy ngọn núi trọng đại đều thuộc về cùng sơn ác thủy, ngoại trừ một tòa trúc lâm bí cảnh được thành lập trên một tiểu linh nhãn. Xung quanh phương viên ngàn dặm cũng không có linh mạch gì, Bình thường căn bản là không gặp được tu sĩ. Không nghĩ tới tối nay lại náo nhiệt như vậy, nàng vừa trải qua một vở kịch trên bãi cạn kia, cũng mặc kệ trong sơn thần miếu là ai đánh nhau, căn bản không muốn tham hợp đi vào, xoay người liền muốn rời đi, chọn chỗ khác, nhưng vào lúc này, bên trong sơn thần miếu bỗng nhiên ầm ầm một tiếng nổ lớn, nổ mạnh, sóng khí nổ tung phóng ra sương mù dày đặc, trong nháy mắt nhào tới phía sau ngu ý, nàng phản ứng cực nhanh cầm kiếm quay đầu lại kiếm quang màu xanh biết kết thành một đạo bình chướng, đem gạch đá bay tới xoắn nát. Sau khi gạch đá, ngay sau đó là một bóng người bị sóng khí vọt bay ngược ra ngoài, mắt thấy sắp đụng phải bình chướng kiếm khí của nàng, ngu ý đành phải vội vàng thu kiếm, đưa tay đỡ lấy thắt lưng người tới, theo sóng khí ngang ngược, bay về phía sau, vòng eo dưới lòng bàn tay mềm mại, thân thể cũng nhẹ nhàng, là một cô nương mặc một thân váy phấn, cô nương nhìn qua bị thương rất nặng, khuôn mặt trắng bệch, lông mày liễu nhíu chặt, mi tâm điểm một cái sẻn đỏ thẩm, suy yếu chảy ra một nguồn máu tươi, mềm nhũng muốn ngã vào trong ngực nàng, ngu ý vội vàng nâng nàng lại, há mồm đang muốn hỏi, liền nghe một đạo thanh âm quen thuộc mà ồn ào đột ngột vang lên, đúng, chủ nhân, chính là như vậy, ngươi nhanh chóng ngất đi, nữ chủ nhạc thiện hảo nghĩa, bồ tát tâm địa, tuyệt đối không có khả năng bỏ lại ngươi mặc kệ, như vậy các ngươi có cơ hội ở chung, ngu ý. Nàng khó có thể tin nhìn thoáng qua nữ tử yếu đuối vô cùng trong ngực, bất thình lắc tay lại, một cước đá bay nàng ra ngoài, sau đó nhanh chóng trốn vào trong sương mù, không thấy bóng dáng, tiết trầm cảnh mặt xám tái từ trên mặt đất ngồi dậy, đè lại thắt lưng mình bị người ta đạp một cước, tức giận bật cười, nhạc thiện hảo nghĩa, bồ tát tâm địa, hệ thống, không nên a, à, nó đáng yêu thiện lương người gặp người yêu hoa gặp hoa nở tiểu ngọt ngào nữ chủ, làm sao có thể làm chuyện như vậy. Nhất định là tiết trầm cảnh đã làm ô nhiễm nàng, năm năm không có nó làm bạn, cô nhất định phải chịu rất nhiều khổ sở, mới có thể trở nên cảnh giác như vậy không muốn tin tưởng người khác nữa. Ô ô ô tất cả đều là lỗi của nó và nam chủ, chương 4 mây sơn sương mù, 2, vì để ngu ý nhanh chóng tiếp nhận hắn, tiếp trầm cảnh cố ý giả nữ trang, theo quan sát của hắn, mọi người đối với cô nương xinh đẹp, đều dễ dàng dỡ bỏ tâm phòng, hơn nữa hắn còn cố ý bị trọng thương, nhu nhược đáng thương, đối với nàng tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, kết quả, nàng thế nhưng đem mình một cước đá bay, tiết trầm cảnh từ trên mặt đất đứng lên, mặt âm trầm, hắn nhìn thoáng qua về phía ngu ý chạy trốn, chậm rãi ẩn vào trong mê chướng, trong ngọn núi này lại lần lượt có mấy đợt người, đều là đuổi theo manh mối ly sơn trấn kiếm thạch mà đến, địa trọc mê chướng bao phủ toàn bộ sơn lâm, làm cho người bước vào trong đó đều bị lạc phương hướng. Trong mê chướng nhất cảnh nhất vật đều ở trong tay tiết trầm cảnh, hắn biết ngu ý đi đâu, dễ dàng có thể tìm được nàng, thậm chí, không cần hắn đi tìm nàng, chỉ cần sử dụng trọc động vừa động mê chướng, là có thể dẫn nàng trở về trước mặt mình. Bên kia, ngu ý từ sơn thần miếu chạy như điên ra, rất nhanh bốn phía lại chỉ còn lại mê chướng che khuất bầu trời, liếc mắt nhìn lại, trước sau trái phải đều là sương trắng mênh mông, trong sương trắng chỉ có thể nhìn thấy bóng cây mơ hồ, tiếng côn minh chim hót thưa thớt. khi ngu ý chạy ra ngoài, cũng không phải chạy loạn. Ngôi đền núi này cho phép cô biết vị trí hiện tại của mình nơi này có miếu, tự nhiên đã từng có người. có người dấu vết thì có đường. tuy rằng con đường kia cùng sơn thần miếu hoang phế rất nhiều năm, trên đường sớm đã mọc đầy cỏ dại, rất ít người đi lại, nhưng mơ hồ còn lưu lại dấu vết nhân tạo. khai cuộc dọc theo thanh thạch sơn đạo đi, ít nhất biết mình đang ở vị trí. so với chạy loạn khắp nơi trong sương mù còn mạnh hơn. khi nàng đã bay tiết trầm cảnh chạy trốn, liền cố ý tìm kiếm sơn đạo bên phải thần miếu. sương mù dày đặc làm mờ không gian cùng khoảng cách ngu ý chỉ có thể ở trong lòng đếm bước chân của mình, ở trong trí nhớ nên xuất hiện núi đạo dừng bước, quả nhiên phát hiện dưới bụi cây và cỏ dại lộn xộn, nàng dọc theo bậc thang đi xuống một đoạn đường, bỗng nhiên nghe được một tiếng trên rỉ yếu ớt, trên tay ngu ý nắm chặt thanh trúc kiếm, lại nghe được hai tiếng ôi chao ôi kêu lên từ dưới một gốc cây phía trước truyền đến, một lão nhân tóc hoa râm dựa vào dưới gốc cây lớn bên cạnh bậc núi, bên tay phải bày một cái sọc lưng nhỏ chứa đầy thảo dược. Là nông dân hái thuốc à? Vân Sơn mặc dù không có linh mạch, không phải tiên sơn. Nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói, ngọn núi này lại có tàn vật phong phú, thường xuyên có một số sơn dân phụ cận lên núi săn bắn hoặc hái thuốc, ngu ý trải qua lần vừa rồi, trong lòng đối với lão nhân hái thuốc này có chút hoài nghi. Nhưng nàng suy nghĩ một lát, vẫn chủ động đi lên phía trước, dù sao nếu hắn thật sự là một lão nhân hái thuốc bị thương mà nói, đem hắn ném ở chỗ này một đêm, nếu gặp phải ma đầu kia, lão nhân rất có thể sẽ sống không nổi ông già nghe thấy tiếng động của cô nắm lấy lưỡi lê trong tay ngẩng đầu lên trong sợ hãi và sợ hãi ngu ý vội vàng lên tiếng nói lão nhân gia đừng sợ ta là hạt tiên cô chính là tiểu cô nương thường xuyên mang theo một con hạt đầu đang đi dạo quanh phụ cận hạt sư huynh ở khu vực này vẫn rất nổi danh ngay cả nàng cũng được một cái hạt tiên cô mỹ danh lão nhân nghe xong lời của nàng quả nhiên buông lưỡi liêm trong tay xuống cảm kích nói hạt tiên cô thật tốt quá may mắn gặp được ngươi bằng thông cái xương già này của ta sẽ phải giao phó ở chỗ này ngu ý đi lên trước một bên đánh giá hắn một bên hỏi thăm tình huống của hắn lão nhân gầy gò lưng hơi ngẩng mặt lên trên khuôn mặt gầy gò sinh ra nếp nhăn áo vải thô trên người bị hàng vụ thấm ướt run rẩy ôm chặt cánh tay hắn đè nén ho khang một hồi bình tĩnh lại nói ta vốn đã hái thuốc xong dự định đi túc lều ở lưng chừng núi nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau liền xuống núi, kết quả đi đến nửa đường sương mù càng ngày càng nặng, ta không cẩn thận ngã một cái, làm gãy chân, không nhúc nhích được, vừa động liền đau, bên dưới con đường núi này, có một túc lều ở lưng chừng núi Vân Sơn. Nơi thợ săn lên núi săn bắn hoặc nông dân hái thuốc thỉnh thoảng qua đêm trong túp lều đó, ngu ý liếc mắt nhìn chân phải đơn giản cố định của lão nhân, chỗ miệng vết thương đã đắp một tầng thảo dược nghiền nát, hoài nghi trong lòng nàng tiêu tan hơn phân nữa sương mù này là một chút kỳ lạ và dễ dàng bị mất lão nhân gia ta trước tiên đưa ngươi đi túp lều chờ trời sáng sương mù nếu tan ta lại đưa ngươi đến y quán huyện thành ông già gật đầu và không ngừng cảm ơn hệ thống nhìn thấy một màn này vô cùng vui mừng vui vẻ nói ta liền nói đi nữ chủ tâm địa thiện lương trợ người làm vui tuyệt đối không thể thấy chết không cứu lần trước nhất định là hiểu lầm động tác ngu ý nâng lão nhân lên vi diệu dừng lại, âm thanh hệ thống. Lại là âm thanh hệ thống, vậy trước mặt mình, lão nhân hái thuốc này nghĩ lại là tiết trầm cảnh giả trang. Ma đầu này thật đúng là âm hồn bất tán, ngu ý lấy lại bình tĩnh, làm bộ không hề cảm thấy, đỡ lão nhân lên thanh trúc kiếm của mình, ngự kiếm nhẹ nhàng nâng hắn lên, sau đó mang theo hắn đi xuống sơn dai, chui kiếm thanh trúc toát ra lục diễm sáng ngời, tản mát ra một cổ ấm áp, chiếu sáng bậc thang gập ghềnh của đường núi hệ thống ở bên tai tiết trầm cảnh rầm rầm buồn rầu nói chủ nhân tuy rằng biện pháp này làm cho ngươi thành công tiếp cận nữ chủ nhưng ngươi nhìn xem ngươi hiện tại một bộ dáng đất vàng chôn ở cổ muốn làm thế nào để đánh nữ chủ hảo cảm độ bạn có muốn có một mối quan hệ quên năm hệ thống sâu kín thở dài ai nếu không phải lúc mới bắt đầu gặp nhau tiết trầm cảnh dọa nữ chủ hắn cũng không đến mức phải thay đổi diện mạo mới có thể tiếp cận nàng bọn họ sao lại xui xẻo như vậy, phải gặp nữ chủ trong loại tình huống này. Tiết trầm cảnh không tiếng động nhếch môi, hắn cũng không có ý định đánh cái gì hảo cảm độ, tiểu cô nương, chân ta đau quá. Tiết trầm cảnh kêu rên nói, nghiêng đầu nhìn thẳng nữ tử bên cạnh, dưới ngọn lửa đung đưa bất định, đôi mắt đầy nếp nhăn kia dần dần trong trẻo, trong đồng tử tràn ra ánh sáng màu trắng bạc, những sợi tơ vô hình từ trong mắt hắn vươn ra, cuối cùng lắc lư hấp thu hai má trơn bóng của nàng, khẩn cấp muốn đem ý thức của nàng cắn nuốt, trở thành khôi lỗi của mình, chỉ cần ngu ý quay đầu nhìn hắn, y o, một tiếng lỗ lớn đổ tung bên tai, đầu tiết trầm cảnh đau xót, bị chấn đến toàn bộ tủy não đều đang lắc lư, hắn không đợi ngu ý nhìn lại, trước tiên chờ một kích trùng trùng điệp điệp trên đầu, tiết trầm cảnh từ trên thanh trúc kiếm ngã xuống, không khống chế được dọc theo đỉnh núi dốc đứng lăn xuống. Trong lòng ngu ý còn sợ hãi sờ sờ khóe mắt mình, nơi đó tự hồ còn lưu lại xúc cảm ướt sủng bị thứ gì đó bò qua, làm cho nàng nổi da gà đầy người. Nàng liếc mắt nhìn người lăn xuống bậc thang bị sương mù dày đặc che lầy, bắt lấy thanh trúc kiếm của mình, mượn linh kiếm lực, dọc theo đường núi chạy như điên theo hướng ngược lại. Hệ thống hoảng sợ và hét lên, chủ nhân, cốt ma nhanh chóng từ trong tán cây vọt xuống, chắn lên sơn thang. Tiết trầm cảnh lăn vào trong ngực cốt ma, rốt cục dừng lại, ảo thuật trên người hắn ngụy trang tản đi, làn da nếp gấp khôi phục bóng loáng trắng nõn, ngũ quan một lần nữa trở nên lập thể mà tuấn giật, vải thô trên người cũng trong nháy mắt thay đổi bộ dáng, biến thành bạch y cẩm bào. Tiết trầm cảnh che đầu mình còn đang tiếp tục chấn động, cầm dập ra một vết máu sâu có thể nhìn thấy được trên bậc thang núi, hắn nghiêng đầu phun ra một nguồn máu, cả người tức giận đến mặt mũi dữ tợn, hung tợn hô, địa trọc, nước tương màu trắng lên tiếng từ sương mù dày đặc chảy ra, giống như mưa rơi bắn tới trên người tiết trầm cảnh, đem hắn bao lấy toàn bộ. Một lát sau, bạch tương hóa vụ, thân ảnh tiết trầm cảnh cũng theo đó biến mất tại chỗ, sương mù trên bậc núi này thoáng cái tảng đi không ít, ánh sáng ban mai từ trên đỉnh đầu cành lá lộ ra, trời đã sáng, cốt ma bị ném tại chỗ nằm sấp trên mặt đất, tỉ mỉ liếm bỏ máu tiết trầm cảnh rơi trên đỉnh núi, nó kinh hỉ nhặt lên một cái răng chủ nhân rơi xuống, nhất thời cao hứng đến tay múa chân, xương cốt cả người rắc rắc, nâng tay ném vào trong miệng nhai đến giòn tan. Ngu ý cũng phát hiện sương mù dày đặc nhạt đi, ánh sáng buổi sáng chiếu xuống, đem sương mù núi rừng nhuộm thành màu mực đường vàng ống. Nàng nắm chặt trường kiếm thanh trúc, hào quang trên kiếm mãnh liệt rực rỡ, như một đoàn liệt hỏa thiêu đốt, trong lửa lại quấn quanh lưu quan hình rắn, một kiếm vung xuống, trong không khí đều là tiếng nổ nhỏ, thanh diễm kiếm khí mang theo thế bổ sơn trảm hải, xé rách sương mù, sương mù kịch liệt trung chuyển, giống như rèm cửa bị chém thủng, mở ra một vết nứt, đằng sau vết nứt là bầu trời rõ ràng, rõ ràng ngu ý tung người nhảy lên thanh trúc kiếm, phóng nhanh về phía vết nứt kia, ý đồ lao ra khỏi mê chướng. Đúng lúc này, không gian trên đỉnh đầu một trận gợn sóng, có thứ gì đó từ trong không khí nhúc nhích đi ra, trùng điệp chồng lên nhau chặn ở chỗ vết nứt, ngay cả ánh mặt trời cũng ở trong cơ thể thứ kia trở nên vạn vẹo. Ngu ý không kịp phản ứng, một đầu đụng vào trong một vật thể mềm mại mà trơn nhẵn, giống như lâm vào trong khoang miệng động vật nào đó sinh đầy râu thịt mềm mại. Quanh thân nhanh chóng có thứ gì đó cuốn quanh, Siết chặt eo và tứ chi của cô, xúc cảm lạnh lẽo trơn trượt bò qua làn da toàn thân cô. Nàng mở to hai mắt, linh lực đập vào mắt, dùng linh thị, lại vẫn như cũ nhìn không rõ ràng mình là cái gì. Sương mù vỡ ra chậm rãi nhắm lên trước mắt nàng, sương mù dày đặc một lần nữa bao phủ nàng. Ngu ý bị kéo kéo trở về, từ trong sương mù lay động, nàng mơ hồ thoáng nhìn thấy một chút đường nét mơ hồ, thứ kia nhìn qua giống như vô số dây leo kết thúc, không, không phải dây leo phải nói là xúc tu trong suốt càng phải phù hợp hơn một chút, mềm mại trơn nhẵn, ướt sủng trong không khí nhu động, trên cổ ngu ý lạnh lẽo, một chân cổ tay trèo lên cổ, hấp phụ hàm trên, nâng cầm nàng xoay đầu nàng về phía sau. Khóe mắt ngu ý nhìn thấy bóng dáng đứng ở bậc thềm đá phía sau, thiếu niên bạch y buộc tóc, ngửa đầu nhìn về phía nàng, mái tóc đen nhánh dính trên làn da tái nhợt, cả người đều lộ ra triều ẩm ẩm ướt do sương mù, giống như một bức tranh thủy mặt chưa khô chỉ có máu đỏ tươi trên môi là màu duy nhất trên tranh. Ngu ý bị xúc tu vô hình trói chặt, xoay người qua, kéo từ giữa không trung xuống, khoảng cách với hắn càng ngày càng gần, cho đến khi chóc mũi hai người chạm vào nhau, hô hấp giao nhau. Tiết trầm cảnh giơ tay nâng tay nâng mặt nàng, lòng bàn tay cùng cổ tay quấn quanh cổ chân trên cổ ướt lạnh, ngay cả hô hấp phun lên mặt nàng cũng ướt lạnh, mặt mày giống như nhụm sương, không có một chút nhiệt độ cơ thể người. Khi nhìn lên cô từ dưới lên, đôi mắt đen như hai cái giếng sâu, và cô đang rơi xuống giếng sâu. Ngu ý cắn một cái đầu lưỡi, đau đớn kích thích nàng tỉnh táo lại, lập tức nhắm mắt lại, cự tuyệt nhìn thẳng vào mặt hắn. Bên tai truyền đến tiếng cười của tiết trầm cảnh, hắn không bức bách nàng mở mắt, nhưng trước mắt ngu ý vẫn hiện ra đôi mắt quỷ dị kia, trong mống mắt đen như điểm sơn bao bọc đôi mắt dựng đứng màu trắng bạc bén nhọn. Trong con ngươi dựng thẳng có ma lực khiến người ta không cách nào ngăn cản, cho dù cô dùng sức nhắm chặt mắt lại, Đôi mắt kia vẫn xuất hiện trước mắt cô, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, trong đầu ngu ý lại bắt đầu xuất ra vô số tiếng vang vụn vặt, sạch sẽ lan tràn lên, ý đồ đem toàn bộ ý thức của nàng nuốt chửng, "Đừng chạy, ngươi muốn ở lại với tôi, ngươi không muốn ở lại với tôi ở đâu, chỉ cần ở lại bên cạnh tôi, thích tôi là tốt, thích tôi, thích tôi, thích tôi, thích tôi, thích tôi." Trong đầu ngu ý tràn đầy đều bị ý niệm mạnh mẽ như vậy rót vào trong đầu nhồi nhét trong đầu mỗi một dây thần kinh đều bị xúc tu lạnh như băng của hắn bao bọc, cầm một cái kèn lớn hò hét, thích ta thích ta ngươi hiện tại nhất định phải lập tức thích ta, đầu cô sắp nổ tung, không thể nhìn được mà mở mắt ra, trợn mắt nhìn, ngươi có phiền hay không, thanh âm trong đầu dừng lại, tiếc trầm cảnh tự hồ bị nàng rống lên choáng váng, vẻ mặt hơi ngẩn ra, chẳng qua, hắn chỉ ngẩn người một lát, ngân quan trong đôi mắt kia càng sâu, càng thêm gần tới trước mặt nàng. Sóng triều thanh âm trong đầu ngu ý lại lần nữa cuồn cuộn so với lần trước càng thêm mãnh liệt mênh mông ý đồ giả mạo nhận thức của nàng để cho nàng giống như những ma vật khác trở thành tù binh dưới chân hắn ngu ý dần dần phát hiện ma đầu này hắn chỉ biết cầm loa lớn kêu trong đầu nàng lại căn bản cũng không biết thích là cái gì giống như anh cầm bút điên cùng viết giải trong đầu cô nhưng ngay cả đáp án chính xác của câu hỏi này là gì cũng không biết cho nên hắn tuy rằng rất ra sức nhưng chỉ có thể đạt được không điểm ngu ý bị ầm ỉ đến lợi hại, nhưng cũng không bị hắn tẩy não, nàng không kiên nhẫn hướng về phía mặt tiết trầm cảnh, phun ra một ngụm nước miếng, phi, ta sẽ không thích ngươi, trừ khi cô ấy bị điên, cô ấy sẽ thích một con quái vật như vậy. Cô là nữ chính của người làm phim giấy thì thế nào, trong sách viết cô nên cùng nhân vật phản diện he thì như thế nào, nàng mới không để cho bút của người khác chi phối mạng sống của mình, nàng có thể vứt bỏ bùi kinh triều, đương nhiên cũng có thể vứt bỏ tiết trầm cảnh, dựa vào cái gì nàng nhất định phải ở trong thùng rác chọn bạn trai tiết trầm cảnh chớp chớp mắt con ngươi màu trắng bạc dựng thẳng co rút lại thành một chấm tròn trong mắt lộ ra hoang mang làm cho hắn thoạt nhìn có vài phần nhân vị anh không hiểu tại sao phương pháp này lại không hiệu quả với cô nhưng tiết trầm cảnh không phải là ma đầu biết nhẹ nhàng buông tha so với hao hết tâm tư đi tranh đoạt hảo cảm của nàng cứ như vậy đem nàng tẩy não đến thâm chủng tình cảm với mình để hoàn thành nhiệm vụ hệ thống càng thêm đơn giản nhanh chóng một chút anh một tay bóp chặt mặt cô, ngón tay cái khác xóa vết nước trên mặt, đầu ngón tay gợi lên một sợi tơ bạc, lau hết nước bọc phun lên mặt cô, ngu ý, một đoạn chân cổ tay lạnh lẽo trơn nhẵn chống qua môi cô, chui vào miệng cô, ngu ý mở to hai mắt, ô ô dãy dụa, nàng tuy rằng nhìn không thấy xúc tu trong suốt kia, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của nó, nó hấp thu vào cổ và hàm của cô, cậy răng cô ra, nhúc nhích trên đầu lưỡi cô, mũi nhọn gần như tiến vào cổ họng cô, bàn chân cổ tay to lớn mở miệng cô ra rồi lại kín kẽ tiết trầm cảnh thoáng rũ mắt xuyên thấu qua cổ tay trong suốt thịt mềm nhìn thấy sâu trong khoang miệng nàng bởi vì dị vật xâm lấn mà theo bản năng co giật nôn nôn hệ thống đã nhìn ngay người nó khó có thể tin được khuyên nhủ chủ nhân đây mới là lần thứ ba hai người gặp mặt a à, làm như vậy có phải là hơi vội vàng quá bất lịch sự nó thực sự muốn nói là một chút quá biến thái tiết trầm cảnh không để ý tới nó hắn ngước mắt lên Cắt cao nhìn chầm chầm vào ánh mắt ngu ý, trong mắt kéo dài ra những sợi tơ vô hình giống như bào tử nấm phun ra, từ thất khiếu của nàng thấm vào, lại ở chỗ sâu trong thức hải của nàng cắm rễ, bao lấy từng dây thần kinh. Tiếng kèn lớn trong đầu ngu ý lại bắt đầu kêu, tiếc trầm cảnh có tư thế không tẩy não nàng thành công liền không bỏ qua, thế cho nên đến cuối cùng, ngay cả ngu ý cũng sắp không biết hai chữ thích này là đồ chơi gì. Thanh trúc kiếm dưới suốt tu bao bọc, không ngừng kêu lên, thanh diễm trên kiếm ở trong xúc tu chật chội nhiễm ra màu xanh dần dần, dòng điện rất nhỏ chạy tán loạn chung quanh, phát họa ra hình dạng bàn tay quấn trong không khí. Tiết trầm cảnh bị lưu quan điện trên kiếm của nàng đến xương thịt tê dại, một loại cảm giác kỳ quái trong thân thể hắn càng mệt càng cao, đẩy hắn lên đỉnh sóng vô hình, cả người hắn lông tơ đều dựng thẳng lên, mỗi một cây xúc túc đều run rẩy trong dòng điện chảy xiết, biểu tình của hắn trong nháy mắt trống rỗng, hai tròng mắt mở to, đồng tử tan rã, đôi mắt thấm ra nước mắt, vết đỏ từ đôi mắt trên kia lan tràn đến vành tai, trên cổ phòng ra gân xanh, hô hấp chợt dồn dập, hệ thống bị sốc, điều này cũng có thể được phấn khích. Chủ nhân của nó thực sự là một chút quá biến thái, tiết trầm cảnh phân tâm này, khiến ngu ý từ trong tẩy não hoàn toàn dãy ra, nàng không hiểu sao liếc mắt nhìn người không biết vì sao đột nhiên thở dốc, thừa dịp tiết trầm cảnh thất thần, tay lúng sâu trong suốt tu trong suốt, gian nàng véo ra một kiếm quyết. Thanh trúc kiếm khí mạnh mẽ tăng vọt, hóa thành con sếu đầu đàn dương cánh, mỗi một cây anh vũ đều mang theo kiếm quan sắc bén, trên kiếm quan lại bọc lửa, cắt ra xúc tu trực chặt quanh người ngu ý, hai cánh kiếm ảnh hạt đỉnh đang mở rộng, thép dài một tiếng, giơ móng vuốt lên, dùng sức dẫm lên mặt tiết trầm cảnh, móng tay bén nhọn trực tiếp cắt qua da thịt trên mặt hắn, thậm chí còn xuyên qua xương mặt, truyền ra tiếng xương cốt vỡ vụn, trong không khí vang lên một loạt tiếng rầm rầm, giống như là tiếng bong bóng vỡ vụn xúc tu vô hình nổ tung trên đỉnh núi nổi lên một trận mưa nhỏ ẩm ướt tưới lên mặt ngu ý trên người ngu ý tránh thoát trói buộc chân cổ tay kia từ trong miệng nàng kéo ra kéo ra một sợi bạc bị nhiệt độ cơ thể người ấm áp đầu xúc tu lại lộ ra ửng hồng nhàn nhạt treo nước bọt trong suốt nhìn qua giống như một khối thạch thủy tinh ngon miệng nhưng nàng lại biết thứ kia dẻo dai cỡ nào căn bản là cắn không nổi trên thực tế nàng cũng có chút không dám cắn tiết trầm cảnh nhìn qua giống như một con sứa, mà nàng nhớ rõ, sứa phần lớn đều là độc, kiếm quyết vừa rồi, hao hết tất cả linh lực trong cơ thể ngu ý, cả người nàng hư nhuyễn ngã về phía sau. Đúng lúc này, hạt sư huynh từ trong rừng cây lao ra, bắt được nàng, lại xông vào trong rừng, không thấy bóng dáng, tiết trầm cảnh cả người run rẩy, mềm nhũng quỳ xuống đất, tê dại chảy xuôi trong xương bị đau nhức kịch đớn chặt đứt, giống như là từ đỉnh triều thủy triều chợt rơi xuống biển sâu, hai tay hắn che mặt đau đến phủ phục trên đỉnh núi nức nở cúi đầu trong kẻ ngón tay chảy ra máu tươi đầm đìa thành tuyến chảy xuống chúa chủ nhân ngươi có ổn không hệ thống lo lắng hỏi thanh âm tiết trầm cảnh buồn bực trong bàn tay mỗi một chữ đều giống như là từ trong kẻ răng chen ra ngậm đầy hung ác hận không thể sinh ra thịt hèn hạ vô sĩ thủ đoạn làm ra hệ thống bối rối một lúc lâu sau tiết trầm cảnh mới ngừng run rẩy hắn đứng thẳng thắt lưng buông tay xuống vết móng vuốt trên mặt đã khép lại, vết máu còn sót lại cũng bị địa trọc bên người liếm sạch sẽ, hệ thống như hến trầm, một câu cũng không dám nói, tiết trầm cảnh ngơ ngác tại chỗ một lát, đứng dậy, dọc theo đường núi chậm rãi đi lên, một lần nữa trở về trong tòa sơn thần miếu sụp đổ kia, đá vụn trên mặt đất theo bước chân của hắn quay cùng, một lần nữa xếp chồng khảm nạm, miếu thờ sụp đổ từng chút một phục hồi như cũ, phản phất thời gian quay ngược lại, nhưng nhìn kỹ, lại có thể nhìn thấy sợi keo dính dính giữa các khối xây, nơi này cũng không phải là thời gian đảo ngược, chỉ là dầm phòng gạch đá sụp đổ, bị những sợi tơ này kéo, một lần nữa dính lại cùng một chỗ, bức tượng thần núi trong đền thờ bị đập nát, những tảng đá vụn đầy màu sắc rơi xuống đất, Tiết Trầm cảnh đứng ở trước thần hạch, dưới chân âm u lộ ra chân thịt trong suốt nhúc nhích, nhặt lên thần tượng đá vụn từng khối mang lên thần hạch, lại dùng tơ nhỏ dính lại, chẳng bao lâu, các vị thần đã hình thành trong chớp mắt thân hình tròn trịa, tứ chi quấn quyết, trên đầu thiếu một khối lớn, nhưng không còn đá sơn trên mặt đất. Hệ thống cẩn thận nói: "Chủ nhân, tôi cảm thấy ngươi hẳn là không liều mạng, đâu chỉ là không đúng, quả thực là bộ mục hoàn toàn thay đổi, từ mấy đầu ma vật hình thù kỳ quái mà tiết trầm cảnh dưỡng ra, hệ thống thật sự hoài nghi sâu sắc sở thích của chủ nhà mình, sở thích của anh ta dường như không dính líu đến mọi người." Hệ thống nghĩ như vậy, nhất thời càng thêm ưu sầu. Tiết trầm cảnh nhìn chầm chầm thần tượng trầm tư một lát, trong hư không vang lên tiếng gió ô ô, cổ tay nhanh chóng múa đập, sơn thần tượng trên mộ thần nhanh chóng bị chia thành đá vụn, một lát sau lại một lần nữa chấp vá thành hình. Lúc này có chút giống người, nhưng không có pho tượng nào ở trên bụng mở ra một cái miệng lớn, màu sắc trên người hắn lộn xộn, vừa nhìn liền rất không hài hòa, ban đầu anh ấy thực sự không trông như thế này. Hệ thống nói, hình tượng xuất thần trước khi bị phá hủy cho chủ nhà của mình, anh ta bị phong hóa đến lợi hại, đường nét đã bị mờ, nhưng màu sắc vẫn còn rất tươi sáng. Chủ sở hữu có thể dựa trên khối màu sắc trên cơ thể của mình để đánh vần. Tiết trầm cảnh tiếp nhận đề nghị của nó, đem thần tượng một lần nữa tháo rời, dựa theo màu sắc sơn trên tảng đá đem đá vụn sửa sang lại tách ra, sau đó dựa theo đường nét sơn một lần nữa ghép lại. Đúng đúng đúng, chính là nơi này, khối này liều mạng đúng. Hệ thống vui vẻ vây xem trong chốc lát, hậu tri hậu giác phản ứng lại, kêu lên, không đúng không đúng không đúng. hiện tại chúng ta hẳn là đi đuổi theo nữ chủ, lấy độ hảo cảm của nàng, mà không phải ở chỗ này chơi câu đố gì. chủ nhân, ngươi đừng bày nát a à chủ nhân. chương năm mây sơn sương mù ba tiết trầm cảnh cuối đầu ngồi xổm trên mặt đất, tay trái phải mỗi người cầm một tảng đá mang theo sơn màu, nhìn qua rất nghiêm túc phân biệt màu sắc còn sót lại trên đá vụn, chuyên tâm ghép tượng thần. nhưng hệ thống nghe thấy tiếng anh ta hít vào mũi, hệ thống. Tuy rằng nó gấp đến độ dậm chân, nhưng do dự một lát, chung quy nhịn xuống không thúc giục hắn nữa. Chủ nhà của nó thật sự bị nữ chủ đánh rất thảm, da mặt đều bị kiếm linh của nàng cào nát, nhìn qua cũng rất đau, tuy rằng chủ nhà bị đánh, thật sự đáng đời. Nhưng toàn bộ quá trình vây xem, quả thật có chút hoài nghi, rốt cuộc ai mới là nhân vật phản diện, đáng ghét, nữ chủ ngọt ngào của nó rốt cuộc đã trải qua cái gì, làm sao có thể biến thành như vậy. Cốt ma từ bên ngoài tường vây tàn phá của sơn thần miếu thò đầu dò xét tiến vào, nó nghiêng đầu, trong mắt nhô ra chuyển động qua lại, khó hiểu nhìn về phía tiết trầm cảnh đang vùi đầu ngồi sổn trên mặt đất, nó nhúng vào lỗ mũi sụp đổ, ngửi qua lại trong không khí, và các kẻ răng bắt đầu chảy nước bọt ra ngoài, cốt ma chịu không nổi hấp dẫn, chậm rãi di chuyển tứ chi, hướng chủ nhân tới gần, tứ chi nó phủ phục trên mặt đất, bò đến bên cạnh tiết trầm cảnh, cúi người xuống, đầu xoay chuyển 180 độ, duỗi đầu xuống phía dưới hắn thăm dò, nhìn thấy giọt nước trong suốt trên lông mi, nó nhất thời hưng phấn vương đầu lưỡi muốn liếm mặt hắn. Tiết trầm cảnh cầm tảng đá đập lên óc nó, nhấc tay áo lau mặt lung tung, tức giận nói, cút đi một chút, cốt ma bị đập đến mức rụt về cổ, động tác nhanh chóng ngậm lấy vạt áo hắn lau lệ, trách một tiếng. Sau đó tứ chi cũng dùng lui về trong bụi cỏ hỗn loạn trong viện, ôm tay áo đứt quảng trầm mê hút lên. Tiết Trầm Cảnh bị thứ chó này tức giận không nhẹ, cầm tảng đá phát tiếp nện lên người Cốt Ma. Cốt Ma cả người bị đập đến rắc rắc, lại nửa điểm cũng không biết né tránh. Chút đau đớn này đối với nó mà nói, liền cùng gãi ngứa ngáy không khác gì. Tiết Trầm Cảnh đập xong nó, còn muốn chỉ nó ngậm tảng đá về dưới thần diệt, tiếp tục liều mạng sơn thần tượng còn gian dở, bởi vì hắn đập một trận này, tảng đá vỡ càng lợi hại, độ khó ghép nối cũng thẳng tắp tăng lên, cũng may cuối cùng sơn thần tượng vẫn là ở trên tâm bàn dần dần thành hình từng sợi nhỏ đem chúng nó dính chặt vào nhau nhìn không ra một chút dấu vết đã từng vỡ vụn thời gian vừa vặn tại tiết trầm cảnh liều mạng xong sơn thần tượng một khắc bên ngoài thần miếu truyền đến tiếng bước chân của người rất nhẹ rất cẩn thận tiết trầm cảnh cuối cùng thưởng thức sơn thần tượng một cái vòng qua đền thờ từ phía sau sơn thần miếu phá tường trèo ra ẩn nấp trong sương mù dày đặc sơn thần miếu cửa trước tới là ba tu sĩ Hai nam một nữ, đều là môn hạ đệ tử vạn hỷ môn hạ. Đi trước trung niên nam tu thân mang theo một thanh đại đao lưng rộng, tên là Triệu Đinh Hạc, chính là vạn hỷ môn đại sư huynh, Kim Đan sơ kỳ tu vi đao tu, phía sau là dâu đệ Triệu Thừa Phong, trúc cơ trung kỳ, sư muội Nguyễn Thu Đường, luyện khí kỳ. Hiện giờ đại bộ phận tài nguyên tu luyện đều nằm trong tay thập nhị đại tiên môn, các môn phái khác đều chỉ có thể dựa vào chúng sống sót. Tu sĩ có thể bước vào kim đan kỳ đã coi như khó có được cũng cơ hồ đều xuất phát từ giữa đại tiên môn. Tu sĩ có thể dựa vào mình như triệu đinh hạt, ngưng kết kim đan, được coi là lông phượng lân giác, nhưng lúc hắn kết đan, đã sớm qua tuổi thể tráng, tự nhiên cũng không có biện pháp cùng những đệ tử kim đan trẻ tuổi trong tiên môn đánh đồng. Thiên hạ huyền môn lấy 12 đại tiên môn cầm đầu, còn lại đều là một số môn phái màu xanh vàng không tiếp, môn phái lẻ tẻ không có danh tiếng, đều có thể quy vào môn phái nhị lưu. Lúc này Ly Sơn kiếm phái đại hỷ giống như vạn hỷ môn phái trong số các môn phái hạng hai đều không xếp hạng cao, tự nhiên không nằm trong danh sách được mời, nhưng cũng không cản trở bọn họ đến Ly Sơn thành góp vui. Vừa góp vui này, thật đúng là đến lúc tốt, yêu ma thừa dịp đại yến Ly Sơn, xông vào cấm địa hậu Sơn, trọng đi chí bảo trấn kiếm thạch của Ly Sơn kiếm phái. Ly Sơn trưởng giáo tuyệt trần tử công khai truyền âm với tứ phương, hứa hẹn ai tìm lại trấn kiếm thạch, liền có thể cho nó vào trong trấn kiếm thạch chọn một thần binh lợi khí, hoặc là, đưa pháp khí bản thân vào thạch rèn luyện nghe đồn bên trong kiếm thạch ly sơn trấn có một tòa diêu khí đài hàm chứa lực lượng thần minh thượng cổ chính là lò đài luyện khí của cơ thị luyện khí của đệ nhất tiên tộc kỳ sơn hai ngàn năm trước cơ thị thống lĩnh tu tiên giới năm ngàn năm cho dù sau này triệt để bị diệt đồ đặt lưu lại cũng đều là thần khí tiên bảo mà tu sĩ hiện tại khó có thể đạt tới ngay cả lão tổ trong thập nhị đại tiên môn hiện nay xuất thân tinh tế cũng phần lớn xuất thân từ môn hạ cơ thị Hiện giờ như mặt trời ban ngày, Khương, Diêu, Vân là Tam đại thế gia, năm đó cũng bất quá chỉ là gia thần môn hạ cơ thị, cho nên, tuyệt Trần Tử vừa nói ra lời này, thiên hạ tu sĩ đều động tâm, Vạn Hỷ Môn ba người tự nhiên cũng khó có thể ngăn cản hấp dẫn bực này, bọn họ là theo sau một cái Ly Sơn kiếm phái đệ tử tung tích tìm tới nơi này, đệ tử Ly Sơn kia coi trọng mỹ sắc của Nguyễn Thu Đường, Vạn Hỷ Môn cũng muốn leo lên quan hệ của hắn, hai người qua lại đều tặng cho đối phương một ít vật phẩm bên người, vừa lúc dùng để thi triển thuật truy tung. Ba người bọn họ sau khi truy tung tới nơi này, gặp phải sơn vụ mê chướng, không tìm được người của ly sơn kiếm phái, ngược lại may mắn nhặt được đông đóm của ly sơn kiếm phái. Khối huỳnh thạch này có thể cảm ứng trấn kiếm thạch, ở một khoảng cách nhất định, huỳnh thạch sẽ phát sáng. Triệu Thừa Phong nói thầm, địa phương quỷ quái này lại có một tòa miếu. Vân Sơn Thần, Triệu Đinh Hạc liếc mắt nhìn huỳnh thạch sáng bóng trong tay, coi chừng một chút, chúng ta cách trấn kiếm thạch đã rất gần rất có thể nó đang ở trong căn miếu này các ngươi ở chỗ này chờ trước ta đi vào dò xét tình huống không có nguy hiểm các ngươi lại tiến vào nguyễn thu đường kề sát triệu đinh hạt bất an nói sư huynh chúng ta nên cùng nhau đi vào đi sương mù dày đặc này rất quỷ dị chúng ta tốt nhất vẫn nên tách ra triệu đinh hạt suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý sư muội nói rất đúng ba người lo lắng trong miếu có ma vật tiềm tàng thập phần cẩn thận mỗi người đều nắm chặt pháp khí của mình. Trước tiên sử dụng phù giấy rình mò gấp thành hạt giấy, đem bên trong sơn thần miếu tuần tra qua lại mấy lần, xác nhận bên trong không có bất kỳ dị động nào, mới có hành động. Triệu đinh hạt đẩy cửa viện núi thần miếu nghiêng ngã, cẩn thận bước vào trong miếu trong tiếng cửa rắc trầm. Trong miếu mê chướng so với bên ngoài nhạc đi rất nhiều, sắc trời càng thêm sáng sủa, có thể thấy rõ cảnh trí chung quanh. Tòa miếu này rất là tàn bại, trong viện sinh đầy cỏ dại, nhìn qua đã bị hoang phế hồi lâu nóc nhà thần miếu đều là phá động ánh mặt trời từ trong động chiếu vào vừa lúc bắn một chùm sáng chiếu sáng tượng thần núi ở giữa miếu đường rất nhiều đường nét tỉ mỉ của sơn thần tượng đã bị phong thực mài phẳng nhưng đường nét đại thể vẫn còn sơn màu phía trên lại vô cùng tươi sáng không hợp với cảnh tàn bại của cả tòa miếu ba người đều bị thần tượng xinh đẹp quỷ dị ở giữa hấp dẫn ánh mắt vẻ mặt dần dần trở nên ngốc trệ bất giác đi tới trước mộ thần đồng thời ngửa đầu nhìn thần tượng màu sắc đứng sừng sững trên mộ thần. Hình ảnh ngũ quan của bức tượng này mơ hồ, nhưng đôi mắt kia lại được sơn sống động như thật, dưới ánh mặt trời mờ mịt, rõ ràng vô cùng chiếu vào trong mắt mỗi người. Thần tượng hai mắt mảnh khảnh, đôi mắt nửa nhắm, sâu trong con ngươi đen nhánh màu sắc dần dần sáng lên một tia ngân quan quỷ dị, mang theo thương hại thế nhân từ bi thần thánh, từ trên xuống dưới nhìn xuống bọn họ. Ba người duy trì tư thế giống nhau như đúc, đầu ngẩng cao cao lên, vẻ mặt si vọng, nhìn chằm chằm tượng thần không chớp mắt, giống như tính đồ sơn thần thành kính nhất, hình ảnh quỷ dị như vậy kéo dài gần một khắc đồng hồ, ba người đứng yên mới đột nhiên thu hồi ánh mắt, lại đồng thời động, triệu đinh hạt một tay cầm đao, một tay cầm huỳnh thạch, đi lại chung quanh trong miếu, dò xét phương vị trấn kiếm thạch, triệu thừa phong từ trong túi đựng đồ lấy túi nước đưa cho Nguyễn Thu Đường, Nguyễn Thu Đường đưa tay tiếp nhận, ánh mắt đánh giá thần tượng từ trên xuống dưới, nghi hoặc nói, tượng sơn mài của sơn tượng sơn này mới vẽ lên không bao lâu, ba người thần sắc tự nhiên, phản phất đều không nhớ rõ hết thảy vừa mới phát sinh, có thể là do người dân miền núi phụ cận làm, loại người ở vùng quê nghèo hẻo lánh này liền thích làm những thứ này. Triệu Thừa Phong nói, được chú ý chuyển dời đến huỳnh thạch trong tay Triệu Đinh Hạc, hắn nhíu mày, tảng đá rách này rốt cuộc có chính xác hay không? Như thế nào từ sau khi nhặt được nó, nó vẫn sáng lên, cũng không thể cả ngọn núi này khắp nơi đều là trấn kiếm thạch chứ. Triệu Đinh Hạc cầm huỳnh thạch tìm một vòng trong miếu, cũng cảm thấy nghi hoặc, hắn hỏi Nguyễn Thu Đường, sư muội, huỳnh thạch này thật sự có thể cảm ứng được trấn kiếm thạch sao, dù sao lúc trước Lý Tân Hải nói như vậy, huỳnh thạch này cũng giống như lúc trước hắn vụng trộn mang ra cho ta xem. Nguyễn Thu Đường nói, huỳnh thạch là từ trấn kiếm thạch lấy kiếm đạo cậy xuống, nó cảm ứng không phải trấn kiếm thạch, mà là kiếm khí bên trong trấn kiếm thạch, Lý Tân Hải trong miệng nàng chính là đệ tử Ly Sơn kiếm phái mà nàng yêu mẫn là một trong những đệ tử thủ thạch sau núi huỳnh thạch vẫn sáng chứng tỏ chúng ta vẫn cách trấn kiếm thạch không xa nếu nắm chặt thời gian nhất định có thể tìm được trước những người khác thanh âm của một thiếu niên tự nhiên tiếp lời trong miếu đường rách nát không biết từ khi nào có thêm thân ảnh người thứ tư người thứ tư này đứng bên cạnh triệu thừa phong lại cũng không khiến hắn cảnh giác gì hắn ngược lại giơ tay vỗ vỗ bả vai thiếu niên một lần nữa phấn chấn nói sư đệ nói đúng nguyễn thu đường uống nước xong nghiêng đầu hỏi người thứ tư vô thanh vô tức hỏi, sư đệ, ngươi có muốn uống nước không, ta không khác. Tiết trầm cảnh lắc đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua trên mặt bọn họ, tầm mắt ba người đều tập trung trên người hắn, từng tiếng thân mật gọi hắn là sư đệ, phản phất thiếu niên này từ đầu đến cuối, là đồng bạn của bọn họ. Tiết trầm cảnh nhìn chầm chầm bọn họ hỏi, các ngươi thích ta sao, vấn đề này của hắn hỏi không đầu không đắng, triệu đinh hạt và triệu thừa phong sửng sốt một chút, một trái một phải khoác lên vai hắn, cười đùa nói sương mù này chẳng lẽ thật sự có vấn đề gì tiểu sư đệ sao đột nhiên hỏi vấn đề này giữa đại nam nhân hỏi cái gì có thích hay không cũng quá kỳ quái tiết trầm cảnh nói trả lời ta triệu đinh hạt thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc thu liễm khuôn mặt cợt nhã gật đầu nói chúng ta đương nhiên thích ngươi nguyễn sư tỷ đâu tiết trầm cảnh nhìn về phía nguyễn thu đường nguyễn thu đường rốt cuộc là một cô nương gia bị hỏi thẳng như vậy trên gương mặt đỏ ửng ngập sào nói ngươi là sư đệ của chúng ta ta đương nhiên cũng thích ngươi nhận được sự đồng ý muốn tiếp trầm cảnh lại không thấy chút cao hứng nào lông mày hắn hơi nhíu lại nâng tay vuốt ve ánh mắt của mình ngón tay trực tiếp chạm vào nhãn cầu đen nhánh vì vậy chức năng của ông không có trở ngại tại sao nó không có hiệu lực với cô ấy ba người khác thương lượng tiếp tục đi tìm trấn kiếm thạch tiếp trầm cảnh một mực suy tư vấn đề này nghe được thanh âm nguyễn thu đường gọi hắn là sư đệ hắn bỗng nhiên hiểu được Nguyễn Thu Đường nói, hắn là sư đệ của bọn họ, cho nên bọn họ đương nhiên sẽ thích hắn. Tuy nhiên, trước đó khi ông cố gắng thuần hóa ngu ý, ông quên thêm một danh tính cho mình. Tiết trầm cảnh ớn đứng lên từ trên mặt đất, sải bước ra khỏi miếu đường, cũng không quay đầu lại đi vào trong sương mù. Ba người triệu đinh hạt bị hành động bất thình lùng của hắn hoảng sợ, vội vàng đuổi theo, nhưng làm sao còn có thể tìm được bóng dáng của hắn. Hệ thống thấy chủ nhà của mình cuối cùng đã vui lên, vội vàng hỏi, chủ sở hữu ngươi là để tìm nữ chủ tiết trầm điểm danh đầu ừ, hệ thống vui mừng nói thật tốt tuy nhiên tôi đề nghị chủ nhân khi đánh giá mức độ hảo cảm của đối tượng hướng dẫn vẫn cần phải tiến hành từng bước chúng ta phải từ gặp gỡ quen biết biết nhau yêu nhau từng bước như vậy không thể vội vàng a à, tiết trầm cảnh ngẩng đầu lên ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua sương mù nhìn thấy tiên hạt vỗ cánh bay lượn trên bầu trời hắn tràn đầy tin tưởng nói ta hiểu hệ thống vui mừng khen ngợi, chủ nhân thật tuyệt vời. Mây núi sương mù chướng mắt kết thành một cái kết giới, đem tất cả sinh vật sống đều vây khốn ở trong núi, chỉ không vào được. Mặc kệ là bùi kinh triều hay là tiết trầm cảnh cũng tốt, ngu ý cũng không muốn xen vào nội dung của bọn họ, nàng hiện tại chỉ muốn cùng hạt sư huynh tìm một chỗ trốn đi, chờ sương mù tan hết, sau đó chạy đến một nơi nhân vật phản diện tìm không thấy nàng tiếp tục cẩu thả. Hào quang nữ chủ thứ hai cẩu đến trên đầu vỡ vụn, đáng ghét, vì sao nàng không thể ăn mặc như một con giáp đường tùy tâm sở dục. Cho dù nhất định muốn nàng trở thành nữ chủ, chọn nam chủ nhân sắp xếp hôn nhân cho nàng thì không thể bình thường một chút sao. Ngu ý nằm trên người hạt sư huynh khôi phục linh lực, trách nát nói, hạt sư huynh, ngươi nói rõ ràng là một con hạt tiên, sao không thể tu luyện hình người, ngươi nếu hóa thành hình người, ta liền cùng ngươi ở cùng một chỗ được. Hạt sư huynh nghe vậy, vội vàng liên tục phát ra một loạt tiếng kêu dồn dập, tỏ vẻ mình thích người bạn đời là có được lông vũ trắng nõn xinh đẹp giống như nó cùng đỉnh đầu đỏ tươi chói mắt hai chân thon dài kêu to là tiên hạt kiếm linh trong thanh thanh trúc kiếm của ngô ý đang đỉnh hạt là chim trung trinh bất kể là chủ nhân tiền nhiệm của kiếm linh là thanh huyền đạo nhân hay là chủ nhân đương nhiệm ngô ý nó đều chướng mắt chỉ yêu kiếm linh của bọn họ tiếng hạt minh quanh quẩn trước núi non có thể thấy được hạt sư huynh nóng lòng bảo vệ thân chim trong sạch của mình cỡ nào ngu ý sợ tiếng kêu của nó dẫn tới tên biến thái kia, vội vàng duỗi dài cánh tay bóp chặt miệng nó, trấn an nó nói, đúng vậy, ta biết, ta chính là đùa giỡn, sư muội diện mạo thô bỉ, làm sao xứng với ngài, hạt sư huynh mỗi ngày ở mấy ngọn núi lớn phụ cận này dạo quanh, cảm giác phương hướng so với ngu ý tốt hơn rất nhiều, cho dù mây núi sương mù bao phủ, nó cũng có thể dựa vào cảm giác tìm được nơi trú ẩn thường xuyên của mình. Mỗi người một hạt đáp xuống một khe núi cực kỳ bí mật, hai bên khe núi kẹp ra một khe sơn cốc cực kỳ sâu thẳm, cây cối trong sơn cốc sinh trưởng đặc biệt tốt, tán cây như mây, ở trong sương mù có vẻ đen áp một mảng lớn, hạt sư huynh đáp xuống rừng, dưới tán cây dày đặc, thế nhưng lại ẩn giấu một dòng hồ nhỏ sâu thẳm, bốn phía quanh quanh quẩn khí tức lưu hình nhàn nhạt, đây đúng là một hồ nước suối nóng, bên bờ nước nở rộ rất nhiều tiểu hoa nhỏ vụn. Đây là nơi bí mật hạt sư huynh tắm rửa, ngay cả ngu ý trước kia cũng chưa từng tới, bọn họ không ra được mê chướng, cũng chỉ có thể tạm thời ở lại chỗ này. Hạt sư huynh nhảy xuống nước rửa mặt chải đầu, ngu ý chỉ lấy nước rửa mặt, liền khoanh chân ngồi dưới một cái cây, muốn mau chóng khôi phục linh lực của mình, lấy tu vi nàng vừa mới kết đan, mạnh mẽ triệu hoán ra kiếm linh nguyên anh cảnh giới do sư phụ để lại cho nàng, vẫn là miễn cưỡng một chút, chỉ cần gọi ra kiếm linh một lát như vậy, liền đem đan điền của nàng móc sạch, mỗi khi loại thời điểm này, ngu ý sẽ sâu sắc hoài nghi hào quang nữ chủ của mình vì sao nhân vật chính khác có thể một năm luyện khí hai năm trúc cơ ba năm kim đan bốn năm 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 liền đi thẳng đến nguyên anh hóa thần mà nàng có linh cơ tu vi cả đời của sư phụ đặt ra trực tiếp bắt đầu từ trúc cơ cảnh ở trúc lâm bí cảnh tân khổ khổ tu luyện năm năm mỗi ngày vung kiếm một vạn lần đều sắp hút khô tiểu linh nhãn trong bí cảnh kia mới thật vất vả leo lên kim đan chẳng lẽ hào quang nữ chủ của nàng tất cả đều điểm lên những bông hoa đào thối hình thù kỳ quái kia sao nhưng mà nàng nào biết năm năm liền kết kim đan đã là bao nhiêu tu sĩ nghĩ cũng không dám nghĩ vọng niệm trong lòng ngu ý bi phẫn lại không thể không vứt bỏ tạp niệm tĩnh tâm thiền định tuần hoàn chu thiên nhưng nàng ngồi thiền nửa ngày trong cơ thể lại không có chút linh lực khôi phục kinh mạch của nàng khô cạn như sa mạc thế gian linh khí lưu động trong vân sơn này mặc dù không có linh mạch rốt cuộc cùng thiên địa thông nhau tuy rằng dẫn linh khó một chút nhưng cũng không có khả năng không dẫn tới chút nào lúc ngu ý đang sức đầu mẻ tráng, bỗng nhiên cảm hứng chấn động, cảm giác được một cổ vi thế cực mạnh từ đỉnh đầu ác bách xuống, tán cây chung quanh vang lên tiếng ào ào, giống như bị cuồng phong thổi qua, hạt sư huynh chợt phát ra tiếng hạt minh sắc bén, ngu ý mở mắt ra, liền nhìn thấy một mảnh bóng ma đỏ như máu từ trên đầu bao trùm, thứ kia hình thể khổng lồ, giống người mà không phải người, lồng ngực từ trong mở ra thành hai nửa. Xương sườn mở ra gân thịt đỏ như máu trên người, giống như cột cung tráng kiện đâm thật sâu vào đất hai bên nàng, đem nàng bọc vào trong ổ bụng, là cốt ma, cốt ma của tiết trầm cảnh, ngu ý mở mắt nhìn thấy trong nháy mắt, theo bản năng muốn vung kiếm xuất chiêu, nhưng linh lực của nàng khô kiệt, kích phát không ra thanh trúc kiếm khí, chỉ riêng trúc kiếm cùng xương cốt trong cơ thể cốt ma va chạm, không cách nào tạo thành nửa điểm thương tổn cho nó, hạt sư huynh gấp đến độ bay lên thân thể cốt ma, dùng sức gõ vào lưng cốt ma trình độ sắc bén của chim mỏ đầu đang không thua kém bất kỳ thanh kiếm sắc bén nào, nó mỏi xuống phát ra kiếm quang chói mắt, làm cho xương ma lưng rắc rắc vang lên, tiếng chấn động truyền vào trong ổ bụng nó, giống như sấm rậm nổ tung bên tai ngu ý, có thể làm cho ly sơn kiếm phái hơn 10 đệ tử kim đang toàn quân bị diệt, rất hiển nhiên, ngu ý cùng hạt sư huynh đều không phải là đối thủ của nó, cả người nàng đều bị khoan bụng của cốt ma nuốt vào, lại lần nữa rơi vào trong loại thịt mềm chật chội này lúc đầu nàng cho rằng đây là nội tạng của cốt ma, cho đến khi chân cổ tay quen thuộc trèo lên cổ nàng, lạnh lẽo dính ướt, dán vào da nàng, bàn tay ướt lạnh như cổ tay ôm lấy mặt nàng, trong bóng tối hiện ra một đôi mắt quen thuộc, đôi mắt kia phản phất như là mắt mèo trong đêm tối, sáng lên u u ánh quang, ánh mắt ngu ý lập tức bị bao vây lại, thanh âm ôm nhu của tiết trầm cảnh vang lên bên tai nàng, cũng vang lên trong đầu nàng, ông nói, từ bây giờ, tôi là tướng công của ngươi, hệ thống nói từng bước chủ nhà ngươi không phải là ngươi hiểu ngươi hiểu được lông gà chương sáu mây sơn sương mù bốn dưới sương mù bao phủ núi hoàn cảnh địa lý vân sơn trở nên quỷ dị đa biến một tòa phàm sơn bình thường như vậy dĩ nhiên vây khốn rất nhiều người tu đạo rất nhiều tu sĩ bước vào trong núi sau đó ở trong rừng núi đảo quanh mấy ngày lại ngay cả một mảnh nhỏ rừng cây cũng không thể đi ra ngoài ngay cả bùi kinh triều tu vi đã đến nguyên anh trung kỳ đều ở trong trận sương mù này ngã xuống. Đoàn sáu người bọn họ, đều là 12 đại tiên môn đệ tử, tu tiên giới một đời mới kiệt xuất, trong đó bốn người là đệ tử thân truyền của Ly Sơn Kiếm Phái, hai người còn lại lần lượt là môn hạ của Xích Dương Tông và Sơn Âm Chiếu Hoa Cung, hai tông này giao hảo với Ly Sơn, đặc biệt phái đệ tử hiệp trợ Ly Sơn tìm kiếm thạch trấn, nhưng bọn họ bước vào mê chướng này suốt bảy ngày, dùng hết các loại biện pháp, nhưng Thủy chung không thể phá vỡ mê chướng. Loại mê chướng này ta từng thấy qua trong một quyển sách cổ." Trầm Tình Chi nói, hắn xuất thân từ Sơn Âm Chiếu Hoa Cung, Chiếu Hoa Cung nhân chủ tu phù trận, tự nhiên đối với mê trận so với những người khác càng hiểu rõ hơn, trong sách ghi lại có một người tên là Thập Ma trận, đúng như tên gọi, là có Thập phương đại ma bố Thập phương tuyệt trận, trong đó một ma trận chính là mê trận như vậy, có thể bày ra loại mê trận này ma danh là Địa Trọc, là thế gian trọc khí tụ tập trong khe rảnh thâm nguyên mà sinh ra ma vật cho nên địa trọc trong cơ thể tự chứa thiên sơn vạn thủy chi thế dưới mê chướng của nó bao phủ có thể hóa các thành núi hóa thủy thành hải trầm tình chi nói xong cuối người từ trên mặt đất đào lên một nắm đất dùng ngón tay nghiền nát chúng ta bôn ba trong núi nhiều ngày như vậy nói không chừng cũng chỉ là đảo quanh mấy gò đất nhỏ mà thôi ta nhớ rõ trong sách ghi lại mê chướng này đoạn tuyệt linh khí trong sương mù đều là dơ bẩn ác trọc bị nhốt ở nơi này lâu ngày linh căng thoái hóa chúng ta cũng sẽ dần dần biến thành phàm nhân không cách nào tu hành, sau đó sớm suy mà chết. Thể tu của xích dương tông điên cuồng phiền não lấy gân thịt trên cánh tay mình, thô thanh thô lỗ nói, đáng ghét. Khó trách ta hai ngày nay, cảm giác kinh mạch mình càng ngày càng ngưng trệ, những người khác cũng lần lượt gật đầu phụ họa, bọn họ bước vào mê chướng mấy ngày nay, luôn cảm thấy linh lực quanh thân mình vận hành không thông, tu vi lưu tán, thì ra cũng không phải ảo giác, ta cũng cảm giác được tu vi của mình lùi lại, mới đột nhiên nhớ tới ghi chép trong sách, trầm tình chi nói đến đây, không ngừng xoa xoa các đất trong tay, chẳng những không có sầu lo, trên mặt ngược lại toát ra vài phần hưng phấn khó có thể che giấu, đánh giá bốn phía từng cọng cỏ, địa trọc loại ma vật này, ngàn năm cũng không nhất thiết phải sinh ra một con, cho nên, trầm tình chi cũng chỉ là trong sách đã gặp qua ghi chép về nó, lúc mới tiến vào phiến mê chướng này, hắn hoàn toàn không nghĩ đến trên người địa trọc, thẳng đến bây giờ, tất cả mọi người đều rõ ràng cảm giác được tu vi của mình lùi lại hắn lúc này mới có suy đoán như vậy diêu dục tú thấy hắn đúng là một bộ dáng hưng trí bừng bừng giống như gặp phải bảo vật hiếm thấy gì đó không khỏi hỗn hớn nói ngươi nói nhiều như vậy rốt cuộc có thể phá vỡ hay không bùi kinh triều đưa tay giữ chặt cổ tay nàng nhớ mày nói dục tú ngươi đừng nóng vội không được vô lễ với thẩm sư huynh sư huynh diêu dục tú đảo mắt liếc hắn ánh mắt u oán lại ủy khuất những ma vật chết tiệt này vào ngày nàng và bùi kinh triều đại hỷ, xông vào ly sơn cướp đi trấn kiếm thạch, còn lợi dụng thủ đoạn ti tiện đã thương phụ thân nàng, nàng làm sao có thể không vội, nàng chờ mong tiệc cưới lâu như vậy, tự mình chuẩn bị vài tháng, chịu đựng vô số áo cưới tự mình theo ra mỗi ngày đêm, nàng ngay cả mặt cũng không thể mặc vào, ngay cả hỷ đường cũng không thể bước vào, đã bị biến cố này quấy vàng. Không biết có bao nhiêu người cười nhạo cô ấy sau lưng làm thế nào cô ấy có thể không vội vàng. Hai mắt diêu dục tú ửng đỏ, trong mắt trưng trưng, hiện tại hận không thể nuốt sống những ma vật chết tiệt này, đem những con chuột trong mương này bầm thay vạn đoạn, dục tú. Bùi kinh triều lại thấp giọng gọi tên nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay nàng, đối với nàng không tán thành lắc đầu, ánh mắt của hắn ôn hòa bao dung, lộ ra sự trầm ổn thuyết phục, khẩu khí kiên định nói, chúng ta nhất định có thể tìm lại trấn kiếm thạch quét sạch những ma vật trên thế gian dịch tả này, diêu dục tú dưới ánh mắt chăm chú của hắn, hít sâu vài hơi, đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng mình, không tình nguyện nói, xin lỗi, thẩm sư huynh, trầm tình chi khoát tay áo, cũng không để ở trong lòng, tiếp tục nói, nếu muốn phá vỡ mê trận này, nhất định phải tìm được chỗ của địa trọc bản thể trước, nơi này khắp nơi sương mù dày đặc tràn ngập, không nhìn thấy nhật nguyệt, la bàn cũng mất đi hiệu lực. Chúng ta ngay cả chính mình ở nơi nào cũng không biết, cái này phải như thế nào mới có thể tìm được bản thể của nó một kiếm tu khác của ly sơn kiếm phái cấp bách hỏi tu vi của hắn không vững chắc hơn những người khác ở lại nơi này mấy ngày cảnh giới nguyên anh đã bắt đầu buông lỏng sắp không áp chế được kiếm khí hỗn loạn trong cơ thể nếu tiếp tục ở trong mê chướng này sợ là sẽ từ cảnh giới nguyên anh rơi xuống sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn cũng không quan sát được địa hình núi xung quanh thẩm tình chi chỉ có thể mượn trường thế của loại cỏ cây bên cạnh tiến hành phân biệt hắn vùi đầu nghiên cứu đất đá và cỏ trên mặt đất tất cả mọi người đều theo sát phía sau hắn trầm tình chi nói địa trọc là thâm viên chi ma giống như nước thích chảy xuống chỗ thấp chúng ta chỉ cần tìm được trong phiến địa giới này chỗ trũng thấp nhất bản thể của nó nhất định sẽ ở nơi đó bùi kinh triều nghe vậy suy tư nói địa mạo này hư hư thực thực không biết thật giả lại có sương mù dày đặc che lấp sợ là không dễ tìm được đúng vậy trầm tình chi thở dài nhưng chỉ có một phương pháp phá trận như vậy bất luận như thế nào cũng chỉ có thể thử xem trong thung lũng hai ngọn núi đang xen nhau nơi này hiếm thấy không có bao nhiêu sương trắng che lấp ánh mặt trời đầu xuân ấm áp ấm áp rơi xuống trên hồ suối nước nóng nóng hổi chiếu ra ánh sáng lấp lánh một hồ nước này cũng không lớn nhưng rất sâu có màu xanh bê lá cây dưới nước ở trung tâm sâu không thấy đáy bởi vì ánh sáng không cách nào chiếu vào mà có vẻ u ám một con hạt đầu đang lông vũ tươi sáng đứng ở vùng nước nông chảy lông vũ, ngu ý vén ống quần bước vào dòng suối ấm áp, nâng nước lên tưới lên người nó, sau đó nhìn hạt sư huynh mở rộng cánh, vỗ về phía bọt nước văng khắp nơi, ngu ý giơ tay lên ngăn trở bọt nước bay tới, hai tròng mắt công thành một đôi trăng lưỡi liềm, nụ cười so với ánh mặt trời trên trời còn sáng lạng hơn, tiếng cười như chuông bạc của nữ tử bay vào trong căn nhà gỗ nhỏ bên hồ suối nước nóng, nhà gỗ đang đứng trước cửa sổ bên hồ một thân ảnh thon dài bóng ma của cửa sổ bao phủ trên mặt hắn, đem hai mắt hắn đều che vào trong u ám, nhưng sâu trong đôi mắt kia lại mơ hồ hiện lên ngân quan quỷ dị. Tiết trầm cảnh tay phải cầm thái đao, dưới năm ngón tay thon dài tay trái ấn một cái thịt ngũ hoa béo gầy đang xen. sáng sớm hắn liền sai cốt ma từ trên núi ngậm về một con heo rừng nhỏ, đây là vừa mới từ trên người nó cắt xuống, cũng bởi vì ngu ý nói, hôm nay nàng muốn ăn lại thịt. Ánh mắt âm trầm của hắn gắt gao nhìn chầm chầm người đang chơi đùa với tiên hạt trong hồ, Đem thịt ba chỉ trong tay cắt thành lát mỏng đều, ảo tưởng lưỡi dao này là cắt trên người ngu ý, đem thân da thịt trắng nõn của nàng từng mảnh từng mảnh từng mảnh gọt xuống. A, à, chủ sở hữu, ngươi khi cắt trao đôi mắt cũng nhìn vào thất a, à, ngươi cắt vào bàn tay của mình. Hệ thống đột nhiên hét lên bên tai, ngón tay tiết trầm cảnh đau nhức, cúi đầu nhìn thấy một vết thương sâu có thể nhìn thấy xương trên ngón tay hai ngón giữa của mình, đau đến nứt nở trong cổ họng, lại cứng rắn nuốt trở về, miếng chặt khóe miệng. Cốt ma cứu ngửi được mùi máu của hắn, từ cửa sổ hậu viện phòng nhỏ nhảy vào, đụng phải trong phòng bày biện tiếng lạch cạch, chạy như điên đến trước mặt tiết trầm cảnh, nhưng có một luồng sương trắng nhanh hơn nó từ ngoài cửa sổ bay vào, phản phất như một đám mây trắng như tuyết, toàn bộ bao trùng thớt, đem máu tươi trên thớt liếm sạch sẽ, trong nháy mắt lại bắn vào trên tay tiết trầm cảnh, mạnh mẽ thu bó ngưng tụ thành một đoàn màu trắng mềm mại lưu động, bao lấy ngón tay bị thương của hắn, cốt ma ngay cả một chút huyết hoa cũng không vớt được trong mắt trừng đến cơ hồ muốn từ trên mặt rơi xuống, tức giận đến 10 ngón tay gãi đất, răng nanh vang lên, thanh âm ngu ý từ bên hồ truyền đến, cất cao giọng nói, A vị, làm sao vậy? Tôi dường như nghe thấy bất cứ điều gì, tiếc trầm cảnh trắng khe răng sau, từ kẻ răng nặng ra hai chữ, không có việc gì, hắn vất tay vứt bỏ trọc đất bọc trên đầu ngón tay, vết thương trên ngón tay sinh ra chồi thịt mềm mại, rất nhanh hợp lại với nhau. Cốt ma lưu luyến không rời nhìn chầm chầm ngón tay khép lại của hắn, lại ngẩng đầu nhìn chầm chầm vào ánh mắt hắn. Tiết trầm cảnh vừa nhìn bộ dáng ngu xuẩn của nó, liền biết nó đang chờ mong cái gì, nhấc chân dẫm lên mặt nó, nói, đều, đừng để nàng nhìn thấy, trên mặt cốt ma mang theo một dấu chân tươi mới, cúi đầu ủ rũ từ cửa sổ phía sau trèo ra, một lần nữa rút về trong rừng cây. Ánh mắt tiết trầm cảnh rơi trở lại miếng thịt cắt được một nửa trên thớt, giơ tay lên bổ lên thớt, thanh âm lạnh như ngậm băng vụn, trở về nồi thịt tại sao tôi phải làm thịt cho cô ấy ở đây, hệ thống liên tục trấn an, chủ nhân, chủ nhân, độ hảo cảm của đối tượng hướng dẫn đã tăng lên tới 6% rồi, ngài nhẫn nại thêm một chút, rất nhanh có thể đạt được nhiệm vụ hệ thống, 6%. Tiết trầm cảnh rằng từng chữ lặp lại, lời nói của hệ thống chẳng những không có trấn an hắn, ngược lại làm cho hắn càng thêm tức giận, trên gò má trắng ngọc của hắn hiện ra màu đỏ mỏng tức giận như bút mực phát họa mà đuôi mắt lộ ra vết đỏ mí mắt ướt sủng, khí tức trầm trọng châm chọc nói, a, à, độ hảo cảm của nàng đối với tướng công của nàng cũng chỉ có 6%, không, chưa đến 6%. Ngày đó, khi ngu ý từ trong ngực hắn tỉnh lại, con người đen nhánh bình tĩnh nhìn chầm chầm hắn hồi lâu, vòng quanh cổ hắn tiến lên, nhẹ nhàng cọ cọ bên mặt hắn, giọng nói thiếu nữ vừa mềm vừa mềm vừa mềm, ngọt ngào gọi hắn, tướng công, tiết trầm cảnh một khắc kia tâm hoa nổ phóng, ngay sau đó, hệ thống ở trong đầu hắn đinh một tiếng, nói cho hắn biết nữ chủ đối với hắn hảo cảm là 4%, hệ thống vừa dứt lời, ân dời một chút, độ hảo cảm lập tức rớt xuống 3%, 3%, nàng sao lại có mặt mũi gọi hắn là tướng công, hiện tại 6%, đều là hắn mấy ngày nay có cầu tất ứng, mặc cho lao nhọc quán hận, thật vất vả mới tăng lên, hệ thống im lặng. Ngươi này, tướng công này đến từ đâu, ngươi trong lòng mình không có điểm nào sao, dựa vào thủ đoạn lừa gạt, là không đổi được thật lòng trong hồ suối nước nóng, ngu ý đã từ trong nước lên bờ, bất quá nàng còn ngồi sổn bên mép nước, duỗi cổ nhìn quanh nước, xéo đầu đang chạy tới giữa nước, đang vẽn mông, vùi đầu vào trong nước, nhìn xuống đáy hồ sâu thẳm, vừa rồi, bọn họ từ trong lỗ đen giữa hồ nhìn thấy một bóng trắng lớn lách qua, trong nước ùn ụt toát ra rất nhiều bong bóng khí, trong bong bóng khí bay ra rất nhiều sương mù, bao phủ trên mặt hồ, hạt sư huynh ở giữa hồ bồi hồi hồi lâu, không phát hiện ra cái gì dị thường, ngược lại có chút đầu óc choáng váng, không biết có phải ngâm mình quá lâu hay không, nó choáng váng từ trong hồ bay trở về, cả con hạt giống như một vũng bùn nát nằm sấp trên tảng đá bên bờ, hữu khí vô lực gầm gừ hai tiếng, ngu ý vội vàng cẩn thận xem xét nó, xác nhận nó không có việc gì, mới thở vào nhẹ nhõm, nàng nhìn về trung tâm hồ nước một cái, lo lắng vội vàng trở về nhà gỗ, nói với tiết trầm cảnh, A vị. Đáy hồ suối nước nóng trước nhà chúng ta hình như có thứ gì đó. Tiết trầm cảnh dừng một chút, hàm hồ nói, ngươi nhất định là nhìn lầm, trong nước có thể có cái gì? Đừng suy nghĩ lung tung, hệ thống, đinh hiện đang kích hoạt nhiệm vụ hướng dẫn tạm thời, mời chủ chủ chú ý, khi đối tượng hướng dẫn chơi nước thì làm ướt quần áo, mời chủ túc chủ nắm chắc thời cơ, nửa quỳ đến trước người cô, dịu dàng nâng làng váy của cô lên, sấy khô quần áo cho cô. Tiết trầm cảnh nghe được thanh âm hệ thống, dư quan nhìn về phía ngu ý một cái, quả nhiên thấy quần áo nàng nửa ướt, làng váy màu xanh nhạt dính vào trên đùi, phát họa đường công chân thẳng tắp của nàng. Hắn đưa lưng về phía ngu ý, khóe miệng hung tợn kéo một cái, xoay người đi về phía nàng, dựa theo chỉ thị của hệ thống nửa ngồi sổn xuống, hai tay khép lại làng váy nhỏ giọt của nàng, dùng linh lực sấy khô vải thấm ướt. Ngu ý cúi đầu nhìn thiếu niên nửa quỳ trước người mình, đưa tay sờ sờ đỉnh tóc hắn, ngọt ngào cười nói, A Liên, ngươi đối với ta thật tốt, ta thật thích ngươi nha. Tiết trầm cảnh ngẩng đầu lên, con ngươi ô trầm trầm nhìn thẳng nàng, hỏi, đúng không? Bạn thích nó đến mức nào, rất thích rất thích, trên đời này, ta thích nhất ngươi nhất. Ngu ý cười thanh khách nói, ngón tay thuận thế trượt xuống trên mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt hắn, làn da thiếu niên hơi lạnh, mặt mày đậm đen, phản phất như mực mực vẽ thành, đuôi mắt điểm một chút ửng đỏ chưa tan, giống như là khóc qua, như thế này từ dưới lên nhìn nàng, nhìn qua lộ ra một cổ hương vị đáng thương, hết sức khiến người ta triều mến. Bộ da này, thật sự rất đẹp. Tiết trầm cảnh bị nàng sờ đến nửa nhắm một con mắt lại, ở trong lòng hỏi, độ hảo cảm, hệ thống. Sau một thời gian dài, nó nơm nớp lo sợ trả lời, 100, năm phần trăm, rất tốt, ngoài miệng nói ngọt ngào như vậy, độ hảo cảm thế nhưng còn giảm xuống. Tiết trầm cảnh tức giận đến lồng ngực phập phồng, đuôi mắt càng đỏ, tựa như sau một khắc sẽ nhịn không được rơi lệ giữa không trung trống trải của nhà gỗ nổi lên từng trận gợn sóng, xúc tu trong suốt mà dính dính từ trong không khí chen ra, bao phủ ở phía sau ngu ý, lắc lư bàn tay to lớn, hận không thể cuốn lấy thân thể nàng, siết chặt, du động, quấn quyết, từng tất từng tất xoa nát xương cốt của nàng, lại nuốt hết huyết nhục của nàng, đem nàng ăn không còn một chút nào, hệ thống hét lên, chủ nhân ngươi bình tĩnh. Hãy suy nghĩ về trấn kiếm thạch, ngươi sẽ sớm mở nó, ngu ý vô tội chớp mắt, nghi hoặc nói, tướng công ngươi sao lại mất hứng ngươi không thích nghe tôi thích ngươi tiếc trầm cảnh cười thịt không cười nói ta thích ta rất thích nghe chương bảy mây sơn sương mù năm xúc tu trong suốt điên cùng nhúc nhích phía sau cô trong không khí đều vang lên tiếng nước dính tôi dường như nghe thấy bất cứ điều gì a à dung ngươi có nghe thấy không ngu ý hỏi nàng nghi hoặc quay đầu đôi mắt cùng một xúc tu buông xuống trước mắt đối diện mũi xúc tu kia liền treo ở ngoài một tấc của nàng chất nhầy treo xuống ngưng tụ thành châu, càng ngày càng nặng, cuối cùng kéo ra một sợi bạc, nhỏ xuống trên má nàng. Ngu ý giơ tay sờ sờ chất nhầy trên má, kỳ quái nói, nước lấy từ đâu ra, sờ lên sao lại ghê tởm như vậy a à, a à liên, nóc nhà chúng ta có phải bị rò rỉ mưa hay không? Nhưng không có mưa bên ngoài, nàng nhìn không thấy những xúc tu kia, những xúc tu nôn nóng, dương nanh múa vuốt muốn đem xúc tu trong suốt nghiền nát nàng, tiết trầm cảnh đứng lên, nắm lấy vạt áo của mình, từng chút từng chút ôm nhu lau sạch chất nhầy trên gương mặt nàng khóe miệng nhếch lên một tia cười trong mắt lại không mang theo ý cười nói có thể là đêm qua sau khi mưa nước tích tụ trong ngói chờ ăn cơm trưa xong ta hảo hảo sửa chữa nóc nhà một chút ngu ý gật gật đầu lập tức từ thủ hạ của hắn lui ra ngồi sang một bên vẻ mặt nhu thuận chờ tiết trầm cảnh nấu cơm khen ngợi hắn nói nam hữu long hề ở sơn bộ a à bột chính là con rồng trong sơn tra này cái gì cũng biết tiết trầm cảnh còn đang treo tại chỗ bàn tay hơi dừng lại, buông tay trở về trước bếp, một lần nữa rút đao thái tử cắt một khối thịt ngũ hoa kia, không chút để ý nói, cha ta đúng là theo đó lấy chữ cho ta, từ. Ngu ý lộ vẻ kinh ngạc, nàng vẫn cho rằng đây là tên của hắn, đại danh A vị kia là cái gì? Thật kỳ lạ, tất cả chúng ta đều đã kết hôn, tại sao tôi không biết tên của ngươi, tiết trầm cảnh, hệ thống cụ 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 ho cuồng đại danh của hắn cũng không hưng phấn nói a à, nữ chủ là nhân sĩ xuyên không trong tay nàng cầm kịch bản kinh triều trong nhận thức của nàng tiết trầm cảnh chính là một nhân vật phản diện không gì ác không làm nói đi vở kịch này sẽ không thể diễn tiếp tiết trầm cảnh hiểu được lời nhắc nhở của nó bất động thanh sắc nói tiết bột đây chính là đại danh của ta dù sao chữ vịnh này chỉ là biểu tự tiết hành chỉ cho hắn lựa chọn hắn còn chưa kịp lên vương miệng còn chưa bao giờ sử dụng chữ này với bên ngoài ngu ý lập tức bị hắn thuyết phục, hai tay xếp chồng lên nhau trước người, ghé vào trên bàn nhìn hắn nấu ăn. Tiết trầm cảnh sinh ra trong nhà Hào Thương, từ nhỏ đến lớn đều là thiếu gia cơm đến há mồm miệng đưa tay, làm sao có thể rửa tay làm canh canh. Hết lần này tới lần khác hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, nhất định phải để cho hắn tự mình tính toán, đại thiếu gia một bên tức giận đến mức ngã chậu đập nồi, một bên lại không thể không nhịn nhục chịu nặng. Mấy ngày nay toàn bộ dựa vào hệ thống chỉ huy cho hắn Vụn trộm luyện tập mấy lần, mới miễn cưỡng thuần thục một chút. Căn nhà nhỏ trên núi này là do địa trọc biến thành, nhưng muốn ăn thức ăn vào bụng lại không thể dựa vào địa trọc, nếu không hai người bọn họ ăn hai miếng, phải song song tử tình ở trong khe núi này. Những dầu ăn, gia vị và gạo trong phòng bếp đều là do hắn bọc một lớp da người cho địa ma, suốt đêm đến thị trấn hái mua. Nhưng mà, ngu ý muốn ăn ngày càng khó làm, tiếp trầm cảnh mỗi lần vì làm ra món ăn nàng gọi, đều phải chịu không ít ra tấn, trong lòng nghẹn ngào tất nhiên là khó có thể nói thành lời hôm nay món thịt trở về càng sâu tiết trầm cảnh dưới sự chỉ huy của hệ thống dầu mở bắn tung tóe trên tay bị nóng ra mấy cái bong bóng xúc tu phía sau mấy lần đều muốn đem phòng này xốc lên lại dưới sự khuyên bảo tận tình của hệ thống tỉnh táo lại trấn kiếm thạch hắn nhất định phải mở trấn kiếm thạch lấy được dập khí đài bên trong khi tiết trầm cảnh lại một lần nữa bị dầu lăn văng lên mu bàn tay mà nhịn không được muốn nhấc nồi lên hệ thống kêu lên chủ nhân bình tĩnh. Bình tĩnh. Chúng ta có thể ra khỏi nồi ngay bây giờ, ngươi làm rất tốt, nó giống như công thức nấu ăn, chắc chắn rất ngon. Tiết trầm cảnh nhíu chặt mày có thể kẹp chết rùi nhặn, vẻ mặt khổ đại cừu thâm nhìn xuống, ngu ý nâng má nhìn hắn ở trước bếp, rõ ràng luống cuốn tay chân, lại còn muốn giả bộ thành thạo, bên tai nghe tiếng hệ thống khàn khàn, giống như đánh giặc, cô miếng chặt khóe môi, vất vả quá mới không cười ra tiếng, tiết bột, nàng sao lại nhặt được một tướng công đáng yêu như vậy? Không, không nên nói là cô nhặt, hẳn là anh chủ động dán lên, dù sao trên người anh còn mang theo một hệ thống hướng dẫn, mà cô, là đối tượng hướng dẫn của anh, lúc đầu ngu ý mở mắt nhìn thấy mặt hắn, còn có chút ngẩn người, bất quá rất nhanh, tin tức trong đầu liền nói cho nàng biết, sau khi nàng xuyên vào quyển tiểu thuyết gọi là Kinh Triều, vì tránh xa giao tiếp với nam chính Bùi Kinh Triều, nàng thiêu hủy căn nhà gỗ nơi nguyên chủ ở chạy đến trấn nhỏ thế gian hẻo lánh này. Lúc nàng ẩn cư ở đây, gặp gỡ con trai thương hộ trên trấn, vì triệt để đánh nát hào quang nữ chủ của mình, ngu ý cùng hắn thành thân, cũng thành công đem đại thiếu gia lừa gạt vào trong rừng sâu này, cùng nàng ẩn cư, họ đã sống ẩn giật trong ba năm, ngu ý vuốt cầm, căn cứ vào mấy ngày nay từ trong hệ thống nghe được tin tức, nàng luôn cảm thấy đoạn kinh nghiệm này có chút kỳ quái. Đầu tiên, bọn họ đã ở đây ẩn cư ba năm, tiết bột vì nàng nấu cơm ba năm, lại còn luống cuốn tay chân như vậy, cần hệ thống chỉ đạo mới biết làm thế nào xuống bếp. Tiếp theo, bọn họ đều ở cùng một chỗ ba năm, tiếp một hướng dẫn nàng ba năm, nàng dĩ nhiên đều không hề động đậy, cho dù biết rõ anh mang theo mục đích tiếp cận mình, với tính nít của cô, đại thái cô sẽ cố ý khống chế bản thân không để cho mình động tâm, nhưng tiếp một thân da mặt này, thật sự lớn lên ở điểm thẩm mỹ của nàng, ngu ý biết rõ đức tính của mình, không có khả năng kiên định như bàn thạch như vậy cho dù sẽ không yêu hắn, nhưng độ hảo cảm cũng tuyệt đối không có khả năng thấp như vậy. Cuối cùng, cũng là điều khiến ngu ý để ý nhất chính là, vừa rồi tiết bột vì nàng lau nước trên mặt, một khắc giơ tay lên đụng phải hai má nàng, phản ứng đầu tiên của thân thể nàng, không phải là muốn cùng hắn thân cận, mà là cảm giác nguy hiểm. Sống lưng cô phát lạnh, lập tức nổi da gà đầy người, mỗi một tất cơ bắp trong cơ thể đều không khỏi căng thẳng, thét chói tai muốn cách xa anh một chút thiếu chút nữa liền nhịn không được một cước đạp lên người anh hết thảy tất cả đều làm cho ngu ý cảm thấy cổ quái nhưng nhận thức trong đầu lại thiết thực nói cho nàng biết nam tử trước mắt chính là tướng công nàng từng thân bái đường thành thân bái đường sao tầm mắt ngu ý vô thức truy đuổi thân ảnh tiết bột như có điều suy nghĩ tiết trầm cảnh một bữa cơm này tuy rằng làm gian nan nhưng cũng may dưới sự chỉ đạo của hệ thống hương vị thành phẩm cũng không tệ lắm hệ thống thấy ngu ý ăn đến hai mắt cười tủng tỉm, vẻ mặt thỏa mãn, cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm, nhìn kìa, ta liền nói chủ nhân làm rất tốt. Hệ thống khuyến khích chủ nhà nói, muốn nắm bắt trái tim của một người phụ nữ, trước tiên phải nắm lấy dạ dày của cô ấy, chủ sở hữu ngươi đã thành công hơn một nửa. Tiết trầm cảnh gấp một đũa thức ăn cho ngu ý, ôm nhu cười, trong lòng lạnh như băng hỏi, độ hảo cảm, hệ thống, hệ thống nhất thời im lặng, chờ ngu ý dùng qua cơm, tiết trầm cảnh đem thức ăn còn sót lại trên đĩa ăn sạch tuy rằng lúc xuống bếp bị bỏng thảm một chút nhưng hương vị thành phẩm đích xác không tệ huống chi món ăn này xuất phát từ tay hắn há có lý lãng phí tiết trầm cảnh thu thập xong bát đũa còn phải đi hấp cá cho con hạt đầu đan kia của nàng cái này không giống như một con hạt càng giống như một con lợn một bữa có thể ăn tám con cá nó không thích quá chín nó cũng không thích mặn không được nhạt cũng không được hơn nữa hạt sư huynh rất không thích tiết trầm cảnh tìm được cơ hội liền muốn xông lên mổ hắn một ngụm. Súc sinh này cũng hiểu được lợi ích tránh hại, sẽ không công kích hắn khi hai người ở chung một mình, chỉ có thể lén lút kích hắn khi ngu ý ở đây. Tiết trầm cảnh mỗi một ngày, từ khi mở mắt ra cho đến khi hắn ngủ vào ban đêm, có thể sẽ động 800 lần ý niệm trong đầu muốn giết ngu ý, nhưng tuyệt đối sẽ động trăm lẻ một lần ý niệm trong đầu, muốn giết con súc sinh lông dẹt hạt sư huynh này. Nhưng hắn không thể giết, hệ thống nói, nếu hắn giết hạt sư huynh, độ hảo cảm đáng thương của ngu ý đối với hắn nhất định sẽ trong nháy mắt thanh linh, vả lại khó có thể vãn hồi, cho nên, vì hoàn thành nhiệm vụ hệ thống chết tiệt kia, mở trấn kiếm thạch ra, tiết trầm cảnh chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhục gánh nặng, tiết trầm cảnh đưa cá cho hạt đỉnh đan, lại bị súc vật kia bắt được cơ hội mổ hai ngụm, nghiêng đầu, quả nhiên thấy ngu ý đang từ trong phòng đi ra, đi về phía bọn họ, hạt sư huynh biết, hắn không dám đánh nó trước mặt ngu ý ngay cả một con súc sinh cũng dám công khai khi dễ hắn như vậy, chủ nhân. Chủ nhân. 6% hảo cảm. Ngươi phải trân trọng A. Hệ thống hét lên cuốn quyết, tiết trầm cảnh sát tâm hơi chậm lại, nhìn xuống xúc động bóc đứt cổ hạt đầu đan, dưới sự lãi nhãi của hệ thống, bóc chặt ý niệm sát thương tràn đầy chạy về phía trước. A vị, ta thấy mu bàn tay ngươi hình như bị bỏng, ta giúp ngươi lau thuốc đi. Mu ý đi tới trước mặt hắn, trong tay nâng thuốc mở bỏng, ngẩng mặt hướng về phía hắn khẽ cười nói, tiết trầm cảnh sửng sốt một chút, lập tức đưa mu bàn tay ra sau lưng, dưới làn da trên mu bàn tay hắn có thứ gì đó điên cùng nhúc nhích, một lát sau, trên mu bàn tay vốn trơn bóng kia, bắt ra hai vết phòng rột đỏ bừng, ngu ý thúc giục nói, đưa tay cho ta nha, ngươi đừng giấu, ta lúc trước đều thấy được, tiết trầm cảnh nghe lời đưa tay cho nàng, bàn tay thiếu niên thon dài, cốt cảm rõ ràng, lòng bàn tay trước sau như một lạnh lẽo giống như sương sớm mùa đông, từ trong xương lộ ra một cổ ẩm ướt lạnh lẽo, dưới làn da bị nóng đến ửng đỏ có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh. Ngu ý nâng tay hắn, nhẹ nhàng thổi ở bên môi, ngẩng mặt lên trừng mắt nhìn hắn, vừa trách cứ vừa đau lòng nói, ngươi sau này bị thương không cần tự mình giấu nhẫn nhịn, lao chút thuốc rất nhanh đã khỏi, hai tròng mắt của nàng diễm như hoa đào, lông mi mảnh khảnh công vút, trong mắt phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ, giống như ngậm một hồ nước suối nóng, ấm áp lại ngọt ngào tiết trầm cảnh không khỏi thất thần trong chớp mắt ngọt ngào của nàng, sau đó tỉnh táo lại, ở trong lòng hỏi, độ hảo cảm, hệ thống. Độ hảo cảm, ngươi một ngày phải hỏi 800 lần độ hảo cảm. Mỗi lần hỏi xong đều phải tức giận, còn muốn nó dỗ dành, rốt cuộc có xong không, bây giờ bầu không khí rất tốt, hệ thống không muốn phá hủy, không để ý đến anh ta, hệ thống không trở về, tiết trầm cảnh cũng có thể đoán được. Người phụ nữ này thường chỉ là miệng nói dễ nghe, có một khuôn mặt mềm mại ngọt ngào, khi nhìn anh, giống như toàn bộ thể xác và tinh thần đều treo trên người anh, một bộ dáng rất thích thích anh, kỳ thật trái tim cứng rắn hơn bất cứ ai, hừ, thiết thạch tâm địa nói chính là nàng, tiết trầm cảnh vẫn luôn cảm thấy, người tuy rằng rất thông minh, nhưng cũng rất dễ lừa gạt, hắn chỉ cần ở trong lòng bọn họ cấy ghép một nhận thức không thể phá vỡ, đại não của bọn họ sẽ tự động vì cái này ăn sâu nhận thức, hoàn thiện cùng hợp lý hóa sự tồn tại của nó tựa như đám đệ tử thủ thạch ở phía sau ly sơn kiếm phái, tựa như ba người vạn hỷ môn. Khi hắn đem nhận thức mình là tướng công của nàng cấy vào trong lòng ngu ý, ngu ý cũng tự động vì hắn dệt một lai lịch hợp lý, vả lại nghe cũng không tệ lắm. Thế nhưng, hảo cảm của nàng đối với tướng công của nàng lại chỉ có 3%. Tiết trầm cảnh nhìn chầm chầm đỉnh đầu nàng, thần sắc trong mắt càng ngày càng âm trầm, trong lòng lại bắt đầu sao động, ngu ý hồn nhiên bất giác, vừa đầu trước người hắn, chỉ vào nhúng thuốc mở bỏng, thật cẩn thận bôi lên mu bàn tay nóng đỏ của hắn, vừa bôi vừa nhẹ nhàng thở phất, nhỏ giọng nói, không đau không đau, hạt sư huynh ăn cá xong, cất chân dài đi tới, khinh thường cạm hắn một tiếng, đôi mắt âm trầm của tiết trầm cảnh đảo qua, sát khí đằng đằng liếc mắt nhìn nó một cái, hạt đầu đang bị hắn nhìn đến cả người rùng mình, lông vũ đều nổ tung, vỗ cánh chạy tới phía sau ngu ý, cạc cạc cáo trạng, ngu ý đẩy đầu nó một cái, khẽ trách mắng, đừng quấy rối. A Liên làm sao có thể hung dữ, tiết trầm cảnh nheo mắt lại, còn dám ác điểu cáo trạng trước, quả thực kinh người quá đáng, là có thể nhịn không được. Hắn lơ đảng giơ tay lên, tay áo bên trong cổ tay nhúc nhích, tay áo màu đen từ trên cánh tay hắn trượt xuống một đoạn, lộ ra hai huyết ngay người đỏ tươi trên cổ tay, mép sững sờ hiện ra dấu vết răng dày xẹt qua, vừa nhìn đã biết là kiệt tác của hạt đầu đan. Ngu ý kinh hải thất sắc, đẩy tay áo hắn lên trên một đoạn, lộ ra càng nhiều máu sững ngươi, trên cánh tay sao lại có nhiều vết thương như vậy, tiết trầm cảnh vội vàng kéo vạt áo xuống, che lấp miệng vết thương, rút ngu bàn tay về phía sau, rủ mi mắt thấp giọng nói, ta không có việc gì, tuyệt không đau, ta biết hạt sư huynh không phải cố ý, ở phía sau ngu ý, hạt đầu đang há to miệng, trong đôi mắt chim nho nhỏ tràn ngập khó có thể tin, cạc, nó rõ ràng là tay trái của hắn, hơn nữa căn bản không có dùng sức. Làm thế nào vết thương có thể chạy đến tay phải, ngu ý xoay người, bắt lấy miệng chim của hạt sư huynh chỉ trích nó phạt nó buổi tối không được ăn cơm khóe miệng tiết trầm cảnh nhếch lên đột nhiên tâm tình rất tốt chương tám mây sơn sương mù sáu ngày xuân mưa nhiều ba ngày không dài đặc biệt là trong thung lũng sâu thẳm này chưa đến giờ dậu sắc trời đã tối sầm lại trong căn nhà gỗ sáng lên ánh đèn màu cam bên ngoài mái hiên rơi xuống mưa nhỏ tí tách ngọn đèn dầu đung đưa bỗng nhiên bị gió thổi đến phốc một tiếng tắt máy ngu ý quấn chăn lông tơ bất tri bất giác ngồi trên bồ đoàn ngủ gật, nơi này linh khí đoạn tuyệt, linh lực trong kinh mạch nàng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng nàng vẫn không buông tha, mỗi ngày đều phải ngồi thiền tu luyện hồi lâu, có thể phục hồi một chút, tiết trầm cảnh hướng ngu ý đến gần, tiếng bước chân khẽ không thể nghe thấy, ngọn đèn dầu duy nhất trong phòng ở phía sau hắn, đem bóng dáng của hắn chiếu xuống đất, theo hắn tới gần, cái bóng kia dần dần trèo lên bên váy nàng trải trên mặt đất. Bóng dáng bên cạnh có thứ gì đó không ngừng nhúc nhích, để cho thân ảnh của hắn không có nửa phần đường nét người bóng dáng đột nhiên bành trướng ra lấy ra mấy xúc tu dữ tợn quấn quanh trên người ngu ý người khoanh chân ngồi trên bồ đoàn đầu nhẹ nhàng một chút thân thể lắc lư cái bóng chiếu trên mặt đất kia giống như đột nhiên kinh hãi đột nhiên rụt lại xúc tu một lần nữa khôi phục bộ dáng bóng người ngu ý nửa tỉnh nửa tỉnh nhấc mí mắt lên ngậm theo tiếng mũi mềm mại hô a à liên tiết trầm cảnh trầm mặt một lát đi qua ngồi xổm bên cạnh nàng thấp giọng nói mệt mỏi liền đi ngủ trên giường không được ta đang chờ ngươi hơn nữa một ngày lớn như ta còn chưa vận chuyển xong ngu ý hiếp mắt thân thể lắc qua lắc lại rõ ràng đã muốn ngủ đến không được nàng hàm hồ nói chúng ta làm sao có thể định cư ở chỗ này hẳn là tìm một chỗ có linh nhãn mới đúng giọng nói của cô trở nên nhỏ hơn và nhỏ hơn và ngủ thiếp đi tiết trầm cảnh từ trong túi đựng đồ lấy ra một quả linh đan thật sự đem móng tay này lớn nhỏ linh đang cắt chia làm tam đẳng phân chọn ra một khối nhỏ đút vào trong miệng nàng linh lực trong cơ thể ngu ý vẫn không khôi phục nàng khẳng định ở chỗ này không ở lại được nữa nhưng nếu khôi phục quá nhanh tiết trầm cảnh vừa nghĩ đến gương mặt mình bị kiếm linh nàng cào nát trong lòng liền sợ hãi hí một tiếng chiếu theo suy nghĩ ban đầu của hắn hắn hận không thể mỗi ngày đều cho ngu ý đút địa trọc để cho địa trọc dơ bẩn ác trọc thôn vệ kim đan của nàng đem linh căn của nàng ăn mòn sạch sẽ, làm cho nàng biến thành một phế nhân không thể tu luyện, như vậy nàng chỉ có thể ỷ lại vào hắn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, trở thành một khôi lỗi toàn tâm toàn ý chỉ cần yêu hắn giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Nhưng hệ thống rất khó chịu, và ngay sau khi ông muốn làm điều đó, nó hét lên trong tâm trí của mình và cảnh báo anh ta về sự thất bại của nhiệm vụ, khi hắn bị ngu ý đánh, cũng không thấy nó che chở mình như vậy, cho nên tiết trầm cảnh đành phải mỗi ngày cho nàng ăn một chút linh đan, để cho nàng mỗi ngày chỉ khôi phục một chút là tốt rồi, để cho nàng không có đủ linh lực lại động thủ với hắn, hắn đút linh đan xong, ôm lấy mặt nàng, cùng tráng nàng chống nhau. Xúc tu vô hình chậm rãi nhúc nhích trong không khí, đem hai người ôm trong đó, ngu ý trong giấc ngủ nông cạn, phản phất rơi vào trong hàng đàm sền sệt. Hơi thở ướt ác từ mỗi một tất lỗ chân lông của nàng thấm vào, trong đầu lại bắt đầu vang lên tiếng người triều đình lấp lánh, tựa như mỗi một sợi thần kinh đều bị người nắm trong tay, truyền tải tin tức không thể nghi ngờ cho nàng, tôi là tướng công của ngươi, ngươi nên thích tôi, thích tôi thích tôi thích tôi, ngu ý trong giấc ngủ thì thầm, từ, ta thích ngươi, rất thích ngươi, trong mắt tiếp trầm cảnh khẽ sáng, hưng trí bừng bừng hỏi hệ thống, hiện tại độ hảo cảm là bao nhiêu, hệ thống, 6%, trong mắt tiếp trầm cảnh mừng rỡ biến mất, thần sắc lại trở nên âm trầm, rủ mắt gắt gao nhìn chầm chầm người đang ngủ say, không đúng, ngươi thích chưa đủ, sáu phần trăm là thích gì? ngươi phải thích tôi một trăm phần trăm, thích tôi thích tôi. trong đầu ngu ý trướng lên, không thoải mái hừ ra tiếng. tiếc trầm cảnh vẫn như cũ không buông nàng ra, trong đôi mắt đen nhánh kia, đồng tử thẳng đứng màu trắng bạc càng mở càng lớn, cơ hồ chiếm cứ nửa con ngươi. bên trong vương ra những sợi tơ nhỏ vô hình phản phất như sợi nấm bay bay, dán vào trên mặt ngu ý. ngón tay tiết trầm cảnh vô thức nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trơn nhẵn của nàng, dưới vầng sáng mờ nhạt của đèn dầu xúc tu nhu động trong không khí đều chật chội quanh người bọn họ, cổ tay quấn quanh cổ tay ngu ý, vòng eo, cổ, một xúc tu mượt mà đặt dưới môi cô, cảm nhận được lời thì thầm của cô, thở ra ấm áp, cọ nhẹ lên môi dưới cô, không đủ không đủ, ngươi còn có thể thích tôi hơn, thích tôi hơn một chút được hay không, từng, tốt, thích thích ngươi. Ngu ý thì thầm, tiếc trầm cảnh lại hỏi, độ hảo cảm, hệ thống im lặng, mỗi đêm như thế này, mỗi đêm vật chủ không mệt mỏi, nó trả lời hơi mệt mỏi. Hệ thống thật sự bất đắc dĩ, vẫn thành thật trả lời, 6%, tiết trầm cảnh ngực phập phòng, nặng nề hít sâu một hơi. Một khắc kia, xúc tu trong phòng nổi giận bành trướng ra, đem tiểu một phòng chen chút từ bên trong nổ tung, bốn phía tường gỗ cùng mái nhà vỡ vụn bay ra, trong mưa phùng hóa thành sương mù, mưa thẳng xuống. Trên một đoàn xúc tu khổng lồ bắn tung tóe đường viền bọc nước rõ ràng, ngu ý ở xúc tu vần quanh, không có một tia mưa rơi xuống người. Giọng nói trong đầu cô vang lên liên tục, khẩn nài cô, thích tôi được không? Thích tôi nhiều hơn một chút, cầu xin ngươi nhiều hơn một chút, cầu xin ngươi cầu xin ngươi nhiều hơn một chút có được hay không? Trong sơn cốc yên tĩnh, hạt sư huynh không hề cảm thấy một chân đứng trong nước suối nóng, cổ dài nhỏ xoay ra phía sau, cắm vào trong cánh ngủ say, mưa trong sơn cốc bỗng nhiên trở nên kỳ quái, mưa phùng chấn động giữa không trung, phản phất đang ở dưới sóng âm cực mạnh trùng kích nhưng tinh tế nghe, lại không nghe được bất kỳ tiếng nào, môi ngu ý giật giật, rốt cục chịu không nổi, phun ra mấy cái không thể nghe thấy thì thầm, đau, hệ thống hoảng sợ, hét lên, chủ nhân, chủ nhân, nhanh tay lại, nữ chủ nói nàng đau, đồng tử trắng như tuyết của tiết trầm cảnh bỗng dưng co rụt lại, móng mắt chung quanh một lần nữa bao bọc lại, đem con ngươi thẳng đứng quỷ dị kia một lần nữa bao vây vào sâu trong đáy mắt, hắn khôi phục đồng tử thuộc về người, biểu tình có chút kinh ngạc những giọt mưa rung rẩy giữa không trung trở lại bình thường và rơi xuống một lần nữa. Sương mù trọc đất từ trong mưa bay ra, đem ngôi nhà gỗ nứt toát khôi phục lại. Đèn dầu nhỏ trên bàn lắc lư một chút, ánh nến lại sáng lên. Tiết trầm cảnh rũ mắt nhìn chầm chầm người trong ngực, có chút chán nản nói, hay là không thay đổi sao, hệ thống không lên tiếng, đáng ghét, hắn đã làm đến mức này, nàng không thể thích hắn thêm một chút sao. Chỉ có những kẻ lừa đảo nói dễ nghe, tiết trầm cảnh tức giận bại hoại, để ngu ý ra, tùy ý nàng ngã trên mặt đất, đứng lên đi ra ngoài. Trong rèm mưa bỗng nhiên vọt tới một con quái vật màu đỏ như máu, tứ chi cũng dùng đất vọt tới trước người hắn, hàm răng hưng phấn vang lên, trên cầm treo cũng không biết là nước mưa hay nước miếng, phiền chết rồi. Tiết trầm cảnh giận dữ nói, một cước đem nó đạp trở lại trong rèm mưa, cầm tay áo lung tung lau mặt, lại dùng sức xé tay áo xoa thành một đoàn nện ra ngoài, cốt ma đột nhiên nhảy dựng lên, ngậm tay áo, thật cẩn thận bảo vệ không bị nước mưa làm ướt, vui vẻ chạy vào trong bóng đêm, không thấy bóng dáng. Tiết trầm cảnh ôm đầu gối ngồi sổn dưới mái hiên, bả vai khẽ rung, thỉnh thoảng rút mũi một chút, cố gắng nhịn trở lại nước mắt, bằng không cốt ma lại giống như chó ngửi thấy mùi hưng phấn xông tới, thứ không có nhãn lực nhìn thấy, hắn buông tay ra. Trong lòng bàn tay hiện ra một tảng đá cổ xưa màu xám trắng, tảng đá có hình dạng bất quy tắc, giống như một tòa sơn mạch thu nhỏ lại, được hắn nâng ở lòng bàn tay chính giữa dùng cuồng thảo khắc một chữ trấn. Trong sơn cốc bóng đêm đậm đặc, chỉ có một chút ánh nến trong nhà gỗ nhỏ, tiết trầm cảnh ủ rũ dựa vào bên cửa, ôm đầu gối trong gió lạnh đêm xuân uống thành một đoàn, nhìn chầm chầm trấn kiếm thạch trong tay ngẩn người, nhìn qua đừng nói có bao nhiêu đáng thương. Qua một hồi lâu, hệ thống mới yếu ớt ở bên tai hắn đinh một tiếng, phát ra cho hắn một nhiệm vụ tạm thời, đốc thúc hắn ôm nữ chủ lên giường, vì nàng vén sừng chăn mới có thể rời đi. Hệ thống cẩn thận nói, nữ chủ cứ như vậy nằm trên mặt đất ngủ, sẽ sinh bệnh, năm ngón tay tiết trầm cảnh nắm chặt, thu hồi trấn kiếm thạch, từ trong mũi phát ra tiếng hừ nhẹ khinh thường, mang theo âm thanh mũi nồng đậm, bệnh chết nàng quên đi, chủ nhân, nữ chủ yếu là chết, ngươi liền rốt cuộc đánh không được trấn kiếm thạch, hệ thống còn chưa dứt lời, tiết trầm cảnh đã đứng lên, đi vào trong phòng cuối người ôm lấy nàng, đưa vào giường nội thất, hệ thống ở bên tai hắn kêu, nhẹ một chút, ngươi phải ôm nhu một chút. Tiết trầm cảnh không kiên nhẫn nói, tâm miệng, dưới sự càng nhằn của hệ thống, anh nhịn xuống xúc động muốn trực tiếp ném cô lên giường, nhẹ nhàng một chút lực đạo, không lưng đặt cô lên giường, lại run rẩy đắp chăn cho cô, xoay người muốn đi. Hệ thống giống như một bà mẹ lo lắng, hận sắc không thành thép nói, ngươi phải lấy trâm cài trên đầu cô ấy xuống, nếu không cô ấy ngủ như vậy sẽ không thoải mái, cô ấy thư giãn không thoải mái có quan hệ gì với tôi. Tiết trầm cảnh mặt lạnh lùng, hệ thống thở dài, chủ nhà của nó quả thực chính là một A đẩu không đỡ nổi nổi, chính là bởi vì ngươi không săn sóc như vậy, nữ chủ mới không thích ngươi, độ hảo cảm mới một mực không đề cập tới, tiết trầm cảnh tức giận, ngươi nói thêm một chữ nữa, ta liền giết nàng, hệ thống, vì độ hảo cảm, hắn nhiều như vậy đều nhìn xuống, lấy một cái trận tóc thì tính là cái gì, tiết trầm cảnh một lần nữa ngồi trở lại mép giường, nửa cuối người xuống, nhất nhất đem mũ trên tóc nàng đều lấy xuống, đặt lên mấy cái án trước giường lần này tổng được rồi. Tiết trầm cảnh hừ nói, hệ thống, tiết trầm cảnh, nói chuyện, được, hoàn toàn được, chủ nhân thật tuyệt vời. Hệ thống im lặng, ngài thực sự khó phục vụ, tạo nghiệt A, à, vì sao nó lại ràng buộc nam chủ, nó muốn ràng buộc nữ chủ đáng yêu của nó, nó muốn cùng nữ chủ gián gián, nếu ràng buộc là nữ chủ, nó hiện tại nhất định rất vui vẻ, tiết trầm cảnh đang muốn đứng dậy rời đi, cổ bỗng nhiên bị người ôm lấy ngu ý thế nhưng dãy dụa tỉnh lại cánh tay mảnh khảnh của nàng từ trong chăn vương ra vòng quanh cổ hắn đem hắn thấp hơn kéo lên người mình trong thanh âm mang theo mềm mại vừa mới tỉnh ngủ lẩm bẩm nói tướng công ta lại một mình ngủ sao khuỷu tay tiết trầm cảnh chống lên giường cứng gắt lui về phía sau nghiêng đầu nhìn thấy đôi mắt ngu ý hơi mở ra điều chỉnh giọng điệu ôm nhu nói muộn rồi mau ngủ đi ngu ý dụi dụi mắt ép buộc mình lấy lại tinh thần lắc đầu nói không cần ta hiện tại còn không muốn ngủ, không phải ta nói một mực chờ ngươi sao, trước kia, đều là nàng đã ngủ, tiết bột đều còn đang bận rộn, cũng không biết hắn đang bận cái gì. Chờ ngu ý tỉnh lại, hắn đã sớm đứng dậy, thế cho nên, ngu ý lại không có chút ký ức nào khi tỉnh lại cùng hắn ngủ chung giường, tiết trầm cảnh không nghe rõ ám chỉ của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ trán nàng, dỗ dành, ngươi, ngủ ngươi, chờ ta làm cái gì. Nhà bếp của tôi vẫn còn bị tịch thu đừng thu thập nữa ngày mai thu thập cũng không muộn ngu ý vòng quanh cổ hắn không buông một chân lại từ dưới chăn vương ra ông lấy thắt lưng hắn con ngươi đen nhánh trong ánh nến hơi nhộn nhạo có chút ngượng ngùng nói ta đương nhiên là chờ tướng công cùng nhau làm chuyện vợ chồng tiết trầm cảnh sửng sốt hả đôi mắt ngu ý hiếp lại dưới ánh đèn mờ nhạt nàng từ đôi mắt hoa đào hơi sưng đỏ của tiết chương thấy được trong suốt ngu xuẩn hắn tựa hồ căn bản cũng không hiểu cái gì là chuyện vợ chồng bọn họ bái đường thành thân, cô nam quả nữ ở trong rừng sâu núi thẳm ẩn cư ba năm, chẳng lẽ thế nhưng chưa bao giờ có qua phòng, khó trách nàng đều không có ấn tượng về phương diện này, chuyện này quá bất hợp lý, hệ thống nhanh hơn tiết trầm cảnh phản ứng lại trong khiếp sợ, vội vàng nhắc nhở, chủ nhân, trong nhận thức của nữ chủ, các ngươi đã thành thân ba năm rồi, ngươi không thể biểu hiện giống như cái gì cũng chưa từng làm, lão luyện một chút a, à, tiếp tiết trầm cảnh, ngu ý hệ thống còn cố ý nhấn mạnh trong nhận thức của nữ chủ, những lời này nghe thế nào cũng cảm thấy không thích hợp, trong lòng ngu ý suy nghĩ, chợt nghe được tiết bột nhẹ giọng nói, được, nàng kinh ngạc nhìn qua, chỉ thấy thiếu niên rủ mắt xuống, nhìn cô thật sâu, lúng cúng trong mắt hắn sớm đã tiêu tán, đưa tay vén mái tóc đen giữa tóc tóc lên sau tai, ngón tay thuận thế trượt vào sau gáy cô, nâng gáy cô lên. Đầu ngón tay lạnh lẽo kích thích cô run rẩy một chút, trên gáy tê dại, nổi lên một tầng nổi da gà nó trông giống như một tư thế sẵn sàng để hôn. Hai người bọn họ dựa vào rất gần, chóp mũi tách ra, hô hấp chạm vào nhau, cách một chút khoảng cách nhỏ như vậy, ngu ý thậm chí còn có thể cảm giác được hơi thở ẩm ướt lạnh lẽo trên môi hắn, ánh mắt nàng không khỏi mở to, tim đập thình thịch. Tiết trầm cảnh nâng đầu ngón tay sau gáy nàng hơi dùng sức, lông mi ngu ý kịch liệt trung lên, hôn mê bất tỉnh, cánh tay vòng quanh cổ mềm nhũng trượt xuống, tiết trầm cảnh chống đứng dậy, thở vào nhẹ nhõm nhưng chỉ bóp ngất cô qua hiển nhiên không giao được kém, ngày mai cô tỉnh lại khẳng định sẽ sinh ra hoài nghi. Tiết trầm cảnh ngưng mặt suy tư một lát, lần thứ hai cuối người kề sát nàng, dưới bóng ma che khuất lông mi, con ngươi đen nhánh của hắn dần dần kéo dài, hóa thành kim nhọn màu trắng bạc, thì thầm mê hoặc lần thứ hai chui vào trong đầu ngu ý, tướng công ngươi rất lợi hại, phi thường lợi hại, chúng ta song tu đến bình minh, ngươi cuối cùng mệt đến hôn mê bất tỉnh, hệ thống vốn định lễ phép tắt máy, thoáng nhìn thao tác tao nhã của chủ nhà mình, nó trầm mặt một lúc lâu, nghi hoặc nói, chủ nhân, ngươi có phải không phải không, tiết trầm cảnh sửng sốt một chút, hồi tưởng lại mình bị dòng điện trên kiếm của nàng điện đến thất thố, không hề có lực phản kháng bị nàng chặt đứt mấy xúc tu, gãy nát xương mặt lần đó, đối với loại chuyện này trong lòng chỉ có kháng cự, hắn rủ mắt khinh miệt liếc mắt nhìn ngu ý một cái, lạnh lùng cười nhạo nói, chỉ có nhân loại mới có thể đắm chìm trong loại thịt ba thịt cấp thấp này giao hoang chương chín mây sơn sương mù 7, thân hình nữ tử trẻ tuổi mềm mại ấm áp ông vào trong ngực kỳ thật là rất thoải mái nhất là hiện tại tản ra vạt áo so với sắc đẹp mà nói nhiệt độ cơ thể trên người nàng ấm áp càng thêm mê người một chút tiết trầm cảnh đem tay dán vào bụng mềm mại của nàng cảm thụ được nhiệt độ trên người nàng khiến người ta ủi giống như ở trong băng thiên tuyết địa lâu ngày lúc lạnh đến chết lặng bỗng nhiên bị người ban thưởng một cái lò sưởi tiện tay đầu ngón tay của ông đã bị đốt cháy tiết trầm cảnh thoải mái nheo mắt lại, bất giác siết chặt cánh tay, hận không thể đem nàng hoàn toàn dán lên người mình, đã sớm không nhớ rõ lúc mới bắt đầu biểu hiện của mình có bao nhiêu ghét bỏ, hệ thống im lặng. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy nam chủ sử dụng nữ chủ làm noãn bảo bối, hắn ngược lại thoải mái, nữ chủ nhìn qua rõ ràng không thoải mái, hệ thống đau lòng nói, chủ nhân, ngươi đừng dùng bàn tay lạnh lùng của ngươi đi đến bụng băng nữ chủ, bụng của nữ hài tử bị lạnh, sẽ đau bụng. Tiết Trầm Cảnh chỉ lo mình vui vẻ, hoàn toàn mặc kệ người khác sống chết, không thèm để ý nói, nàng thương nàng, có quan hệ gì với ta, dù sao ngu ý cũng không cảm giác được hắn đã làm cái gì. Hệ thống. Đáng ghét, cặn bã. Hệ thống đi theo Tiết Trầm Cảnh 5 năm, biết rõ chủ nhà mình không chịu chút khổ sở tuyệt đối không nghe lời khuyên, thối đức hạnh. Nó thân là hệ thống phụ trợ của nữ chủ, ngay từ đầu ràng buộc sai người, để cho nữ chủ cô độc lưu lạc dị thế 5 năm đã xem như phạm phải sai lầm lớn hiện tại đương nhiên không thể thấy nữ chủ bị tùy tiện khi dễ hệ thống diên cảnh báo qua hệ thống phán định hành vi hiện tại của vật chủ gây tổn hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần của đối tượng hướng dẫn không có lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn thuận lợi xin chấm dứt ngay hành vi này duy trì khoảng cách hơn nửa thước với đối tượng hướng dẫn nếu không hệ thống sẽ mở ra cơ chế phòng ngự tự động cho nữ chủ tiết trầm cảnh hắn giống như khiêu khích ôm lò sưởi trong ngực càng chặt hơn, trong hư không phun ra từng đoàn bàn chân trong suốt dính ướt, đem toàn bộ phòng giường nhét đầy áp, từng vòng từng vòng bao ở phía sau ngu ý, dùng hành động thực tế tỏ vẻ cự tuyệt, không vui nói, ngươi muốn chết, hệ thống, cảnh báo không hợp lệ, cơ chế phòng ngự tự động đã được bật, thời gian mở ra là 6 canh giờ, thanh âm hệ thống hạ xuống đồng thời. Tiết trầm cảnh liền cảm giác lòng bàn tay bỗng nhiên một trận đau đớn tựa như có ngàn vạn kim thép từ trong bụng ngu ý chui ra đâm vào trong lòng bàn tay hắn không chỉ là bàn tay chỉ cần cùng chỗ da thịt ngu ý kề sát đều truyền đến đau đớn bị châm đâm loại đau đớn bé nhọn này lại làm cho hắn không thể chịu đựng được xúc tu chật chội ở trên giường nhanh chóng rút lui về kéo theo màn giường bay lên đèn dầu và ngọn nến bị gió thổi lay động đèn trong phòng lay động tiết trầm cảnh bất ngờ buông nàng ra lui về phía sau cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình trên tay hắn không có một chút vết thương, sau khi rời khỏi ngu ý, lòng bàn tay đau đớn cũng lập tức biến mất, tiết trầm cảnh thăm dò đưa tay chạm vào mặt ngu ý, đầu ngón tay vừa đụng phải nàng, lập tức liền bị trập trở về, trên người ngu ý rõ ràng không có gì cả, lại giống như mọc đầy gai nhọn vô hình, vừa chạm vào liền trâu hết người, tiết trầm cảnh tức giận nói, ngươi đã làm cái gì, hệ thống tuy rằng làm đến cứng rắn, nhưng rất sợ hãi, yếu đuối giải thích, ta, ta dùng điểm tích lũy đổi cho nữ chủ một bộ hà y ngũ sắc, chỉ cần mặc vào nó, người bên ngoài đụng phải nàng, sẽ bị đâm đau, tiếc trầm cảnh, hắn trầm mặt một lát, thật sự bị tức giận cười, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi dùng điểm tích lũy được từ nhiệm vụ của ta, đổi lấy một thứ quỷ quái, dùng để phòng bị ta, hệ thống không lên tiếng, tiếc trầm cảnh một mình ngồi ở bên giường tức giận, đối với một hệ thống vô hình vô chất lại thiên vị nhãn như vậy, hắn lập tức quả thật không có biện pháp gì bất quá không sao, chờ hắn đạt được thứ hắn muốn, hắn liền tự tay đưa cái này rách nát cùng cái gọi là nữ chủ quy tây. Tiết trầm cảnh dựa vào mặt đất ngồi ở trước giường, âm trầm nhìn chầm chầm người nằm ở trên giường ngủ say, thân thể người có tam hỏa, tâm quân hỏa, thận thần hỏa, khí hải dân hỏa, tiết trầm cảnh tam hỏa tất mất, cả người hắn đều giống như hang băng, từ trong ra ngoài đều lạnh, mới vừa rồi trong ngực cảm nhận được một chút nhiệt độ cơ thể ấm áp, cũng sau khi rời khỏi ngu ý nhanh chóng nguội lạnh xuống, so với lúc trước còn lạnh hơn một chút, tiết trầm cảnh quay đầu lại, từ trên giường kéo chăn xuống, liền đem nhiệt độ cơ thể ngu ý lưu lại trong chăn bọc mình vào, để đảm bảo vạn vô nhất thất, tiết trầm cảnh nửa đêm còn ngồi dậy, cách một khoảng cách, những sợi tơ nhỏ trong đồng tử bay ra ngoài, thấm vào linh đài ngu ý, vì nàng càng thêm ấn tượng ngươi tướng công thật sự rất lợi hại ấn tượng, khi trời sắp sáng, ông cũng cố nó một lần nữa. Tiết trầm cảnh chỉ cần kế vào trong lòng nàng ý niệm này, còn lại, đại não của nàng sẽ tự động não bổ hoàn thành, trong lúc vô tri vô giác, ngu ý nằm mơ rất nhiều khó có thể mở miệng. Đời này, trước sau khi mặc sách cộng lại, tổng cộng sống 24 năm, hơn 8.000 ngày đêm, cộng lại cũng chưa từng có nhiều giấc mộng xuân như vậy, thế cho nên, chờ sau khi nàng từ trong mê mang tỉnh lại, đều giống như còn nằm trên mây, cả người phiêu nhiên, tứ chi càng là mỏi như vô lực, bất kể là thân thể hay là linh hồn, đều giống như bị vét sạch ngu ý nằm ngửa trên giường, không nhúc nhích, hai mắt vô thần nhìn màn giường tối màu phía trên, trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên chính là tướng công ta rất lợi hại, có trời mới biết, đầu óc nàng hiện tại còn chưa hoàn toàn thanh tĩnh. Qua một lúc lâu, nàng mới nghiêng đầu, ngoài ý muốn nhìn thấy người ngủ say ở một bên giường, tiếp bột hướng về phía nàng, nghiêng người nằm ở bên ngoài giường, còn chưa tỉnh, giữa bọn họ có một cái gối đầu, phản phất như sở hà hán giới, đem bọn họ ngăn cách ra, hơn phân nửa chăn đệm đều bị hắn quấn ở trên người, tay chân ngu ý lạnh lẽo, khó trách khi ngủ, luôn cảm thấy lạnh. Nàng biết tiếp bột sợ lạnh, liền cũng không cùng hắn so đo chuyện cướp chăn, bên ngoài ánh mặt trời đã sớm sáng lên, ánh mặt trời xuyên thấu qua sa mỏng chiếu vào, chiếu lên mặt hắn, vài sợi tóc vụn dựng lên trán dưới mái tóc đen đè lên hàng lông mày dài anh Tuấn, lông mi của hắn dài dày đặc, giống như dùng bút mực phát họa mà thành, Ngu ý phát hiện mí mắt phải của hắn có một nốt ruồi đỏ nhỏ, khi mở mắt, nốt ruồi nhỏ này sẽ bị gấp vào nếp gấp mí mắt, cô nhịn không được đưa tay điểm nốt ruồi nhỏ, đầu ngón tay theo sống mũi thẳng tắp trượt xuống, làn da tiết trầm cảnh rất trắng, làm nổi bật màu môi có vài phần đỏ tươi. Cô mê muội vuốt ve mặt anh, vừa suy nghĩ, tối hôm qua bọn họ lên. Bạn đã thực sự làm điều đó, ngu ý vặn vẹo kề sát hắn một chút, ngón tay ấn lên môi hắn, tinh tế cảm thụ đường nét và xúc cảm của môi hắn sau đó lại từ trong chân kéo tay hắn ra trước tiên lấy tay đo kích thước bàn tay hắn một chút khoa tay múa chân trước ngực mình lại nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay hắn cẩn thận xem xét hình dạng ngón tay hắn tiết trầm cảnh giả bộ không nổi rốt cục không thể nhịn được mà mở mắt vì để cho hết thảy thoạt nhìn đều rất chân thực đêm qua hắn vẫn ở trong phòng nghe ngu ý hừ hừ cả đêm trong giấc ngủ sáng nay cũng cố ý nằm ở nơi này chờ cùng nàng tỉnh lại lại không nghĩ tới, sau khi nàng tỉnh lại liền đối với mình một trận sờ loạn, quả thực giống như quỷ đói trong sắt. Ngay sau khi cô chạm vào anh ta, anh ta đã bị đánh thức bởi một cú đâm trên cơ thể của cô, ngươi đang chạm vào cái gì? Tiết trầm cảnh ở dưới chăn ngăn cắt tay nàng, ngu ý lại đưa tay nắm lại, tiếp tục vuốt ve ngón tay hắn, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại, vẻ mặt hoang mang nói, ta chỉ là cảm thấy, cảm giác tướng công sờ lên tựa hồ cùng tối hôm qua không giống nhau. Tiết trầm cảnh nghe vậy, lập tức gạt mắt sang một bên, lông mi rậm rạp ngăn trở ánh mắt lóe lên của hắn, rút tay về từ trong tay nàng, xoay người sốc chăn lên, đứng dậy cổng nàng mặc quần áo, đau đớn trên người biến mất, hắn yên lặng phun ra một mụn khí tức, ngươi lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nơi này ngoại trừ ngươi ta, còn có người nào khác sao, ta đương nhiên không phải hoài nghi còn có người khác. Ngu ý nói xong, lại duỗi dài cánh tay, dùng sức nắm lấy mông hắn, cảm thụ xúc cảm dưới lòng bàn tay. Tiết trầm cảnh chỉ cảm thấy mông mình giống như bị lan nha bỗng chùi y một chút, hắn đau đến cả người chấn động, nửa khoát y bào nhảy về phía trước hai bước, rời xa bên giường, xoay người một lời khó nói trừng mắt nhìn nàng. Ngu ý bị phản ứng quá khích của hắn hoảng sợ, làm sao vậy? Tiết trầm cảnh có khổ nói không nên lời, khàn giọng nói, ngươi đừng tùy tiện đụng vào ta. Hắn nói xong lại ý thức được ngữ khí của mình quá mức cứng ngắc, sợ ngu ý nghi ngờ, đành phải bổ sung, ta sợ ta sẽ nhịn không được, may mắn thay, ông đã nghe một số từ râm đảng giữa những người. Ngu ý phúc cười nhạo một tiếng, nàng nghe lời thu tay về, nhìn chầm chầm tay mình nắm chặt từng cái, cân nhắc cảm giác vừa rồi, như có điều suy nghĩ nói, ta chính là cảm thấy, hiện tại ngươi sờ lên so với tối hôm qua chân thật hơn rất nhiều, tiếp trầm cảnh, hệ thống thở dài nói, nhìn kìa, tôi đã nói nữ chính rất thông minh, ngươi là không thể lừa gạt cô ấy, ngu ý nghe được thanh âm của hệ thống, đuôi lông mày nhẹ nhàng khẽ động, xem ra tiết bột đích thật là đang lừa nàng. Tiết trầm cảnh trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tròn xuống, nhanh chóng đem y bào bọc lên người, vội vàng bỏ lại một câu đừng suy nghĩ lung tung, liền xoay người ra khỏi phòng, nói muốn đi nấu cháo cho nàng làm điểm tâm. Sau khi ngồi sổn vào nhà bếp, câu đầu tiên ông hỏi là, hãy nhìn vào mức độ hảo cảm, hệ thống rất hạnh phúc nói, 9% của chủ sở hữu, chúng tôi sẽ sớm thành công. Tiết trầm cảnh chậm rãi mở to hai mắt, kinh hỉ trên mặt giống như hoa nở rộ, đảo qua khói mù ủy khuất cầu toàn mấy ngày nay, cả người đều trở nên sáng sủa sáng ngời, không dám tin nói, thật, lúc trước hắn cố gắng lâu như vậy, độ hảo cảm vẫn dao động trên dưới 6%, không nghĩ tới một đêm trôi qua, độ hảo cảm lại tăng mạnh tới 9%, Tiết trầm cảnh trầm tư một lát, ngộ ra, vì sớm hoàn thành nhiệm vụ hệ thống chết tiệt này. Hắn không ngại hy sinh thêm một chút sắc mạo, tiếp trầm cảnh hỏi, ngươi thà y kia khi nào mất hiệu lực, hệ thống, còn nửa canh giờ nữa. Trong sương phòng, ngu ý cũng đã đứng dậy, đang ngồi ở trước bàn trang điểm trang điểm gương, tẩm y trắng như tuyết quấn trên thân thể mảnh khảnh của thiếu nữ, mơ hồ lộ ra màu thịt da thịt bên trong. Nàng nhẹ nhàng kéo cổ áo ra, lộ bóng loáng từ đầu vai trượt xuống, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, ngu ý nhìn trái phải soi gương, không phát hiện trên thân thể một tia dấu vết kịch liệt tối hôm qua, rõ ràng là họ chưa bao giờ làm điều đó nhưng trong đầu mình, nàng còn nhớ rõ tướng công của nàng rất lợi hại, bọn họ quyết chiến đến bình minh, cuối cùng là nàng không chịu nổi hôn mê bất tỉnh, ngu ý nhìn chầm chầm hình chiếu trong gương, chậm rãi hướng trên người mặc quần áo, một lúc lâu sau, thần sắc trong mắt nàng dần dần trầm tĩnh, nghĩ thông suốt, nàng không ngại tiết bột mang theo nhiệm vụ hệ thống đến hướng dẫn nàng, nhưng nàng để ý tiết bột tùy ý thay đổi trí nhớ cùng nhận thức của nàng. Ba năm ẩn cư ở đây, có lẽ chỉ là ba năm trong nhận thức của cô ấy bọn họ đến tột cùng ở chung mấy ngày, tiết bột rốt cuộc có phải là tiết bội hay không, nàng đều hoàn toàn không biết, cô không thể phân biệt những kỷ niệm về anh ta, những gì là sự thật và những gì là giả mạo. Nếu không phân biệt được, vậy tất cả đều coi như là giả là tốt rồi, ngu ý cũng không lo lắng cho an nguy của mình, dù sao với tư cách là đối tượng bị hướng dẫn, nàng đối với tiết bộ mà nói, hẳn là còn rất trọng yếu, cô ăn mặc chỉnh tề, búi tóc, đưa tay rút ra trang điểm, đầu ngón tay trắng nõn lướt qua trâm cài sắp xếp chỉnh tề, chọn một cây trâm lựu cắm vào búi tóc, mỉm cười ngọt ngào trước gương. Cây trâm được sâu chuỗi bằng hạt châu đỏ thẫm, đặt trên tóc xanh, làm nổi bật nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt của cô, thật phần tươi sáng đáng yêu. Ngoài phòng bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, ngu ý ấn đầu ngón tay trút dừng lại, sách váy vội vàng chạy ra ngoài, khẩn trương nói, A Liên, làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? nhà bếp nằm ở phía trước của ngôi nhà gỗ lộn xộn, sụp đổ một nửa, ánh sáng mặt trời xuyên qua sương mù, chiếu sáng cho tro trong không khí, đừng tới đây. Tiết bột đưa lưng về phía hắn, ác thanh ác khí nói, trong giọng nói của hắn không chút che giấu chán ghét khiến ngu ý không khỏi sửng sốt một chút, tiết bột cả người căng thẳng, cúi đầu, bả vai ở trong tro bụi màu vàng khẽ run rẩy, nhìn ra được, hắn đang liều mạng đè nén tâm tình của mình. Ngu ý có thể từ phía sau nhìn thấy hai tay hắn nắm chặt trên bếp, dùng sức đến tiết ngón tay trắng bệch gân xanh trên mu bàn tay bạo đột mặt bàn xây bằng gạch đá nứt từng tất dưới ngón tay hắn nồi cát ùn ụt trên củi nứt thành hai nửa cháo trắng nóng hổi hắt xuống hơn phân nửa đều đổ lên trên hai bàn bám chặt ngu ý hít sâu một hơi nâng tay che miệng lại ánh mắt dừng vào mu bàn tay hắn bị cháo trắng đỏ bừng kinh ngạc nói a liên ngươi làm sao vậy trong giọng nói của nàng tràn đầy lo lắng nhưng không tiến lên nửa bước thậm chí còn lui về phía sau vài bước hướng về phía hồ ôn tuyền hạt sư huynh nghe thấy tiếng động vỗ cánh lên từ trong hồ nhảy vọt đến phía sau nàng ngu ý lại cảm giác được cái loại này làm cho cả người nàng rét run mỗi một tế bào đều cảnh cáo uy hiếp thét chói tai cô nghe theo bản năng cảnh cáo của cơ thể mình duy trì một khoảng cách với anh chủ chủ nhân hệ thống cẩn thận gọi chủ nhà của nó lúc này cũng nghèo đến mức không biết nên trấn an hắn như thế nào mới tốt nửa canh giờ trước nó mới cao hứng phát sóng với chủ túc chủ, độ hảo cảm của nữ chủ đối với hắn đã tăng lên tới 9% rồi, chỉ thiếu một cước lâm môn như vậy, nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành, tình tiết phụ tuyến sẽ theo đó mở khóa thành công, nhưng trong nửa canh giờ này, độ hảo cảm bắt đầu chậm rãi giảm xuống, cuối cùng lại dừng lại ở 6%, mặc cho ai vừa mới nhận được tin tức tốt, trong nháy mắt lại bị đánh trở về tại chỗ, cũng sẽ không vui vẻ đặc biệt là vật chủ của nó là một người không giỏi kiểm soát cảm xúc của chính mình. Hệ thống thập phần bất đắc dĩ nhìn nữ chủ của mình một cái, nó cũng thật sự không thể nghĩ tới, ngu ý thế nhưng khó có thể hướng dẫn như vậy. Nấu đến khi cháo trắng mềm mại cho dù từ trong nồi cắt rò rỉ ra, cũng còn đang sủi bọt, hơi nước nóng hổi phất tới giữa mũi tiết trầm cảnh, mềm nhát ngọt ngào, nhưng thiêu đốt trên mu bàn tay hắn, lại vô cùng đau đớn, bởi vì quá mức dùng sức, mụn nước trên mu bàn tay tiết trầm cảnh vỡ ra máu chảy ra rất nhanh nhuộm đỏ cháo trắng cốt ma sao động từ giữa núi rừng chảy ra bị mệnh lệnh bắt buộc của chủ nhân áp chế tại chỗ nôn nóng tại chỗ bới đất nước miếng chảy xuôi khắp nơi tiếng răng rắc rắc từ xa truyền đến ngu ý nghe được tiếng động kỳ quái này nghi hoặc nhìn về phía rừng cây hạt sư huynh cảm giác được nguy hiểm ở bên cạnh há miệng kéo vạt áo nàng muốn kéo nàng lên lưng mình rời khỏi nơi này rời khỏi tên kỳ quái âm tình bất định kia. Ngay khi ngu ý định nhảy lên lưng con hạt đầu đang chạy trốn, thắt lưng bỗng nhiên căng thẳng, có thứ gì đó, giống như rắn nhanh chóng cuốn lấy vòng eo nàng, mạnh mẽ kéo nàng ra khỏi bên cạnh con hạt đầu đang. Toàn bộ ngôi nhà gỗ bị một cổ lực lượng vô hình nứt nẻ, sụp đổ. Hạt sư huynh bị ngăn trở ở bên ngoài, Xong không vào được, chỉ có thể dùng tiếng chim mỏ bén nhọn cùng kích ngăn cản trước người, mỗi lần nhấp một cái, mỏ chim thật dài đều sẽ hãm vào, vừa trơn vừa dính dính, không biết là cái gì. Nó mở rộng hai cánh và lo lắng kêu to, toàn thân ngu ý đều bị thứ giống như con rắn kia quấn quanh chặt chẽ, xúc cảm lạnh lẽo trơn nhẵn dán sát vào da nàng, loại cảm giác này làm cho nàng giống như đã từng quen biết, trong đầu hiện lên mấy mảnh nhỏ ký ức, đường núi sương mù dày đặc che lấp, xúc tu chật chội trong không khí, chui vào miệng cô, dần dần nổi lên đầu bàn chân màu hồng nhạt, hiện tại, nàng giống như trong ký ức hồi sinh kia, bị xúc tu kéo đến trước mặt tiết trầm cảnh, tiết trầm cảnh xoay người, chịu đựng gai nhọn của hà y ngũ sắc trên người nàng, vương hai tay ra với nàng, ngu ý, mu bàn tay ta bị bỏng, rất đau, giúp ta lau thuốc một chút, được không, thiếu niên sắc mặt tái nhợt, khóc mắt đỏ bừng, nước mắt đặt dưới hàng mi dày đặc, bao trùm đồng tử đen nhánh, chỉ cần nhẹ nhàng nháy mắt, nước mắt có thể từ trong hốc mắt rơi xuống, giờ phút này môi hắn càng đỏ, cơ hồ chảy máu, trên môi dưới mang theo dấu răng cắn ra ngu ý bị xúc tu treo giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trong con ngươi in thật sâu bộ dáng trưng trưng của hắn, cổ họng bất giác nuốt hai cái, thanh âm chắc lên nói, ngươi, ngươi trước tiên đem ta buông xuống, lời nói của nàng còn chưa dứt, hai chân liền rơi vào thực tế, chỉ là cảm giác trực áp bên hông cũng không có biến mất, cổ tay vô hình còn nắm chặt eo nàng, nhận thức bị giả mạo trong đầu ngu ý bắt đầu khôi phục, lúc này trong đầu rất hỗn loạn trong lúc nhất thời là hình ảnh nàng và tiết vị sinh hoạt trong căn phòng nhỏ trên núi này, nàng nhờ má cười nhìn hắn luống cuốn tay chân xào rau, ngồi sổng trên nóc nhà sửa chữa ngói, trong lúc nhất thời lại là bãi cạn huyết sắc tràn ngập, hắn từ phía sau một kiếm đâm xuyên qua trái tim một người, huyệt thái dương ngu ý đột nhiên trướng đau, gian nan chảy chút trí nhớ trong đầu, lấy ra thuốc mở bỏng từ túi gấm bên hông, bôi lên mu bàn tay bị bỏng của hắn, đầu ngón tay nàng mỗi một lần chạm vào mu bàn tay hắn, đều có châm đâm đau đớn đâm vào trong xương tay hắn tiếc trầm cảnh trắng răng chịu đựng hàng giọng hỏi ngươi có thể thích ta nhiều hơn một chút không ngu ý kinh ngạc ngẩng đầu cái gì tiếc trầm cảnh gắt gao nhìn chầm chầm nàng trong mắt có cảm xúc điên cuồng cuồng cuộn nước mắt không khống chế được theo khóe mắt hắn trượt xuống ánh mắt bức thị nàng ngươi đối với tôi hảo cảm quá thấp còn chưa đủ xa xa không đủ ta muốn ngươi thích ta thích ta nhiều hơn một chút cầu xin ngươi thích ta nhiều hơn một chút người trước mắt nhìn qua thật sự có chút điên cuồng, ngu ý theo bản năng lui về phía sau, nhưng tầm mắt lại không thể rời khỏi hắn, nàng lần đầu tiên biết mình lại bị nam nhân khóc lóc mê hoặc, tiết trầm cảnh một câu lại một câu cầu xin truyền vào trong tai nàng, ngu ý cảm thấy vô cùng quen thuộc, hình như nàng đã từng nghe qua vô số lần, không ngừng nói không đủ, cầu xin nàng thích hắn hơn một chút, nàng lui một bước, tiết trầm cảnh liền tiến lên một bước. Toàn bộ thân ảnh đều bị bao bọc trước người nàng, như vậy tiếng sát nàng, thật sự rất có cảm giác áp bách, trên gò má ngu ý thậm chí rơi vài giọt nước mắt từ hàm hắn rơi xuống, cô chớp mắt, lau đi những giọt nước mắt nhỏ giọt trên khuôn mặt của mình, nhìn chầm chầm vào anh ta và nói, bạn, nước mắt rất lớn, giống như ngọc trai, nếu đó là một viên ngọc trai thực sự, tiếc trầm cảnh sửng sốt một chút, tâm tình đều bị nàng cắt đứt, không lên không xuống nghẹn vào ngực. Anh trầm mặt nhìn chầm chầm vào râu ria của cô, kiên trì đưa tay cởi thắt lưng mình, vứt thắt lưng ra, cởi áo khoác ra, kéo vạt áo ra, giữ chặt tay cô dán lên người mình, gai nhọn làm cho thân thể hắn không ngừng run rẩy, da thịt đều hiện ra màu hồng phấn, hàm chứa âm thanh mũi nồng đậm nói, ngươi thích bộ dáng của ta chứ, giống như cơ thể của tôi. Ngươi có thể nhìn thấy có thể chạm vào, muốn làm bất cứ điều gì có thể, miễn là thích tôi nhiều hơn một chút, chỉ cần một chút, được không? Ngu ý bị ép đến mức cơ hồ ngã ngửa trên giường thịt vô hình xúc tu cuốn lấy phía sau, nàng mở to hai mắt, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu lại vô cùng cường thế của hắn, cầu khẩn bộ dáng nàng thương xót, cả người đều sợ ngây người, không phải, đại ca, các ngươi làm nhiệm vụ hướng dẫn, đều ra sức như vậy sao, chương 10 trấn kiếm thạch, một, ngu ý nâng tay kia lên muốn từ chối mặt hắn, tiếp trầm cảnh theo bản năng co rúng lại một chút, tay ngu ý liền không khỏi dừng lại, lập tức muốn rút về, không biết vì sao, mỗi lần cô chạm vào anh, trong anh đều giống như rất đau. Tiết trầm cảnh ngược lại nắm chặt tay nàng, nghiêng đầu đem hai má của mình dán vào bàn tay mềm mại, nịnh nọt cọ nhẹ, lông mi ướt sủng đặt ở lòng bàn tay, nước mắt ấm áp theo ngón tay chảy vào kẻ ngón tay, nhiễm ướt lòng bàn tay nàng, khóc đến trong đôi mắt đỏ bừng, tràn đầy vẻ cầu khẩn, giống như một dốc hết toàn lực làm chủ nhân vui vẻ. Nương tử, ta sẽ không làm tổn thương ngươi, ta sẽ nấu cháo cho ngươi cho ngươi nấu ngươi thích ăn, làm điểm tâm cho ngươi làm điểm tâm, bồi ngươi ngắm mặt trời mọc, Bồi ngươi nghe mưa, vì ngươi sấy khô quần áo, ngươi quần áo rách ta cũng có thể may cho ngươi, ngươi có thể thích tôi không?" Tiết Trầm Cảnh nói những điều này, đều là hắn mấy ngày nay vì nàng làm, đến từ nhiệm vụ tạm thời do hệ thống tuyên bố. Nếu không phải ngu ý có thể nghe thấy tiếng hệ thống, nàng cơ hồ khẳng định sẽ bị biểu hiện như hắn lừa gạt, thật sự cho rằng hắn yêu mình đã yêu đến điên, yêu đến không thể kiềm chế, cho dù trong lòng ngu ý rất rõ ràng, nhưng Tiết Trầm Cảnh khóc cầu nàng như vậy, cũng thật sự làm cho người ta không kiềm chế được. Cô nghe thấy một tiếng len ken, giống như âm thanh của trò chơi thông quan. Hệ thống, đinh, đối tượng hướng dẫn độ hảo cảm cao điểm đột phá 10%, chúc mừng chủ nhà hoàn thành nhiệm vụ chính giai đoạn 1, quen biết quân sơ, vật chủ tràn đầy tình yêu và sự dịu dàng trả giá, thành công làm cho đối tượng hướng dẫn ấn tượng sâu sắc với ngài, để lại dấu ấn khắc cốt ghi tâm trong trái tim cô, làm ấm trái tim tan vỡ lạnh lẽo, ngu ý. Không, hắn chỉ là đột nhiên khóc có chút đẹp mắt mà thôi. Nhiệm vụ chính hoàn thành, cốt truyện phụ ly sơn trấn kiếm thạch đã được mở khóa, người cuối người lập tức đứng dậy, buông tay nàng ra, nhanh chóng thu liễm vẻ mặt nịnh nọt mà cầu khẩn trên mặt, thở phào nhẹ nhõm nói, rốt cục, trên lông mi tiết trầm cảnh còn buông lệ quan, mừng như điên cười to ra tiếng, cũng không thèm liếc mắt nhìn ngu ý một cái, không chút lưu niệm xoay người rời đi, xúc tu nhúc nhích nhanh chóng rút ra phía sau ngu ý, nhặt quần áo trải rác trên mặt đất một lần nữa khoác lên người hắn. Ngu ý từ giữa không trung ngã xuống đất, chớp chớp mắt, cũng không kịp phản ứng. Cậu nam nhân này, tốc độ biến sắc có muốn nhanh như vậy không? Tiết trầm cảnh sáng vạt áo lên, năm ngón tay thành móng vuốt, dùng sức gãy nát cánh tay mình, một bên đau đến hít thở, một bên nhúng máu tươi đầm đìa vẽ ra một phát trận đỏ như máu trên bãi đất trống. Hắn phát họa ra mỗi một mặt trận đều nhuộm máu tươi đỏ thẫm, máu tươi rất nhanh tản ra, làm cho người ta muốn che mũi nín thở, nhưng theo mặt trận cuối cùng hạ xuống, khi pháp trận thành hình, huyết khí trong trận kia lại bất ngờ thu lại, toàn bộ pháp trận thoáng cái trong suốt vô cùng, phản phất thanh tuyền trong núi, thậm chí lộ ra một chút hương vị tinh khiết không tì vết, tiếp trầm cảnh cất bước, đi vào trong trận pháp. Bước chân của hắn ở trong trận nổi lên từng vòng gợn sóng, giống như giọt nước rơi xuống mặt hồ, ngu ý từ dưới gợn sóng kia, đột nhiên thoáng nhìn thấy một bóng đen thật lớn bóng đen chợt lóe rồi biến mất, thẳng đến khi tiết trầm cảnh lại hạ xuống một bước, gần sóng lần thứ hai từ dưới chân hắn mở ra. Ngu ý lần này nhìn thấy trong bóng đen vô số xúc tu nhúc nhích, ngoại trừ xúc tu, nàng dường như còn nhìn thấy một ít cái gì khác, một ít thú ảnh gào thét, mãng xà quấn quyết, đại điểu vỗ cánh, thậm chí là từng tấm mặt người vạn vẹo biến dạng, còn có rất nhiều thứ nàng căn bản không phân biệt được là cái gì, bọ ngựa kết thành một đoàn bốn không giống. Tiết trầm cảnh cuối cùng đứng vững ở trận tâm, bóng dáng dưới chân thấm vào trong trận, nhìn qua tựa như cùng bốn bóng đen ẩn nấp ở dưới đáy trận cộng sinh cùng một chỗ. Ngu ý vừa nghĩ đến xúc tu vừa rồi trói nàng, từng chui vào trong miệng nàng, có khả năng đến từ nơi đó, nàng liền trào ngược nước chua trong dạ dày, có chút muốn nôn. Tiết trầm cảnh lúc này hồn nhiên đã quên mất sự tồn tại của nàng, hắn buông tay lấy trấn kiếm thạch ra, đem trên tảng đá bọc đầy máu của mình, ném vào giữa không trung, pháp trận vốn bình tĩnh đột nhiên sôi trào, vô số bóng dáng từ dưới trận pháp lao ra giống như cá nhảy ra khỏi mặt nước đụng về phía trấn kiếm thạch lơ lửng giữa không trung kết giới trên trấn kiếm thạch bị xúc động bột phát ra một tầng bình chướng màu vàng bao phủ bên ngoài tảng đá bóng đen cùng bình chướng va chạm trong sơn cốc nhất thời vang lên từng tiếng giả thú thê lương gào thét bóng đen cuồn cuộn không dứt một lần lại một lần bị bình chướng của trấn kiếm thạch ngăn cản rơi xuống bên trong phương pháp trận lại lần lượt từ trong pháp trận lao ra tiếp tục đụng về trấn kiếm thạch phản phất như điên ma, ngay cả cốt ma cũng không chịu nổi sự hấp dẫn của máu tươi, từ trên mặt đất nhảy lên, cốt đao từ trên người mở ra, chém về phía trấn kiếm thạch bình chướng, tiết trầm cảnh đứng ở trong pháp trận, bị bóng đen quanh người không ngừng tuôn ra bao phủ, chỉ trong lúc trọng ảnh đang sen có thể nhìn thấy dáng người áo hắn tung bay, dây tóc màu vàng đỏ đang sen giữa những sợi tóc màu mực bay bổng, hết sức bắt mắt, hắn chuyên chú nhìn lên đỉnh đầu trấn kiếm thạch, trên mặt không chút che giấu vui sướng như điên cuồng không bao giờ thấy bộ dáng chó vừa rồi khóc đến thước nỉ cầu xin nàng thích khi thường có khí thế phản diện trấn kiếm thạch kết giới bình chướng bị đụng không ngừng rung động phát ra tiếng chuông giống như tiếng chuông ngu ý thờ ơ lạnh nhạt trong chốc lát nhận thức nàng bị giả mạo đã một lần nữa trở về vị trí nhớ tới tất cả những gì đã xảy ra lúc trước nàng tuyệt đối không muốn trở thành công cụ tiết trầm cảnh mở khóa cốt truyện chỉ muốn rời xa nhân vật phản diện một mình xinh đẹp nhưng cơ hội này nàng mang theo hạt sư huynh lui vào trong rừng núi, tính toán chạy trốn, một đoàn bóng đen đụng phải bình chướng màu vàng, từ giữa không trung rơi xuống, bất ngờ rơi xuống trước người ngu ý, bóng đen bành trướng mạnh mẽ, hóa thành một con ác khuyển ba đầu, dẫm nàng dưới chân, nhe răng trợn mắt với nàng, điên cuồng chó sủa, nước tanh hôi thối rơi xuống đất, lập tức hóa thành hắc khí di tán, xung quanh cỏ cây thoáng chốc héo rũ một mảng lớn, ma tức, trong lòng ngu ý kinh hải, cầm thanh trúc kiếm lên, đem linh lực còn sót lại trong gân mạch rót vào thân kiếm, mạnh mẽ đâm vào cái miệng to chậu máu đang cắn nàng ở giữa. Ba giữ phát ra tiếng gào thét thảm thiết, xoay chuyển cái đầu kia, cắn về phía cánh tay nàng, thanh trúc kiếm mắc kẹt trong cổ họng ác quyển kia, ngu ý không rút ra được, đành phải buông tay lui ra, quay về phía sau hai vòng, tránh được tam đầu quyển gặm cắn, vội vàng bóp lấy kiếm quyết triệu hoáng linh kiếm, linh kiếm kẹt ở trong cổ họng ác quyển ong ong, trên kiếm thanh diễm thiêu đốt đến ba đầu quyển kia quay cùng kêu rên. Tiết trầm cảnh nhíu mày vuốt ve hầu họng mình, rốt cuộc nhận thấy được động tĩnh của nó, hai xúc tu từ trong pháp trận bắn ra, cuốn lấy ba đầu quyển giữ tận gào thét, bất ngờ kéo nó trở về pháp trận, đồ ngốc. Ta là ngươi phá trấn kiếm thạch, ngươi đang cắn cái gì? Tiết trầm cảnh mắng, nhấc chân dẫm lên đầu ở giữa, đem ba con quyển ô ô ai minh dẫm trở lại trong bóng đen dưới đáy trận, còn chưa tới một nén nhang, ngu ý liền từ thân thân nương tử lưu lạc thành cái gì đồ chơi, nàng cũng không kịp tức giận, hai tay múa ra tàn ảnh, lần thứ hai véo ra kiếm quyết triệu hồi thanh trúc kiếm, chỉ là, theo tam đầu khuyển bị dẫm vào đáy trận, liên hệ giữa ngu ý và thanh trúc kiếm trong nháy mắt bị đứt đoạn, nàng liên tục bóp ra kiếm quyết triệu hồi vài lần, linh kiếm đều không hề phản ứng. Hạt đầu đang ở bên cạnh lo lắng đi vô, thấy nàng triệu không được linh kiếm, không chút suy nghĩ mở rộng cánh, quay đầu hướng trận pháp dưới chân tiết trầm cảnh vọt tới, hạt sư huynh. Ngu ý hô, thân thể vùi thấp, lưu loát nhảy lên, nhào lên lưng tiên hạt, cùng hạt sư huynh xông vào phát trận. Cùng lúc đó, tiếng kêu của trấn kiếm thạch dừng lại, trong sơn cốc lập tức gió ngừng ảnh tán, chỉ thấy trên bình chướng màu vàng trấn kiếm thạch nứt ra một vết nứt, giống như mặt băng nứt ra, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, bất quá trong nháy mắt, bình chướng hoàn toàn nát bấy trấn kiếm hóa thành một đạo kim quang bắn vào bầu trời, ngay sau đó một tiếng nổ ầm ầm, trời khung bị bổ ra, một tòa núi lớn nguy nga đen kịt rõ ràng đứng trên mây, giống như tiếng sấm ầm ầm vang lên, liên miên không dứt từ trên trời lăn xuống mặt đất phía dưới, chấn đến vân sơn rung động không thôi, trấn kiếm thạch mở ra, tiết trầm cảnh vui mừng không xiết, lực chú ý đều bị ngọn núi cao đầu chiếm cứ. Ngay cả hệ thống ở bên tai hắn kêu to nữ chủ chạy vào trong pháp trận, hắn cũng không nghe thấy. Tiết trầm cảnh phất tay áo thu hồi pháp trận dưới chân, cuồng phong từ giữa núi rừng gào thét mà qua, cuốn lên mê chướng bao trùm vân sơn, bóng đen bốn phía bay tán, cốt ma, địa trọc dưới đáy hồ suối nước nóng, đều cùng nhau vào pháp trận, mặt trận thu vào trong cơ thể tiết trầm cảnh, mũi chân hắn một chút, chỉ để lại một con chim đại bàng dương cánh nâng hắn lên, bay vào núi Clao, biến mất trong núi non đen kịch, theo tiết trầm cảnh rời đi, sương mù chướng lại tiêu tán, vân sơn non xanh nước biết tái hiện nhân gian tu sĩ bị vây trong sương mù rốt cục thấy rõ cảnh vật quanh người mình những người này lúc này mới phát hiện chính mình trèo đèo đèo lâu như vậy lại vẫn luôn ở bên ngoài vân sơn đảo quanh ngọn núi sừng sững đen kịp đè lên mây che khuất ánh mặt trời sạch sẽ trong rừng núi vẫn mờ mịt không có ánh sáng đó là cái gì có tu sĩ hét lớn là núi sao trên mây sao còn có một ngọn núi trọng đại đó có phải là ảo ảnh không hay là bí cảnh cái chỗ này linh khí thiếu thốn làm sao có thể sinh ra một tòa bí cảnh lớn như vậy. Ba người vạn hỷ môn thân ở trong một mảnh rừng rậm, còn đang tìm tiểu sư để bọn họ thất lạc, khi núi cao xuất hiện, đông đóng trong tay bọn họ cũng bột phát ra ánh sáng chói mắt. Trấn kiếm thạch là chí bảo ly sơn, chỉ có đệ tử thiên tư ưu việt trong nội môn ly sơn kiếm phái, mới có tư cách bước vào trấn kiếm thạch tìm kiếm mệnh kiếm của mình. Tu sĩ tầm thường tự nhiên chưa từng thấy qua chân dung trấn kiếm thạch, chỉ nghe nói qua tin đồn liên quan đến trấn kiếm thạch mọi người nhao nhao nhìn lên đỉnh đầu, thẳng đến khi nhìn thấy trung tâm núi lao, chữ trấn màu đỏ như ẩn như hiện, mới có người phản ứng lại, là trấn kiếm thạch. Kiếm thạch ly sơn trấn mở ra, đoàn người bùi kinh triều vượt qua mấy tầng mê sơn huyển hải, nguyên bản đã tìm được đáy cốc này, lúc sương mù biến mất, địa điểm bọn họ cách ôn tuyền hồ không tới 10 dặm. Trấn kiếm thạch kết giới bị va chạm tiếng kêu cũng truyền đến trong tai mấy người bùi kinh triều, bọn họ theo tiếng chuông kêu nhanh vào trong sơn cốc, chỉ là chung quy chậm một bước trấn kiếm thạch kết giới bị phá bùi kinh triều nhìn về phía ngọn núi cao vút trên mây có chút khó có thể tin làm sao có thể không có khả năng ngoại trừ cha ta không ai có thể mở ra trấn kiếm thạch cấm chế diêu dục tú kêu lên đưa tay lướt qua ánh mắt dùng linh thị nhìn lên núi non trên bầu trời khi đệ tử ly sơn kiếm phái vào trấn kiếm thạch tầm kiếm là thông qua một đạo sơn môn mở ra mà vào nàng chỉ thấy qua bộ dáng trấn kiếm thạch được cung phụng trong tế đàn hậu sơn, còn chưa từng thấy qua bộ dáng sau khi ngọn núi Nguy Nga này bị phá vỡ cấm chế, đây đúng là trấn kiếm thạch. Bùi Kinh Triều nói, hắn còn biết, kết giới bên ngoài trấn kiếm thạch là cổ phong từ thời cơ thị tiên tộc lưu lại, không ai có thể lay động. Nhập sơn lệnh cũng chỉ là mở ra một đạo cửa vào mà thôi, cổ phong trên trấn kiếm thạch ai cũng đánh không ra, bao gồm cả trưởng giáo tuyệt trần tử của ly sơn kiếm phái đây cũng là nguyên nhân trấn kiếm thạch thất trộm sau đó ly sơn kiếm phái không sợ công bố ra tin tức mời thiên hạ tu sĩ cùng nhau tìm kiếm nguyên nhân hiện giờ đạo cổ phong này lại bị người khác bằng vào vũ lực xé rách điều này làm sao có thể không để bùi kinh triều giật mình chỉ là hiện tại cũng không phải so đo ai lại có năng lực này mở trấn kiếm thạch thời điểm đã có không rõ tu sĩ từ trong vân sơn bay ra xông vào đỉnh đầu trấn kiếm thạch bên trong bọn họ tự nhiên không thể rơi vào phía sau người Nga Hùng Sơn Nguy Nga bao trùm thiên mạc phương viên trăm dặm, không chỉ tu sĩ phụ cận Vân Sơn, tu sĩ những nơi khác cũng thấy được tòa này vô cớ xuất hiện trên bầu trời Đại Sơn, trong lúc nhất thời, vô số lưu quan đều hướng tòa Vân Đoan Sơn Nhạc này vọt tới. Ngu ý hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nàng cùng hạt sư huynh cùng nhau đâm vào pháp trận, lập tức liền lâm vào hư vô sâu không thấy biên giới, ánh sáng trên đỉnh đầu nhanh chóng tiêu tán, chỉ còn lại bóng tối vô tận, nàng ôm chặt hạt sư huynh, trong bóng đêm không ngừng chìm xuống, nhào tới, bùng bùng, giống như nhịp tim đập thì thanh âm thường xuyên vang lên bên tai ngu ý, lúc đầu nàng còn tưởng rằng đó là nhịp tim của mình hoặc hạt sư huynh, về sau mới phát hiện không phải, chung quanh có thứ gì đó đang hướng bên người bọn họ tụ lại, nàng nghĩ, đại khái là ở bên ngoài trận pháp, nàng nhìn thấy những bóng đen kỳ quái kia, bọn họ rơi vào bên trong bóng đen bốn cái kia sao? Thứ này lại có nhịp tim.